Chương 601, hợp đồng. Đường Thế Minh lắc đầu nói, sao tôi lại sợ được, chỉ là tôi thấy tiết tấu cuộc sống của anh thay đổi nhiều quá, vượt cả dự đoán của tôi. Lúc mới đi theo Hoắc Khải, có một khoảng thời gian Đường Thế Minh cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Hoắc Khải không đắc tội ai, cũng chẳng gặp phải nguy hiểm gì, thậm chí còn phải lái xe giúp anh y như giúp giáo sư Triệu Vĩnh An. Đường Thế Minh cả ngày ngồi không, anh ta còn hoài nghi liệu sự nhìn nhận của mình về Hoắc Khải có đúng hay không mà bây giờ đột nhiên xảy ra một cuộc đánh nhau liên quan đến sống chết, tâm lý đường thế minh có thay đổi cũng là chuyện rất đối bình thường. Hoác Khải bật cười, cởi áo khoác ra rồi xoa mặt cho sạch và đáp, cả thế giới đều đang thay đổi rất nhiều, cuộc sống tôi có biến hóa cũng đâu lạ. Mà tay của anh lúc trước chẳng phải cũng chưa từng nhuốm máu hay sao. Lần này đột nhiên phải giết người, trong lòng không thấy tội lỗi ư. Đường thế minh không đáp ngay mà nghĩ một lúc mới trả lời, không có đâu, tôi chẳng quen bọn họ, mà bọn họ còn muốn giết anh kẻ giết người thì đáng chết đây là đạo lý cổ kim rồi các bậc ông cha trong dòng họ cũng nói với tôi rằng nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình tôi không yếu ớt vậy đâu anh nghĩ thông là tốt khoác khải gật đầu tóm lại là sau này có thể sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm hơn nếu anh muốn đi thì tôi cũng hiểu được nhưng nếu anh muốn ở lại thì phải cẩn thận hơn trước thật nhiều nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào đó ừ Tôi biết rồi, Đường Thế Minh gật đầu đáp. Người của tiểu đội tinh anh quay lại nhìn anh ta rồi chìa bàn tay không bị thương ra, nói: "Xin chào, tôi là Thương Mộc Hùng, anh khá đấy, khi nào tôi khỏe lại thì chúng ta đánh nhau một trận nhé." Đường Thế Minh bắt tay anh ta, lập tức cảm nhận được bàn tay cứng như sắt và sức lực của Thương Mộc Hùng. Nhưng Đường Thế Minh cũng không có động tác gì, thậm chí không thay đổi sắc mặt, cũng không thấy được anh ta có đang dùng sức hay không. Thương Mộc Hùng chỉ biết rằng dù anh ta có dùng bao nhiêu sức thì đối phương cũng không có phản ứng gì. Sau đó anh ta thả tay ra, cười hì hì nói, giỏi đấy. Anh cũng vậy, đường thế minh đáp. Thương Mộc Hùng ngẩn ra, khoác khải thì lại cười nói, đường thế minh là con nhà võ, luyện võ từ nhỏ. Nếu anh muốn đánh với anh ta thì sợ là sẽ thiệt đấy. Chưa chắc đâu, tay anh ta không đen bằng tôi, biết thế nào được, thương Mộc Hùng bĩu môi. Tên của anh giống người anh hoa nhỉ, đường thế minh hỏi. Ừ, bố tôi là người Anh Hoa, còn mẹ tôi thì ở đây, nên tôi còn một cái tên khác là Lý Mộc Hùng. Nhưng tôi thích cái tên Kurakio hơn, nghe có khí thế hơn không Kurakio nói. Đường Thế Minh lắc đầu nói, chả thấy khí thế gì, nhưng giọng nói của anh bảo tôi rằng anh không hiểu gì về võ thuật cổ truyền hết. Cho nên, anh không thắng được tôi đâu. Kurakio nghe vậy thì rất không phục, anh ta đã vào sinh ra từ bao nhiêu năm, tuy không lọt được top 20 lợi hại nhất thế giới nhưng top 100 thì chắc chắn không thoát được. Cuống hồ nhiều lúc sức mạnh không giải quyết được mọi chuyện. Mọi kỹ xảo của anh ta đều là để giết người, đường thế minh có đánh mãi mà không giết thì cũng không thể thắng được. Đường thế minh cũng không giải thích nhiều, lại nói với Hoác Khải vài chuyện trong nước. Anh ta gọi được mấy cao thủ trong dòng họ đến, giờ đã có một nửa quay về, nửa còn lại phụ trách bảo vệ hai mẹ con cố phi dương. Vì bên ninh thần ngoài đồng thiên thanh ra thì còn 5 người của tiểu đội tinh anh bảo vệ, nên không cần lo nữa. Nghĩ đến tình huống của Hoác Khải bên này, đường thế minh đề nghị Hoác Khải gọi thêm nhiều người đến bảo vệ người thân của anh, nếu không, cho dù pháp luật trong nước có tốt đến mấy thì cũng khó bảo đảm được mọi chuyện. Hoác Khải gật đầu nói, tôi đã sắp xếp rồi, không cần lo cho sự an toàn của bọn họ đâu. Mà người trong dòng họ anh có ý kiến gì không vậy? Không đâu, đường thế minh lắc đầu, bọn họ ở mãi sâu trong núi, người già lười ra ngoài nhưng thanh niên thì muốn ra ngoài vận động từ rất lâu rồi. Vậy thì tốt, Hoác Khải gật đầu. Anh không thích mắc nợ ân tình của ai, vì nợ tiền còn dễ trả, nhưng ân tình thì không. Nhưng hiện giờ sức mạnh của anh khá yếu ớt, chỉ có thể dựa vào nhóm đường thế minh mà thôi. Món nợ ân tình này anh sẽ tìm cách trả lại sau. Ba người cứ thế lái xe, đi thẳng đến địa điểm đích. Cuộc tập kích lúc trước chứng minh trong đội ngũ có nội gián, tuyến đường của Hoác Khải đã bị người ta tiết lộ ra ngoài. Cho nên Hoác Khải không đi theo tuyến đường dự định nữa mà là đổi nơi khác, đổi cả cách hóa trang. Như vậy thì không thể theo dõi bọn họ một cách dễ dàng nữa. Mấy ngày sau, Hoác Khải và Kurakio đến một nông trường ở nơi ngoại ô hẻo lánh. Chiếc xe mà bọn họ cướp được mấy ngày trước đã bị bỏ đi rồi, giờ họ đang đi một chiếc xe cũng mua giữa đường. Sau khi đến nông trường, một người nông dân đi tới, hét lên với bọn họ, đây là nông trường tư nhân, mời mọi người rời đi. Súng săn của nông dân không làm hoác khải và Kurakio sợ hãi. Anh ta làm một động tác tay, người nông dân đó khẽ gật đầu, vẫy tay với họ. Sau khi vào nhà, người nông dân mở một con đường từ tủ bếp ra cho hai người vào. Đi vào đường đó không lâu sau thì là một con đường lớn rộng mở. Đi thêm lúc nữa là đến một căn phòng. Đây là căn cứ bí mật của tiểu đội tinh anh, giờ đã thành phòng thí nghiệm mới của Hoắc Khải. Không gian dưới đất này đã được cải tạo sơ qua, một bên là phòng kỹ thuật VR cho cao thủ vô danh dùng, một bên là nơi cho công nghệ tái sinh. Đừng coi thường một mình cao thủ vô danh, phòng của anh ta vẫn to lắm, ít nhất phải 500 mét vuông. Bên trong bầy đầy siêu máy tính đang điên cuồng chạy các loại cốt mà cổ ngôn tài mua, giúp anh ta chỉnh sửa khung thế giới ảo. Một bên khác là khu vực của công nghệ tái sinh, Nơi này đã hội tụ các chuyên gia y học. Họ đang tiến hành phân tích kỹ lưỡng về phẫu thuật thay đầu. Không có cơ thể thật sự mà chỉ có ảo ảnh do kỹ thuật VR tạo ra. Đừng khinh thường ảo ảnh, nó gần như giống hệt thế giới thực khi thao tác. Chỉ một sai lầm nhỏ bé cũng có thể bị siêu máy tính phán đoán là thất bại, mà hậu quả duy nhất của thất bại là sự tử vong của bệnh nhân. Các chuyên gia tiến vào đây đều phải ký một bản hợp đồng do đích thân cổ ngôn tài kiểm chứng nội dung hợp đồng có rất nhiều điều khoản bảo mật trong đó một quan trọng nhất là không được rời khỏi đây nếu chưa được đồng ý nếu rời khỏi đây thì sẽ bị coi là kẻ phản bội không những sẽ thu hồi lại tiền tài của cải mà còn bị xử lý cực hình cực hình là gì đơn giản chính là cái chết nếu bạn thấy điều khoản này quá hà khắc và vẫn hoài niệm nhân gian thì có thể không ký những bác sĩ không ký thì lại phải ký một hợp đồng bảo mật khác rồi rời khỏi đội ngũ nếu bọn họ dám tiết lộ những tài liệu phẫu thuật có được lúc trước thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. Dựa theo điều khoản của hợp đồng, nếu bội ước sẽ phải đền bù một con số lên tới ít nhất là 10 chữ số. Hơn nữa, phía sau con số này còn để đơn vị là mỹ kim. Có thể nói, một khi bị khởi tố thì bọn họ sẽ bị đóng băng tài sản, bao gồm cả gia đình của họ. Hơn nữa, trước khi bồi thường xong, tất cả bọn họ sẽ bị liệt vào danh sách đen, không cho phép nhập cảnh loại trừng phạt này sẽ do đội ngũ luật sự chuyên nghiệp thực hiện với phạm vi toàn thế giới. Với sức ảnh hưởng của hy vọng mới hiện giờ, muốn khởi tố trên toàn thế giới thì không hề khó. Cho nên nếu đám người này muốn phản bội thì phải suy nghĩ thật kỹ xem tâm lý bản thân có đủ mạnh để trốn chui trốn lủi cả đời này hay không. Loại hành hạ này sao mà sánh được với việc ở trong phòng thí nghiệm? Mà ở trong đó không có nghĩa là sẽ bị giam lỏng cả đời. Tờ hợp đồng thứ hai mà cổ ngôn tài cho bọn họ ký viết rất rõ ràng rằng, khi phẫu thuật thay đầu hoàn toàn thành thục, khi nó được phổ biến trên toàn thế giới thì bọn họ sẽ được trả lại tự do. chương 602, sắp xếp. Trước đó thì mỗi một người có nhiều nhất 3 ngày mỗi năm để gặp mặt gia đình dưới sự theo dõi của camera. Trên đời này không thiếu gì những người mạo hiểm vì lợi ích, nhưng cũng không thiếu những kẻ điên, cống hiến hết mình cho khoa học. Những người có thể ở lại đều là những kẻ điên, như vậy dĩ nhiên cũng không loại trừ những kẻ thừa nước đục thả câu hoặc là học trộm kỹ thuật để tư lợi cá nhân cổ ngôn tài biết có sự tồn tại của những người này nhưng anh không tìm họ vì hoác khải từng nói sẽ luôn có kẻ phản bội chưa phản bội chỉ vì bạn chưa cho người ta thứ họ thật sự cần thôi ví dụ như có người bắt cóc ninh thần và đường đường đòi đổi lấy tất cả tài liệu của công nghệ tái sinh thì hoác khải nhất định sẽ đưa cho người ta không chút do dự vì mất đi hai mẹ con cô là hậu quả mà anh không thể chịu đựng nổi. Nói cách khác, thứ anh thật sự cần, mà đối phương đưa ra chính là tính mạng của hai mẹ con ninh thần. Đây có phải phản bội hay không thì không thể nói rõ ra bằng lời được. Điều duy nhất ta có thể khẳng định là, nếu như lợi ích mà kẻ phản bội có lớn hơn thứ hắn ta muốn lấy đi thì cứ mặc kệ hắn ta thôi. Cổ ngôn tài dẫn vài người đi ra từ phòng thí nghiệm. Thấy Hoác Khải và Kurakio bị thương, anh ta không khỏi sầm mặt xuống, Nói, hai người bị tập kích sao? Ừ, nhìn dáng vẻ của anh thì cũng vậy phải không? Hoắc Khải hỏi. Cũng kiểu vậy, Cổ Ngôn tài đáp, tổn thất mười mấy người giỏi và vô số chuyên gia đã bị bắt cóc đi nữa, nhưng cũng may là tài liệu kỹ thuật không bị mất. Giải quyết những chuyện sau đó ổn thỏa nhé, đừng để bọn họ bị ảnh hưởng vì chuyện này. Nhớ nhé, giờ bọn họ bị quan tâm rất nhiều nên có người gặp nguy hiểm là chuyện bình thường. Khi nào bọn họ bình tĩnh lại thì những chuyện này sẽ ít đi đấy. À, tình huống của Giai Minh sao rồi? Đã tỉnh lại chưa? Hoắc Khải hỏi. Vẫn chưa, cậu ta vẫn không có thay đổi gì. Chuyên gia đã chẩn đoán mấy lần và cho là cậu ta rất khó tỉnh lại, cổ ngôn tài nói. Hoắc Khải nhíu mày thật chặt, bây giờ đã không còn phải lo về tính mạng của Hoắc Giai Minh nữa. Nhưng nếu cậu ta không tỉnh lại thì có khác gì chết đâu cơ chứ? Trong mắt người bình thường, người thực vật chính là chết. Đưa tôi đến xem cậu ấy, Hoắc Khải đáp. Cổ ngôn tài không nói gì nữa, vừa cho người dẫn Kurakio đi xử lý vết thương, vừa đích thân đưa Hoác Khải đến phòng của Hoác Giai Minh. Vì Hoác Giai Minh có tình trạng khá tốt, tuy vẫn chưa tỉnh nhưng các chức năng của cơ thể cũng đã hồi phục gần như người bình thường, cho nên không cần gắn quá nhiều máy hỗ trợ nữa. Sau khi vào phòng, Hoác Khải nhìn Hoác Giai Minh như đang nằm ngủ ở kia, anh không biết phải nói gì hơn nữa. Tốn biết bao công sức mà vẫn chưa khiến cậu ta tỉnh lại, thật sự anh cảm thấy hơi chán nản mấy chuyên gia tới đây, thông báo tình hình cụ thể cho Hoắc Khải. Sau khi nghe hết, anh hỏi, tình hình của cậu ta hiện giờ có thể tiếp nhận giao lưu sóng não không? Một chuyên gia đáp, trên lý luận thì có, nhưng cụ thể thì phải vào lúc thực hiện mới rõ được. Sóng não của cậu ta hiện giờ chưa đạt tiêu chuẩn của người bình thường, chúng tôi tính toán rằng sẽ không giao lưu được nhiều. Vậy mọi người chuẩn bị đi, tôi muốn giao lưu sóng não với cậu ta, Hoắc Khải nói. Nếu Hoác Giai Minh không thể tỉnh lại thì Hoác Khải bắt buộc phải vào thế giới ảo để nói cho cậu ta biết. Các chuyên gia không phản đối, cổ ngôn tài cũng không ngăn cản như trước nữa. Trải qua nhiều sự cải tiến, công nghệ BCI đã không còn khiến người ta quá đau đớn khi trải nghiệm nữa. Lúc trước thì giống như bị kim châm, nhưng giờ nhiều lắm cũng chỉ như bị kiến cắn mà thôi. Sự thay đổi sau này chắc vẫn sẽ giảm bớt sự đau đớn đi, khiến cho bạn gần như không cảm nhận được gì. Dĩ nhiên, Kỹ thuật VR và kỹ thuật y học phải kết hợp siêu cao độ thì mới làm được điều này, dù sao thì BCI cũng là kích thích vào thần kinh não, nơi yếu ớt và nhạy cảm nhất của con người. Lúc chuẩn bị, Hoác Khải lại hỏi các chuyện khác, và biết được tiểu đội tinh anh đã phân tán ra, phụ trách mọi chuyện trong bán kính 10 km bên ngoài. Bất luận thế lực nào tiến vào phạm vi này cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Nếu như có con cá nào lọt lưới, thì lực lượng bảo an mà cổ ngôn tài bố trí gần đó cũng sẽ trở thành phòng tuyến thứ hai. Nghĩ đến việc gặp tập kích lần trước, cổ ngôn tài mới thiết lập thêm phòng tuyến thứ ba, chính là khu vực dưới lòng đất này. Sự phát triển của kỹ thuật VR không chỉ là kết hợp thực tại và ảo tưởng mà là đem đến trí tuệ nhân tạo cao nhất. Dựa vào trí tuệ nhân tạo, cổ ngôn tài đã mua không ít vũ khí và lắp đặt ở các con đường và địa điểm phòng ngự bí mật. Nếu như có người xâm nhập thì trí tuệ nhân tạo sẽ tự động tiêu diệt con người sẽ bị lựu đạn gây choáng hay lựu đạn khói gây sao nhãng hoặc bị giảm sức chiến đấu nhưng trí tuệ nhân tạo thì không mà vũ khí trí tuệ nhân tạo sử dụng kỹ thuật VR sẽ có phòng ngự tuyệt đối con chip về cơ bản sẽ không phải lo về việc bị vết thương vật lý mà thiết bị đầu cuối của con chip lại được cao thủ vô danh khống chế trong thế giới ảo trừ khi có người hóa giải được mã cốt gốc thì sẽ không bao giờ xâm nhập vào thế giới ảo được như vậy tức là không thể nào giết chết được trí tuệ nhân tạo Muốn tiến vào thì chỉ có cách bắn phá điên cuồng vào loại máy móc 360 độ không góc chết này mà thôi. Đối với nhân loại bình thường, đây là một việc vô cùng khó khăn. Dù bọn họ không sợ chết thì xông lên cũng không hề dễ dàng. Một khi xác định được kẻ địch mà trí tuệ nhân tạo không thể ngăn cản thì lối đi sẽ thả xuống một cánh cửa lớn bằng hợp kim cực nặng. Độ cứng và độ dày của nó có thể so được với kho vàng của ngân hàng lớn nhất thế giới, đạn pháo bắn vào cũng không xi si nhê dù sử dụng máy cắt tốt nhất thì cũng phải tốn mất vài ngày. Hơn nữa, cổ ngôn tài cũng đã phái người đào thêm một con đường trốn thoát mới. Có tổng cộng 3 con đường, dẫn đến 3 địa điểm khác nhau. Trong đó, có một con đường do tiểu đội tinh anh chuẩn bị từ trước, lối ra là một nơi thuộc vùng cuối sông cách nơi này 5 km. Con đường này chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi mở ra thì nước sông sẽ tràn vào, lấp sạch con đường, để ngăn người ta đuổi theo. Dĩ nhiên, như vậy thì không gian dưới lòng đất cũng không thể sử dụng được nữa. Hai con đường kia thì cũng chọn những nơi tương tự, đều có thể chặn đứng sự đuổi theo của kẻ địch. Nghe cổ ngôn tài miêu tả, Hoắc Khải khẽ gật đầu. Người phụ trách của đội ngũ thiên cơ này làm việc khiến người ta rất yên tâm, gần như không có lỗ hổng nào. Điều duy nhất cần cân nhắc chính là đội ngũ kỹ thuật ở công ty chi nhánh nước ngoài của nhà họ Hoắc. Người bên đó đã tản đi dưới sự dẫn dắt của đội ngũ thiên cơ rồi. Nhưng tôi không cho bọn họ tới đây mà bảo bọn họ về nước. Nói thật, ở trong nước vẫn an toàn hơn, Cổ Ngôn Tài nói, ít nhất thì sẽ không có một đám người đột một chĩa súng vào mặt chúng ta. Hoắc Khải gật đầu đồng ý, ở trong nước sẽ không bao giờ xảy ra việc bị tập kích như thế này. Đừng nói là súng, chỉ cần dám mang dao ra ngoài thôi là đã bị bế lên phường ngay rồi. Thậm chí mọi người còn có tâm lý bài xích chuyện mua bán mấy loại vũ khí này trong một góc độ nào đó nữa. Biết là nó sẽ mang vả vào người thì mua làm gì nữa, cũng chẳng dùng được. Người nào mua thì hầu như đều có lý do đen tối khác. Một lúc sau, công tác chuẩn bị cho công nghệ BCI đã hoàn thành, các chuyên gia đến giúp Hoác Khải lắp đặt trang bị BCI mới. Trang bị lúc trước khá đơn giản, chỉ một mảnh kim loại lớn áp lên chán, ngực, cổ, cánh tay, sau lưng và các nơi khác. Giờ thiết bị đã biến thành các loại giống như mũ sắt, mặc dù trong ngũ vẫn có các đường dây điện phức tạp và phải đeo lúc gần bắt đầu nhưng so ra là vẫn tốt hơn nhiều rồi sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hoác khải nằm bên cạnh hót giai minh bắt đầu tiến hành giao lưu sóng não trong thế giới ảo lần thứ hai song song với lần đếm ngược của chuyên gia hoác khải cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa khi họ đếm về không không đau đớn như lần trước chút nào thậm chí còn chưa kịp cảm nhận xem cái đau như kiến cắn đó ra sao mà đã nhìn thấy một cánh đồng hoang vu rồi Chương 603, Thần sáng thế. Lần đầu thay đổi giữa thế giới ảo và thế giới thực, ở đây còn là một vùng trắng xóa không có gì cả, như phòng thời gian trong truyện tranh bảy viên ngọc rồng vậy. Không gian trong đó gần như là vô hạn, cũng có thể nói là không có không gian. Nhưng giờ đây, thế giới này rõ ràng là đã có không gian và thời gian. Trên trời có mặt trời sáng chói, dưới đất cũng có bóng của bản thân mình. Ngoài bóng ra thì còn mặt đất cứng cáp và cỏ dại mọc khắp nơi mà phía xa sau kia là một dãy núi miên man vô tận. Theo kiến thức địa lý của anh thì có lẽ đây là dãy tần lĩnh. Những ngày qua, thế giới ảo đã phát triển thế này rồi ư. Sự thay đổi của trái đất được tính bằng một triệu ngày, nhưng ở đây lại tính bằng tháng. Khi có càng nhiều người tham gia vào xây dựng thế giới ảo thì có lẽ thời gian phát triển sẽ thật sự tính bằng ngày, giờ, giây mất. Ở không xa kia là một con sông, bên cạnh con sô âm có một người như đang cố sức chặt phá cái gì. Hoắc Khải do dự một hồi rồi đi về phía người đó, một lát sau thì cũng nhìn rõ được tướng mạo của đối phương. Không phải ai khác mà chính là Hoắc Giai Minh đang hôn mê trong thế giới thực. Hoắc Khải bước nhanh đến, hét lên, Giai Minh. Hoắc Giai Minh ngẩng đầu nhìn rồi cười hì hì vẫy tay, anh ba. Anh lại đến rồi. Hoắc Khải ban đầu còn chưa kịp phản ứng lại, khi đến trước mặt Hoắc Giai Minh, anh mới nhận ra thái độ của cậu ta có gì đó sai sai. Từ lý luận mà nói, thế giới ảo này không giống hiện thực, mà tên giả mạo của nhà họ Hoác cũng đã mai danh ẩn tích hơn một năm rồi. Đáng lý ra Hoác Giai Minh không nên có phản ứng này mới phải. Cho dù không hoảng hốt gì thì ít ra cũng phải nghi ngờ chứ. Hoác Giai Minh như biết được anh đang nghĩ gì, bèn cười hì hì nói, có phải anh cảm thấy em không giống bình thường, không hề kinh ngạc gì không? Hoác Khải không che giấu suy nghĩ của mình, gật đầu đáp, đúng vậy, tại sao thế? vì có người đã nói cho em biết chân tướng của nơi này rồi, Hoác Giai Minh nói. Có người nói cho em, Hoác Khải nghi ngờ nhìn tứ phía, ở đây còn ai khác hả? Nhưng sau đó, khi nghĩ đến những người thử nghiệm BCI thì có lẽ là Hoác Giai Minh đang chỉ bọn họ nhỉ? Nhưng Hoác Giai Minh lại đá, thần sáng thế nói với em đó, đây là một thế giới mới. Thần sáng thế cũng nói cho em biết em có thể sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại được ở ngoài đời thực, cho nên em chỉ có thể sống tiếp ở đây thôi còn anh em cũng không biết lý phong và anh có quan hệ gì nhưng em nghĩ là hai người chắc hẳn rất thân nếu không thì sao anh có thể vào trong thế giới này được chứ cho nên mọi chuyện lúc trước anh làm với nhà họ hoắc bao gồm cả việc trở mặt với chị Vivi là vì phát triển kỹ thuật này sao rõ ràng là hoắc giai minh đang hiểu lầm gì đó rồi nhưng hoắc khải quan tâm đến thần sáng thế mà cậu ta nói đến hơn chính là thần linh sáng tạo ra thế giới này ấy anh không biết sao hoắc giai minh khó hiểu nói Lúc này, có một ngon lửa rơi xuống từ ánh dương chói lóa, sau đó thì hóa thành hình người. Toàn thân đúc kim loại và còn đang cháy bừng bừng, nhưng dáng vẻ của người này giống cao thủ vô danh đến 90%. Anh ta chính là thần sáng thế đó, Hoác gia Minh nói. Nhìn người lửa màu vàng kim từ trên trời rơi xuống này, Hoác Khải hiểu ra ngay đây chính là cao thủ vô danh. Khung của thế giới ảo là do cao thủ vô danh tạo ra từ vô số mã cốt rồi ghép lại, cho nên anh ta tự xưng là thần sáng thế cũng không sai. Trong thế giới mới này, cao thủ vô danh có quyền lực tối cao, nên có thể gọi là thần linh trí tôn. Có vẻ người này khá là thích mấy thứ huyền ảo. Sao, nhìn tôi có mạnh mẽ không? Nghĩ lâu lắm mới quyết định được đấy, người màu vàng kim mà cao thủ vô danh hóa thành lắc lư, bộ dáng rất tự kỳ. Đây chính là sự thần kỳ của mạng xã hội. Có những điều trong thế giới thực không thể thực hiện được thì vào đây lại dễ dàng bung xóa. Hoắc Khải nhìn thì bật cười đáp, cũng được, nhưng sao anh lại cũng vào BCI thế? Không cốt nữa à? Vào BCI, tôi đâu có dùng cái phương thức thấp kém đó, cao thủ vô danh đắc y nói, đừng quên thế giới này là do tôi chế tạo ra, chỉ cần tôi muốn là có thể vào được thoải mái. Thứ anh nhìn được bây giờ chỉ là hình ảnh ảo mà thôi, còn âm thanh thì được truyền đến từ mic. Tóm lại đây có thể coi như một hóa thân của tôi chứ không phải bản thể. Đây là cốt của anh hả, Hoắc Khải kinh ngạc nhìn cao thủ vô danh, vậy nó có gì khác BCI? Cao thủ vô danh nói luôn, khác biệt lớn nhất chính là sóng não bị hạn chế, chỉ có một thân thể. Còn tôi, chỉ cần tôi muốn là có thể thiên biến vạn hóa. Cho nên nếu các anh rảnh thì chỉ có thể đi chơi bài, nhưng tôi thì có thể cho hai bản thể khác nhau của chính tôi chơi cờ. Hoắc Khải nghe thì rất muốn chửi thề, năng lực thần kỳ như thế mà lại chỉ để chơi cờ, không thấy phí hay sao nhưng nghĩ đến tính cách của cao thủ vô danh cả ngày chỉ ngồi trong căn phòng viết cốt nhàm chán chơi được cờ đã là tốt lắm rồi dĩ nhiên người giỏi viết cốt thì thường đều giỏi chơi cờ dù sao cách thức khác nhau nhưng vẫn là tư duy logic tôi đến là để chào anh và cũng nói thêm là khung của thế giới ảo đã được một nửa rồi đấy chắc hai ba tuần nữa là xong thôi lúc ấy người vào trong thế giới ảo có thể làm bất cứ chuyện gì trong phạm vi quy tắc cao thủ vô danh nói anh giờ cũng có thể thử xem ví dụ như thay đổi kiểu quần áo mình đang mặc. Hoắc Khải cúi đầu nhìn giày mình, khẽ suy nghĩ, quả nhiên nó đã biến thành loại mà anh nghĩ đến. Khi giày anh hoàn toàn thay đổi thì anh cũng không thấy đau đầu hoa mắt như lần trước nữa. Sao nào, vẫn chịu được chứ? Khung cốt bây giờ đã bị đổi thay đổi nhiều lắm rồi, giảm bớt tiêu hao não hơn trước nhiều. Từ lý luận thì có thể nói, nếu não đủ mạnh thì có thể rời núi lấp biển, hô mưa gọi gió gì đó cao thủ vô danh nói tiếp thế này khác gì thế giới tiên hiệp đâu, Hoắc Khải buồn bực nói, mà việc này không vi phạm quy tắc của thế giới à. Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng sau này, khi tôi thấy lập xong quy tắc mà làm những chuyện này thì cũng không chạm đến quy tắc. Nói chính xác là chỉ cần không quá kinh khủng, như kiểu đấm vỡ mặt trời, thì sẽ không bị quy tắc thế giới phát hiện ra, cao thủ vô danh đáp, cho nên tôi nghi ngờ là thế giới ngày xưa thật sự có những người phi phàm tồn tại trong chuyện thần thoại hay Sơn Hải Kinh. Hoắc Khải không biết nói gì nữa. Khi cao thủ vô danh muốn lập một thế giới ảo thì muốn nếm thử cảm giác đột phá đến thế giới có chiều không gian cao hơn để áp vào thực tiễn. Nhưng giờ đây, anh ta vẫn có thể tuân thủ quy tắc mà làm những chuyện phản đạo lý và cho rằng truyền thuyết, thần thoại đều có thật. Theo lý luận thì cao thủ vô danh không sai, vì các quy tắc của thế giới ảo đều dựa theo thế giới thực mà ra. Những việc làm được trong này thì cũng có thể làm trong thực tiễn. Nhưng trong thế giới ảo thì sẽ phóng to tinh thần lực của bạn ra gấp trăm gấp ngàn lần. Nhưng thế giới thực thì lại rất khó, ít nhất là đến giờ vẫn chưa có ai nghiên cứu được cách tăng tinh thần lực lên. Nếu có một ngày đó trong tương lai thì con người sẽ tiến vào thời đại tiếp theo. Thời đại thần thoại. Dĩ nhiên, nó chưa thể thực hiện trong hiện tại được, hoặc Khải chỉ nghĩ qua như vậy chứ không tư duy nhiều thêm về nó. Chương 604, cây thần bảy bảo bối bây giờ điều anh muốn biết là tình hình của Hoác Giai Minh như thế nào. Cao thủ vô danh cũng không ở lại đây lâu, anh ta đến chỉ để khoe khoang một chút, nhân tiện nói với Hoác Khải, sẽ tạo cho anh quyền quản trị viên cung cấp với anh ta. Đến lúc đó, Hoác Khải cũng có thể dựa vào chương trình để hoạt động trong thế giới này mà không cần đích thân đến tận nơi. Nhưng nếu dựa vào chương trình thì chỉ có thể nhìn vào màn hình, dựa vào mã cốt mà hình dung khung cảnh. Ngay cả khi đưa khung cảnh của thế giới ảo lên màn hình thì chắc chắn không thú vị bằng việc tận mắt trải nghiệm. Cũng chỉ có cao thủ vô danh mới thích phương thức này. Tuy Hoác Khải cũng không có ý định sử dụng, hóa thân, để đi đây đi đó như cao thủ vô danh nhưng có thể sở hữu quyền quản lý cao nhất thì cũng không phải chuyện xấu. Có thể dự đoán rằng, chắc chắn sau này thế giới sẽ bùng nổ, hơn nữa thật sự có thể thu hút loài người trên toàn thế giới đến tham gia. Bây giờ, tất cả những người làm kinh doanh đều biết, Lưu lượng truy cập là tất cả. Vậy thì một thế giới mới có thể thu hút toàn bộ lưu lượng truy cập trên toàn thế giới thì đương nhiên sẽ có nhiều người muốn nắm giữ nó trong tay mình. Cũng chính vì Hoắc Khải rất tín nhiệm cao thủ vô danh, biết người này không có ý nghĩ muốn tranh quyền đoạt lợi, nếu đổi lại là người khác thì có lẽ đã bắt đầu nghĩ đến việc lúc nào sẽ loại bỏ cao thủ vô danh, trở thành thần sáng thế duy nhất. Sau đó, hóa thân người lửa của cao thủ vô danh bay lên không trung, trong chớp mắt tiến về phía mặt trời chói lọi. Trước khi rời đi, giọng nói của anh ta vang lên rõ ràng, sau này, tên của tôi là Đông Hoàng Thái Nhất. Hoắc Khải nghe thấy thế thì sững sờ, Đông Hoàng Thái Nhất. Xem ra, tham vọng của cao thủ vô danh thật sự rất lớn, dám lấy cả tên gọi của vị thần tối cao thời cổ đại. Trong truyền thuyết, Đông Hoàng Thái Nhất là vị thần đầu tiên được sinh ra ở sao Thái Dương trong mắt trái của thần Brahma. Đông là danh hiệu cao quý nhất thời cổ đại mà thái nhất lại chỉ nguồn gốc, bản chất, không khí hỗn loạn trước khi trời đất tách biệt. Đạo, trong đạo giáo còn được hiểu là đạo sĩ, chính là những gì tinh tế nhất, không có hình dạng, không thể gọi tên, nhưng miễn cưỡng phải đặt một cái tên thì nên gọi là thái nhất. Cho nên, Đông Hoàng Thái Nhất là một vị thần tối cao, có thể nói là vị thần sáng tạo cao quý nhất thời cổ đại. Nhưng đến thời Tống mới vì một giấc mơ của Tống chân tông mà vị thần cao quý trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Người ta đồn rằng vào đời Tống chân Tông, phương Bắc có một cuộc xâm lược mạnh mẽ của ngoại tộc, quân Tống thật sự khó mà chống lại. Tống chân Tông không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải đến đôn đốc tác chiến ở Thiền Châu. Nhưng sau hai lần không đánh nổi thì liền biết sợ, nghị hòa với người ta, không những gọi kẻ thù là những người anh em mà còn đáp ứng mỗi năm tặng 100.000 lượng bạc. Trong lịch sử, chuyện này gọi là Liên minh Thiền Uyên, còn Hoàng đế là nỗi nhục của nhân dân nên gọi là nỗi nhục Thiền Uyên. Để che đậy sự nhục nhã này, Tống Chân Tông đã tạo một bức thiên thư. Trong đó nói, ông ta có một giấc mơ thần kỳ, mơ thấy có người truyền mệnh lệnh của Ngọc Hoàng, nói bảo ông ta ký kết liên minh Thiền Uyên, thật ra là một chuyện có lợi cho nước cho dân. Theo dụng ý của bức thiên thư, Tống Chân Tông tôn Ngọc Hoàng thành một nhân vật để thờ cúng trong nước, bắt đầu tôn thành đại đế tối cao. Từ đó về sau, Ngọc Hoàng đại đế trở thành vị thần tối cao của Trung Nguyên mà đông hoàng thái nhất thời cổ đại vì một bức thiên thư mà dần dần biến mất. Vị thần sáng thế này cũng ham chơi quá cơ, hoác sai minh nói. Hoác khải thu ánh mắt đang nhìn lên mặt trời, nói anh ta rất có năng lực, chỉ trong thế giới này tự xưng đông hoàng thái nhất cũng không sai. Đúng vậy, hoác sai minh cười hi hi, nói em cũng lấy một biệt danh, gọi là hồng quân lão tổ. Hồng quân lão tổ, hoác khải bật cười, nói dù sao đi nữa, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là một vị thần chính thống, còn Hồng Quân Lão Tổ của em chỉ là một vai diễn được sáng tạo trong phong thần diễn nghĩa mà thôi. Thế thì sao chứ? Hoặc Gia Minh không quan tâm, nói: đây là thế giới mới, tất cả đều bắt đầu từ con số 0. đã có Đông Hoàng Thái Nhất, tại sao không thể có Hồng Quân Lão Tổ? Hơn nữa em muốn làm Hồng Quân Lão Tổ trong phong thần diễn nghĩa, ở đây luyện vô số báu vật tiên thiên. đến lúc đó sẽ có người hữu duyên may mắn tới đây nhận bảo bối. Hoắc Khải nghe thấy thì dở khóc dở cười. Cao thủ vô danh và Hoắc Gia Minh đều trúng độc tiên hiệp rồi, ngay cả việc luyện chế báu vật tiên thiên cũng nói ra. Anh không tin à? Hoắc Gia Minh nhìn ra suy nghĩ của Hoắc Khải nói, vậy anh cứ chờ đấy. Vừa nói, cậu ta vừa giơ tay ra, chỉ thấy trong không trung sinh ra một vầng sáng màu xanh, sau đó hóa thành ánh sáng bảy màu, cuối cùng hình thành một cái cây nhỏ trong tay Hoắc Gia Minh. Trên cây nhỏ có bảy cành, trên đó treo bảy loại châu báu phân thành vàng, bạc, lưu ly, li, pha lê, san hô, ngọc trai, mã não. Các món đồ mang bảy màu, đồng thời lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ, nhìn có vẻ thực sự đẹp mắt. Thế nào, đây là cây thần bảy bảo bối trong phong thần diễn nghĩa, được mệnh danh là cái gì cũng có, Hoắc Giai Minh Dương dương tự đắc nói. Hoắc Khải tò mò đưa tay ra cầm lấy, nhưng cái gọi là cây thần bảy bảo bối lại hóa thành ảo ảnh giống như bọt nước, chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Hoắc Khải sửng sốt, cho rằng mình đã làm sai cái gì. Nhưng thấy Hoắc dai Minh tỏ ra chán nản nói, "Nhưng bây giờ em còn có thể biến nó ra một lát, chứ một khi bị sóng não của người khác gây nhiễu thì sẽ biến mất do sóng não không ổn định." Nhưng sau đó cậu ta nói, "Nhưng em sẽ tiếp tục cố gắng, như Đông Hoàng Thái Nhất đã nói, chỉ cần em tiếp tục kiên trì thì chắc chắn sẽ thành công." Vì anh ta phát hiện, tuy não của em yếu hơn người bình thường nhưng lại vô cùng ổn định hơn nữa còn đầy tinh thần ngoan cường bền bỉ khó có thể tưởng tượng. Cho nên, chuyện người khác không làm được, có lẽ em có thể làm được. Thật sự Hoác Khải không biết nên nói gì, nhìn dáng vẻ của Hoác Giai Minh, dường như thật sự coi trọng vấn đề này. Tuy rằng cây thần bảy bảo bối trong truyền thuyết chỉ như Hoa Quỳnh xuất hiện một lát nhưng đã đủ khiến người khác kinh ngạc. Dù sao trong thực tế, vốn dĩ không thể làm được chuyện đó. Hoác Khải không nén nổi suy nghĩ, nếu thật sự một ngày hoác giai minh đạt được kỳ tích như vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì ngay cả trong thế giới ảo cũng đủ kinh người rồi em có vẻ rất thích ở đây hoác khải hỏi đương nhiên là thích hạ hoác giai minh mỉm cười vẻ chán nản trên khuôn mặt cũng bị quét sạch vẩy tay một cái trước mắt đã hiện ra bút mực giấy nghiên cầm kỳ thi họa cậu ta cầm một chiếc bút lông chấm chấm vào nghiên mực sau đó bắt đầu vẽ những ngọn núi ở phía trước trên những tờ giấy đang bay trong không trung ở đây em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, muốn vẽ thì vẽ, muốn đánh đàn thì đánh đàn, không có ai quấy rầy em, cũng không có ai ép em làm chuyện gì em không thích. Ngoại trừ bình thường không có ai để nói chuyện thì tất cả đều khiến em thỏa mãn hơn trong thế giới thực. Nhưng trong thế giới thực, có người thân và bạn bè, Hoác Khải nói. Sau này bọn họ cũng sẽ tiến vào đây mà, gặp em lúc nào chẳng được, Hoác Giai Minh đáp. Hoác Khải giật mình, đúng vậy, đến khi công nghệ bci đủ thành thục và sau khi xác định không có bất kỳ tác dụng phụ nào thì có thể sản xuất hàng loạt và quảng bá ứng dụng trên toàn thế giới đến lúc đó ai muốn gặp hoác giai minh đều có thể dễ dàng gặp được cậu ta đến lúc đó sao phải phân biệt thế giới thực và thế giới ảo nữa nhưng trong tiềm thức của hoác khải vẫn cho rằng thế giới thực quan trọng hơn dù sao đó là nơi mà con người sinh sống Công nghệ y học trước mắt vẫn chưa đủ để tách sóng não ra khỏi cơ thể con người độc lập tồn tại. Dưới tình hình như vậy, rõ ràng là thế giới thực vẫn quan trọng hơn một chút. Nhưng đối với cá nhân Hoắc Gia Minh mà nói, đạo lý này không có tính thuyết phục. Hoắc Khải trầm tư một lát rồi hỏi, vậy nếu trong thế giới thực em chết rồi thì sao? Đến lúc đó, em không muốn nhìn lại thế giới đã nuôi lớn em sao? Đam Mỹ hài, động tác trong tay Hoắc Gia Minh ngừng lại một lát, sau đó cậu ta vẫy vẫy tay, tất cả mọi thứ trước mắt bỗng tan biến. Anh cảm thấy, em còn có thể tỉnh lại trong thực tế và nhìn thế giới đó hay sao, Hoác Giai Minh hỏi. Hoác Khải cười khổ, nói anh không biết, theo phán đoán của chuyên gia y tế thì lúc nào em cũng có thể tỉnh lại. Cũng có thể cả đời không tỉnh lại, đúng không, Hoác Giai Minh nói tiếp. Hoác Khải không phủ nhận khả năng này, dù sao đó cũng là sự thật, anh không muốn lừa người. Cho nên, Cơ hội tỉnh lại trong thế giới thực đã rất ít rồi, vậy sao em còn phải nghĩ những chuyện đó? Không bằng nhân cơ hội bây giờ vẫn còn sống, hưởng thụ những thú vui mà thế giới mới lạ này mang tới, Hoắc Gia Minh nói. Chương 605, sự thật. Hoắc Khải không nói thêm gì, thật ra anh có thể hiểu suy nghĩ của Hoắc Gia Minh. Trong thế giới thực, có nhiều người đeo vô số gông cùm lên cuộc sống tự do của cậu ta. Hoắc Gia Minh thích mấy thứ văn chương nghệ thuật nhưng nhà họ hó hoắc không cho phép những người như cậu ta tồn tại đặc biệt là bố của cậu ta hoắc trạch minh hiện giờ đã trở thành người nắm quyền trong nhà họ hó hoắc càng không cho phép con trai ông ta trở thành một kẻ vô dụng chỉ biết vẽ tranh chơi đàn có lẽ hoắc giai minh đã chịu quá đủ cuộc sống như thế rồi ngoài ra những vết thương trên thân thể cũng là những tiếc nuối mà thế giới thực không thể nào bù đắp nổi trình độ y thuật hiện đại tuy đã đạt đến mức có thể thay đầu nhưng tình trạng giống như hoắc gia minh thì họ đành bất lực bởi vì các bác sĩ biết trong não có các dây thần kinh và mạch máu nhưng lại không biết sau khi hệ thần kinh chịu tổn thương thì làm thế nào mới có thể hồi phục nó đối với hoắc gia minh thì cậu ta trong thế giới thực chỉ là một người thực vật cho dù tỉnh lại nhưng cũng không có tự do nhưng ở đây cậu ta không bị gò bó muốn vẽ thì vẽ muốn đàn thì đàn hơn nữa cậu ta còn có thể lợi dụng tài năng được trời ưu ái ở đây sáng tạo ra những đồ vật khó thể tưởng tượng ở trong hiện thực giống như cây thần bẩy bảo bối hoác khải tự nhận là không làm được anh muốn thay đôi giày ra đã rất vất vả rồi mà tốc độ của hoác giai minh còn nhanh hơn anh chứng tỏ ở phương diện này hoác giai minh rất có tài có lẽ nó liên quan đến việc cậu ta bị thương cũng có thể là vốn dĩ bản thân cậu ta có thiên phú tóm lại hoác giai minh trong thế giới ảo chắc chắn thoải mái hơn trong thế giới thực thật ra, anh không cần nghĩ nhiều đâu, em ở đây sống rất vui, hơn nữa sau này càng ngày sẽ có càng nhiều người đến, em cũng có thể kế với với những người cùng chí hướng, à, có lẽ nên gọi là đạo hữu nhỉ, hoác giai minh cười hì hì, nói, không chừng, lần sau gặp lại, em đã luyện ra những báu vật tiên thiên nhắc tới trong phong thần diễn nghĩa rồi. Đến lúc đó anh muốn gì thì em sẽ cho anh đi cửa sau, chọn trước mấy thứ. Câu nói này của Hoác giai Minh rõ ràng là cố ý đùa giỡn, Hoắc Khải biết cậu ta đang an ủi mình thì thở dài, nói anh chỉ thấy có lỗi với em, không thể thật sự chữa khỏi cho em. Anh không phải là cá, làm sao biết niềm vui của cá, Hoắc Giai Minh bật cười, em còn phải cảm ơn anh, nếu không có anh thì em nào biết thì ra còn có một thế giới mới khiến cho em sống vui vẻ như vậy. Niềm vui của cậu ta không giống giả vờ, anh nhìn ra được Hoắc Giai Minh thực sự thích nơi này thì Hoắc Khải cũng không khuyên cậu ta nữa. À, để thực hiện công nghệ này, anh đã đắc tội với chị Vivi rồi. Bây giờ là lúc giải thích với chị ấy rồi nhỉ? Em nghĩ với tính cách của chị ấy và tình cảm với anh, chỉ cần anh dỗ ngọt vài ngày chắc là không có vấn đề gì, Hoắc Gia Minh nói. Nói đến chuyện này, Hoắc Khải trầm tư một lát rồi nói, em có tin vào chuyện tái sinh sao? Tin chứ, bản thân em không phải là đang tái sinh sao? Hoắc Giai Minh thản nhiên nói, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu ta phản ứng lại và hỏi câu này của anh có ý gì? Hoác Khải nhìn cậu ta nói, nếu anh nói với em, anh là anh ba của em và cũng là Lý Phong mà em quen biết, em có tin không? Hoác Giai Minh sững sờ hồi lâu không nói, gần như muốn làm rõ câu nói này rốt cuộc là có ý gì. Cái gì mà anh ba, cũng là Lý Phong. Một lúc sau, cậu ta rốt cuộc cũng hiểu ra, không nhịn được như nhìn thấy quỷ, nói ý của anh là, Lý Phong chính là anh ba. Các anh là cùng một người, nhưng sao anh phải thay đổi hình dáng của mình, hơn nữa chiều cao cân nặng cũng không giống nhau ngay cả để phát triển công nghệ mới thì cũng không cần thiết phải thay đổi hoàn toàn như vậy anh không phẫu thuật thẩm mỹ không phải nói rồi sao đây là tái sinh hoác khải nói con người thật của anh hai năm rưỡi trước đã bị người mưu hại bây giờ thi thể chắc đã biến thành một đống xương trắng rồi hoác giai minh nghe thấy thì dựng tóc gáy nói anh ba anh đừng đùa em trò đùa này không vui tí nào anh không nói đùa thực ra Em là người đầu tiên biết về chuyện này, những người khác anh đều chưa từng nói. Vì anh biết, nếu bị người không đáng tin biết chuyện này, nói cho người nào đó thì có lẽ anh sẽ bị giết thêm một lần, Hoắc Khải nói. Bây giờ anh muốn nói với Hoắc Gia Minh, một là thế giới này không giống thế giới thực, hai là Hoắc Gia Minh đáng để tin tưởng, ba là vì Hoắc Khải đã đủ tự tin để đối phó với mọi rắc rối. Nếu như nhà họ Hoắc biết anh là Hoắc Khải tái sinh thì sao? Hoắc Khải bây giờ đã không còn là gã mọt sách yếu đuối và bất lực hơn 2 năm trước nữa. Anh đã trưởng thành thành một kẻ săn mồi công nghệ hàng đầu thế giới. Con người trên toàn thế giới đều nhìn chăm chăm vào anh, so với áp lực này thì nhà họ Hoắc có tính là gì? Nhưng đối với Hoắc Gia Minh mà nói thì tin tức này giống sấm đánh vào bộ não, khiến cậu ta hồi lâu không thể hoàn hồn. Anh ba đã chết một lần rồi. Sao có thể được, ai dám giết anh, ai lại có thể giết anh? nhưng vẻ mặt nghiêm túc của hoác khải rất chân thật làm cho hoác giai minh biết anh ba không nói đùa những gì anh ấy nói đều là sự thật là ai làm nếu lý phong chính là anh ba vậy thì trước đây người em gặp là ai hoác giai minh hỏi đó là kẻ giả mạo không phải thật dù là em hay vivi có lẽ đều có thể phát hiện ra một chút manh mối nhưng các em không dám nghi ngờ điều đó mà thôi hoác khải nói hoác giai minh không nói lời nào vì những gì hoác khải nói đều đúng Trước đây, cậu ta từng nghi ngờ vì hành vi của anh ba đột nhiên thay đổi. Người nên thân thiết thì không thân thiết, người chẳng có quan hệ gì lại có tư cách gần gũi. Ngay cả đường trọng vi, Thanh Mai Trúc Mã cũng bị anh hủy hôn, đổi thành lấy con gái nhà họ Đinh. Con gái nhà họ Đinh so với đường trọng vi thì thậm chí còn không xứng để sách giày cho cô ấy. Cho dù là bất cứ lý do gì, Hoác gia Minh đều nghĩ mãi không hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Bây giờ, cậu ta đã hiểu. Thì ra là kẻ giả mạo. Cho nên hắn ta mới vội vàng đuổi những người quen biết anh, để lại những người không thân thuộc nắm quyền. Cho nên hắn mới hủy hôn với chị Vi Vi rồi lấy con gái nhà họ Đinh. Thì ra là thế, chẳng trách em cứ nghĩ mãi không hiểu, Hoắc Gia Minh lẩm bẩm. Hoắc Khải không quấy dày cậu ta, tin tức này khá sốc đối với bất cứ ai. Hoắc Gia Minh cần thời gian để suy nghĩ cũng là điều bình thường. Phải mất 10 phút sau, Hoắc Gia Minh mới hoàn hồn cậu ta nhìn hoác khải nói cho nên anh vẫn không quay lại nhà họ hoác mà lợi dụng thân phận sau khi sống lại âm thầm phát triển đợi sau này đến thời điểm thích hợp thì quay lại nhưng bây giờ anh quay lại thì đã muộn rồi bố em đã nắm quyền nhà họ hoác nếu anh muốn kéo ông ấy xuống đài thì sợ là không dễ dàng hơn nữa chuyện này cũng chỉ có em tin những người khác sẽ không tin đâu hoác giai minh vẫn còn một điều chưa nói đó chính là trong thế giới ảo hình tượng nguyên thủy của mỗi người hiện ra đều được sóng điện não tự động vẽ ra, cũng có thể đại diện cho linh hồn thật sự của anh. Do đó, cậu ta chắc chắn trước mắt chính là anh ba chứ không phải kẻ giả mạo. Nhưng trong thế giới thực, Hoác Khải vẫn mang khuôn mặt của Lý Phong. Nếu đến nhà họ Hoác nói anh mới là ngôi sao hy vọng chân chính thì có lẽ sẽ bị đuổi ra ngoài như một kẻ điên. Bây giờ, đối với anh nhà họ Hoác đã không quan trọng nữa. Anh phải làm những chuyện lớn hơn nữa. Cho nên, em không cần lo lắng anh sẽ đuổi chú đi đâu, Hoác Khải nói. Anh không nói với Hoác Giai Minh, người sát hại anh lúc đầu, có thể có sự tham gia của Hoác Trạch Minh. Hoác Giai Minh cũng không hỏi, thật ra cậu ta là một người rất thông minh, biết rằng một khi hỏi một số câu hỏi, nhận được câu trả lời, có thể không phù hợp với suy nghĩ của mình. Thay vì làm đôi bên khó xử thì không bằng không hỏi. Nếu anh là Lý Phong, vậy anh đã kết hôn sinh con rồi, Chị Vivi làm thế nào?" Hoắc Gia Minh nói. Hoắc Khải thở dài, nói, "Không phải em không biết, anh luôn đối xử với Vivi như em gái. Nếu lúc đầu không vì lợi ích của dòng họ, có lẽ anh sẽ không đồng ý đính hôn. Bây giờ cô ấy vẫn chưa biết thân phận thật sự của anh. Anh cũng không định cho cô ấy biết, dứt khoát cho qua như thế là xong. Anh muốn coi chị ấy như em gái, nhưng chị ấy lại coi anh là người đàn ông duy nhất mà chị ấy lấy cả đời này. Lúc đầu khi kẻ giả mạo kia hủy hôn, chị Vi Vi khóc đến nỗi sưng cả mắt, hoác Gia minh lẩm bẩm nói. Đau dài không bằng đau ngắn, anh không thể ly hôn, bây giờ gia đình là điều rất quan trọng đối với anh, hoác khải nói. chương 606, phát hiện. Em hiểu mà, làm thằng đàn ông, kiểu gì cũng phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, cho dù chỉ gia nhập vào lúc giữa chừng. Hoác Giai Minh nói vậy rồi nhìn Hoác Khải bằng vẻ mặt kỳ lạ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh làm như thế, có được coi là cắm sừng cho Lý Phong không? Anh chiếm lấy cơ thể người ta, thế linh hồn của người ta đi đâu mất rồi? Làm sao anh biết được, Hoác Khải giờ khóc giờ cười. Tư tưởng của cậu nhóc Hoác Giai Minh thật linh hoạt, đến cả chuyện cắm sừng cũng nghĩ ra được. Có lẽ người làm nghệ thuật đều vậy, tư tưởng khá tản mạn, lúc nào cũng bay bổng. Hai người trò chuyện thêm một lát nữa, thông qua nội dung trò chuyện, Hoác Giai Minh cực kỳ chắc chắn rằng Hoác Khải không hề nói dối bởi vì rất nhiều sự việc chỉ có cậu ta và Hoắc Khải mới biết mỗi khi nhắc đến những chuyện này Hoắc Khải luôn đối đáp trôi chảy không thể là kẻ giả mạo được nghĩ đến việc anh ba của mình bị người ta mưu hại rồi sống lại vào cơ thể của một người đàn ông khác Hoắc Gia Minh không khỏi cảm thấy như đang nằm mơ vậy thế giới ảo này cũng đủ khiến cậu ta thấy mới mẻ lắm rồi không ngờ trong thế giới thật còn có chuyện khó tin như thế điều khiến Hoắc Khải vui mừng là biểu hiện của Hoắc Gia Minh lần này đã khá hơn lần trước rất nhiều sóng điện não của cậu ta vẫn luôn ổn định, không đột ngột thoát ra nữa. Bản thân Hoắc Gia Minh cũng nói rằng lần này tiến vào, cảm thấy tinh thần rất dồi dào, không giống như những gì cao thủ vô danh đã nói với cậu ta. sóng điện não của mỗi người chỉ có thể tiêu hao đến mức nhất định, không thể sinh tồn lâu dài ở nơi này. tất cả mọi điều không thể đều biến thành có thể khi xảy ra trên người Hoắc Gia Minh. chỉ có thể nói rằng một số phương diện nào đó của cậu ta đã xuất hiện thay đổi hai người nói chuyện hồi lâu sau cùng đến bản thân hoác khải cũng cảm thấy mệt mỏi mới thoát ra khỏi thế giới ảo khi mở mắt ra anh bỗng chốc cảm thấy buồn nôn chuyên gia y tế vội vàng tới đỡ anh và nói anh vào đó lâu quá tạo ra kích thích nhất định với hệ thần kinh não bộ nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe hoác khải xua xua tay ra hiệu rằng anh đã biết rồi nhìn về phía hoác giai minh ở bên cạnh khi rời đi Hoắc Gia Minh vẫn đang phấn khích luyện chế những thứ được gọi là báu thiên tiên, hoàn toàn không có chút mệt mỏi nào. Hoắc Khải Đành phải hỏi thăm chuyên gia y tế. Sau khi biết được tình hình này, mấy vị chuyên gia đưa mắt nhìn nhau, ai cũng bảo không thể có chuyện ấy. Cao thủ vô danh nói không sai, mức độ tiêu hao sóng điện não của mỗi người đều có giới hạn. Tuy rằng hiện tại họ đã tiến hành yêu hóa rất lớn về tốc độ tiêu hao, nhưng duy trì suốt mười mấy tiếng đồng hồ đã khá lắm rồi nếu như theo lời Hoác Khải nói, Hoác Giai Minh từ đầu đến cuối vẫn sinh tồn trong thế giới ảo chứ không hề thoát ra, vậy thì cường độ sóng điện não của cậu ta có lẽ còn mạnh hơn những gì đo đạc được rất nhiều lần. Số liệu và lý luận phát sinh mâu thuẫn khiến các chuyên gia y tế không giải thích được, đến độ họ lập hẳn tổ nghiên cứu vì vấn đề này, muốn nghiên cứu xem phải chăng có kỹ xảo gì giúp con người kéo dài thời gian sinh tồn trong thế giới ảo. Cổ ngôn tài đỡ Hoác Khải rời khỏi căn phòng, tới một phòng nghỉ chuyên dụng khác, Đồng thời báo cáo với anh, nhà xưởng ở trong nước kia xảy ra vấn đề rồi. Họ đào được rất nhiều quan tài, bên trong chất đống rất nhiều hài cốt. Từ quần áo phục sức và các vật phẩm khác được đào lên mà có thể phán đoán rằng chắc hẳn binh sĩ và dân thường thời cổ đại được chôn chung với nhau. Họ vốn định bới ra xem có thứ gì ở bên dưới, nào ngờ mới đào được một nửa thì sương mù đột ngột xuất hiện giữa đêm. Tất cả những người có mặt đêm hôm đó đều gặp phải tình trạng giống cậu Hoắc, trong đó có hai người đã tử vong tại chỗ. Còn ba người kia được chúng tôi bí mật đưa tới đây, chắc ngày mai sẽ tới nơi. Năm người, hoắc khải nhíu mày, không phải tôi đã nói rồi sao, hành sự phải cẩn thận, tại sao còn để nhiều người bị thương như vậy. Công xưởng đó rất rộng, tuy rằng đã lắp đặt rất nhiều máy quay giám sát, nhưng cần có chuyên gia duy trì. Tối hôm đó một lượng lớn máy quay đột một mất tín hiệu, cho nên trong số năm người kia có bốn người là nhân viên kỹ thuật đi sửa máy quay, người còn lại là người phụ trách trông coi nhà xưởng. Cổ Ngôn Tài giải thích, tôi đã dặn dò những người khác, sau này nếu còn gặp tình trạng như vậy thì đợi đến ngày hôm sau hẵng đi kiểm tra. Sự việc đã xảy ra rồi, Hoắc Khải biết dù mình trách mắng thế nào cũng vô tác dụng, bèn hỏi, ngoài năm người bị thương vong kia ra, có manh mối nào hữu dụng nữa không? Cho dù Hoắc Gia Minh nói rằng cậu ấy rất thích mọi thứ bên trong thế giới ảo, nhưng đối với Hoắc Khải mà nói, anh vẫn hy vọng có thể giúp Hoắc Gia Minh tỉnh lại. Cổ Ngôn Tài chưa cho anh một chiếc điện thoại bên trong có tư liệu bằng video và ghi âm mà trong nước gửi tới, tôi cũng không biết có được tính là manh mối hay không, rất khó giải thích. Hoác Khải khởi động điện thoại, ở màn hình chính có hai tệp, một tệp là video, một tệp là bản ghi âm. Anh mở video ra trước, có thể nhìn thấy tất cả các đoạn video được chia màn hình bên trong nhà xưởng tối hôm đó. Máy quay giám sát là loại chuyên dùng cho đêm tối nên quay mọi thứ rất rõ ràng, cứ như ban ngày vậy. Trong video có thể nhìn thấy, sương mù khó hiểu từ từ lọt ra từ dưới lòng đất dần dần lan khắp công xưởng tường bao xung quanh công xưởng dường như sinh ra một loại giới hạn nào đó khiến sương mù chỉ xuất hiện bên trong nhà xưởng không lan ra ngoài không lâu sau đó sương mù nuốt hết máy quay giám sát hình ảnh tiêu biến hoác khải không hỏi han gì mà mở ngay bản ghi âm ra khởi đầu của đoạn ghi âm chỉ có tiếng gió sàn sạt nhưng vài giây sau đột nhiên vọng ra tiếng hú âm thanh này cực kỳ chói tai, cho dù được phát qua điện thoại cũng đủ khiến người ta thấy ra đầu tê dại. Cổ ngôn tài ở bên cạnh giải thích, máy quay giám sát của chúng tôi cũng có chức năng ghi âm, nhưng trong video không có bất kỳ âm thanh. Những âm thanh này được ghi lại bởi máy thu âm cao tần lắp đặt xung quanh nhà xưởng. Hoắc Khải nghe xong cả đoạn ghi âm mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta, anh cảm thấy thứ này đồng nghĩa với điều gì? Không biết nữa, cổ ngôn tài thành thật lắc đầu, theo ý của họ, Tần số của đoạn ghi âm này đã 160.000 Hz. Với tần số này, cho dù là loài cá heo có thể tiếp nhận tần số cao cũng không nghe thấy được. Nhưng âm thanh với tần số cao có khả năng sinh ra do chấn động dữ dội trong không khí. Bất kể là cậu Hawk hay năm người gần đây đều có những dấu vết tương tự. Thế nên họ nghi ngờ rằng trong nhà xưởng quả thực tồn tại một thứ gì đó có thể phát ra âm thanh cao tần, cũng là kẻ đầu sỏ gây ra mọi thứ. Nhưng tính đến hiện tại, họ vẫn chưa biết được cụ thể nó là thứ gì chỉ có thể đoán rằng nó liên quan tới thứ xương mù ngấm ra từ dưới lòng đất. Trước khi anh tỉnh lại, tất cả quan tài đã được đào lên, nhưng không phát hiện ra thứ gì bất thường. Không có bất thường mới là bất thường lớn nhất, Hoắc Khải trầm giọng nói. Nếu đã có thứ âm thanh cao tần kinh khủng như thế tồn tại, lại có thể tạo ra thương tích thê thảm thậm chí gây tử vong cho 5 người cùng lúc, chắc chắn trong công xưởng có thứ gì đó. Về phần nó là thứ gì thì không ai biết. Nhưng Hoắc Khải cảm thấy anh phải làm rõ chuyện này, cho dù không phải vì Hoắc Gia Minh thì cũng để không có thêm nhiều người gặp phải bất hạnh tương tự. Sau khi ba người kia được đưa tới đây, chúng tôi dự định sẽ tiến hành phẫu thuật đổi đầu. Thứ nhất vì dùng thủ đoạn thông thường đã không thể điều trị nổi loại vết thương này, hai là cũng có thể tăng thêm kinh nghiệm làm phẫu thuật đổi đầu, không biết ý của anh thế nào, Cổ Ngôn Tài hỏi. Hoắc Khải trầm ngâm một hồi rồi nói, cứ làm theo cách của anh đi nhưng tất cả tài liệu về kỹ thuật này nhất định phải tiến hành bảo mật nghiêm ngặt tôi đã hiểu cổ ngôn tài gật gật đầu sau đó hoác khải xua xua tay ra hiệu cho anh ta có thể ra ngoài bấy giờ cổ ngôn tài mới rời khỏi phòng hoác khải nằm lên giường tuy rằng cảm thấy buồn nôn cơ thể cũng cực kỳ mệt mỏi nhưng tâm trạng của anh thấy thoải mái hơn bất cứ lúc nào bởi vì cuối cùng cũng có một ngày anh nói với người khác mình là hoác khải anh đã giữ chuyện này trong lòng quá lâu, đến mức đã thành tâm bệnh. Bây giờ có thể nói rõ với Hoắc Gia Minh khiến Hoắc Khải thấy nhẹ nhõm, thậm chí anh còn biết ơn cao thủ vô danh về điều này. Nếu không nhờ có thế giới ảo này, ngày mà Hoắc Khải nói ra chân tướng có lẽ phải kéo dài thêm một thời gian nữa. Một ngày sau, ba người bị thương trong nước đã được chuyển tới. Đội ngũ bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước lập tức chia làm ba nhóm tiến hành đồng thời ba ca phẫu thuật đổi đầu. Ý nghĩa của ba ca phẫu thuật này không kém gì lần đầu tiên thực hiện, thậm chí còn quan trọng hơn lần đầu tiên. Nếu cả ba ca phẫu thuật này thành công chứng tỏ nghiên cứu về phẫu thuật đổi đầu của họ đã gần như hoàn hảo, gần như có thể tung ra thị trường được rồi. chương 607, Thị trường Có một câu nói rất hay, lý tưởng luôn tốt đẹp chứ hiện thực rất xác sơ. Đương nhiên điều mà đội ngũ bác sĩ mong mỏi nhất là cả ba ca phẫu thuật đều thành công mỹ mãn, chứng minh rằng nghiên cứu của họ trong thời gian này đã đạt được thành quả cực lớn. thế nhưng trên thực tế tỷ lệ thành công của loại phẫu thuật với độ khó khủng khiếp này không hề cao đến vậy. ba ca phẫu thuật chỉ thành công một nửa. sở dĩ nói là chỉ có một nửa bởi vì người sống sót cũng giống như hoắc gia minh rơi vào giấc ngủ sâu dường như mãi mãi không thể nào tỉnh dậy. theo kết quả chẩn đoán của đội ngũ bác sĩ sóng điện não của người này xuất hiện tình trạng khá giống với hoắc gia minh lúc mạnh lúc yếu. Điều duy nhất đáng thấy mừng là có đủ bằng chứng cho thấy người ta vẫn còn sống. Còn hai ca phẫu thuật khác đều thất bại, bệnh nhân tử vong ngay trong quá trình phẫu thuật, không còn cơ hội cứu sống. Nguyên nhân thất bại có rất nhiều loại, trong đó điều khiến đội ngũ bác sĩ đề cao cảnh giác nhất là các loại bệnh nền mà bệnh nhân vốn có trong tình huống thông thường, đặc biệt các căn bệnh về não sẽ bị phóng đại vô số lần trong phẫu thuật. Phần đầu của cả hai bệnh nhân này đều từng gặp vết thương tương tự. Vì thế khi họ mất đi vòng tuần hoàn tự nhiên của cơ thể, phần não không thể nào chịu nổi. Trong đó có một người vừa cắt xong hệ thần kinh não đã chết rồi, người còn lại thì đỡ hơn, tuy đã được cấp cứu nhưng cũng không gắng gượng nổi đến khi ca phẫu thuật kết thúc. Nhưng xét mặt lý thuyết thì tỷ lệ phẫu thuật thành công như thế này đã là rất cao rồi. Phải biết rằng, tỷ lệ thành công của rất nhiều loại phẫu thuật phổ thông hiện nay vẫn không dám đảm bảo ở mức 30% mà phẫu thuật đổi đầu làm 3 ca thành công 1 ca thì có gì để bất mãn đâu. Chẳng qua các chuyên gia y tế mong mỏi ca phẫu thuật nào cũng có thể thành công, giảm tỷ lệ thất bại xuống mức thấp nhất. Hoắc Khải tự mình ra mặt, an ủi họ một hồi. Tuy rằng phẫu thuật thất bại mất hai lần, nhưng họ cũng tích góp được nhiều kinh nghiệm hơn, sau này gặp phải tình huống tương tự cũng biết mà đối phó. Quan trọng nhất là nếu có thể đổi đầu thành công thì việc thay đổi các bộ phận khác cũng không khó khăn nữa rất nhiều vấn đề khó trong y học hiện tại bắt nguồn từ việc không thể điều trị cho một bộ phận nào đó của cơ thể, thế nên, đội ngũ bác sĩ không nên giới hạn vấn đề ở phần đầu. Cánh tay, chân, nội tạng, mạch máu, vân vân đều có thể tiến hành thử nghiệm. Chỉ khi nào họ có thể thay đổi bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể con người theo ý muốn, mới thực sự được coi là công nghệ tái sinh. Bây giờ chỉ là giai đoạn khởi đầu, không cần thiết phải tạo áp lực quá lớn cho mình. Và lại, Công ty cũng sẽ đầu tư một lượng lớn nhân lực và vật lực, tiếp tục ủng hộ các vị tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Đồng thời, cổ ngôn tài tuyên bố kế hoạch mới cho công nghệ tái sinh, thành lập vài nhóm nghiên cứu, chia thành khoa nội, khoa ngoại và cấp bậc cao nhất là khoa tái sinh. Tương đương với tứ chi cơ thể, nội tạng hệ thống mạch máu, dây thần kinh và đổi đầu. Ở cấp bậc cao nhất khoa tái sinh chủ yếu nghiên cứu xem làm thế nào mới dịch chuyển được ý thức của con người sang một cơ thể khác. Rất nhiều chuyên gia y học nghe xong quyết định này thì cực kỳ sướng sờ, cho rằng cổ ngôn tài đang mơ tưởng hão huyền. Ý thức của con người là sự tồn tại cực kỳ bí ẩn, dù biết rằng nó tồn tại, nhưng không biết rằng nó đang ở đâu và được sinh ra như thế nào. Nếu đã không biết điều gì về nó, làm sao dịch chuyển được nó? Chuyện này chẳng khác nào nghìn lẻ một đêm, không thể thực hiện được. Y học của loài người cùng lắm chỉ làm được phẫu thuật đổi đầu thôi. Tái sinh về mặt ý thức là phương hướng mà tôi đưa ra, đồng thời tôi có đủ chứng cứ chứng minh ý thức của con người có thể di chuyển tới một cơ thể khác. Hoắc Khải nói, các chuyên gia y tế nhìn anh với vẻ sửng sốt, qua một lúc lâu, có người hỏi, anh Lý, anh nói có chứng cứ, vậy anh có thể cho chúng tôi xem nó là chứng cứ gì không? Trước kia đã từng có ca phẫu thuật giảng như vậy ư? Cụ thể thì hiện tại vẫn phải bảo mật nghiêm ngặt, tạm thời không thể tiết lộ cho bất cứ ai. Nhưng tôi có thể thề bằng nhân phẩm của mình, di chuyển ý thức thực sự có thể thực hiện được. Điều mà mọi người cần phải làm là tìm ra cách thực hiện nó. Nếu bản thân cổ ngôn tài nói, có lẽ chẳng ai tin, nhưng Hoác Khải đã nói thì người ta không tin không được. Kỹ thuật VR đã khiến cả thế giới nhìn nhận sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Hai lần phẫu thuật đổi đầu thành công cũng mang đến thay đổi cực kỳ lớn cho giới y học. Có thể tưởng tượng được rằng, ngày sau hy vọng mới sẽ đứng vững bằng hai kỹ thuật này, trở thành công ty đứng đầu thế giới. Vậy thì với tư cách là ông chủ của công ty, liệu anh có phét lác về những điều không thể làm được không? Chắc là không đâu. Xuất phát từ lý do này, các chuyên gia y tế lựa chọn tin tưởng Hoắc Khải. Chẳng qua những người có lòng tin về phương hướng này không nhiều lắm, thậm chí họ còn không biết bắt đầu từ đâu, vì thế sau cùng số chuyên gia y tế có thể lựa chọn đi theo hướng nghiên cứu này không nhiều. Nhưng cũng không sao cả, Hoắc Khải muốn dựng được dự án đã rồi mới từ từ trải đường. Chỉ cần tuần tự từng bước, chắc chắn sẽ có cơ hội thực hiện. Anh rất có lòng tin, bởi vì anh chính là bằng chứng thép. Nếu không, Hoác Khải cũng không để Cổ Môn Tài lập ra dự án này. Công nghệ tái sinh sẽ trở thành một trong những công ty con quan trọng nhất của Hy vọng mới, giống như công ty con VIA vậy, không tiếp nhận tiền đầu tư từ bên ngoài. Tất cả những ai muốn mua cổ phiếu chỉ có thể mua cổ phiếu do tổng bộ Hy vọng mới phát hành. Nói một cách đơn giản hơn, Hy vọng mới có thể nhờ công ty con VA và công ty con công nghệ tái sinh để kiếm được rất nhiều tiền, người mua cổ phiếu cũng nhận được lợi tức tương đương. Nhưng nếu họ muốn khống chế công ty con thông qua con đường này thì không có khả năng nào. Chuyện của đội ngũ y tế vẫn giao cho cổ môn tài phụ trách. Anh ta không cần quan tâm quá nhiều về chuyện kỹ thuật, chỉ cần chuyển số tiền mà Hoắc Khải gửi qua vào tài khoản của đội ngũ y tế, sau đó yêu cầu người có chuyên môn tiến hành giám sát các khoản chi là được rồi chỉ cần tiền không bị lãng phí thì đội ngũ y tế muốn tiêu thế nào cũng được. Hoác Khải đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, công nghệ tái sinh sẽ cần đến ít nhất là 1.000 tỷ để đổ vào việc nghiên cứu trong vòng 10 năm tới, cố gắng tiến triển nhiều nhất có thể trong vòng 10 năm. Thời gian không đợi người, bản thân Hoác Khải cũng đã ngoài 30, nếu công ty mình có công nghệ như vậy, vậy thì đương nhiên anh hy vọng có thể ứng dụng hoàn hảo lên cơ thể mình. Có thể quay lại thanh xuân, hoặc trường sinh bất tử, trên thế giới này, mấy ai từ chối chứ? Về phần nguồn tài chính, Hoắc Khải hoàn toàn không thấy áp lực tí gì. Cho dù phải đầu tư thêm gấp 10 chỗ ấy, anh vẫn kiên định tin rằng mình có thể làm được, hơn nữa cũng thấy xứng đáng. Bởi vì thị trường này đâu chỉ đáng giá vài trăm nghìn tỷ trong tương lai. Dự án có thể thay đổi tương lai của con người này mang ý nghĩa không hề thua kém công nghệ VIA, thậm chí còn cao cấp hơn công nghệ VIA. Công việc của đội ngũ y tế ở bên này Hoắc Khải hoàn toàn không để tâm, tình trạng của Hoắc Sai Minh cũng rất ổn định, anh chuẩn bị về nước một chuyến. Sự việc trong nước cũng đã đến hồi kết, Ninh Thần gọi điện thoại cho anh mấy lần, hỏi xem bao giờ anh mới về được. Công ty định mở tiệc chúc mừng nhưng nhân vật chính như anh không có mặt nên không ai dám làm bậy. Mở tiệc chúc mừng hay không thì Hoắc Khải không có sở thích gì đặc biệt, nhưng anh rất nhớ vợ con. Và lại, anh rời đi lâu như thế, Ninh Thần cũng đã đến ngày dự sinh, chắc chỉ trong vài ngày tới sẽ sinh với tư cách là bố đứa trẻ nói thế nào thì Hoắc Khải cũng phải có mặt nếu không sẽ nuối tiếc cả đời tay chân bị mất có thể nối lại nhờ vào sức mạnh y học nhưng mốc thời gian đã bỏ lỡ thì đến giờ vẫn không thể quay lại được trừ khi cao thủ vô danh thực sự có thể tìm được cách đột phá tới thế giới vĩ độ cao hơn trong thế giới ảo chỉ có thế giới vĩ độ cao mới có thể thay đổi thời gian nhưng đó chỉ là một giả thuyết và lại rất nhiều lỗ hổng khả năng thực hiện cực kỳ thấp. Sau khi dặn dò cổ ngôn tài về công việc ở đây, dưới sự bảo vệ của Đường Thế Minh, Hoắc Khải lặng lẽ về nước. Ngày anh về nước, công ty con công nghệ tái sinh được gọi tên là Nhâm Thân cũng đăng tải thông báo mới. Ba ca phẫu thuật đổi đầu lại thành công thêm một ca, bây giờ công ty sẽ chiêu mộ một lượng lớn tình nguyện viên trợ giúp công tác nghiên cứu công nghệ tái sinh. Khi dòng thông báo này đăng tải, cổ phiếu của tổng bộ ở nước ngoài lại được mua vào điên cuồng bởi nguồn tiền khổng lồ, trong một ngày nhập vào tài khoản hàng chục tỷ. Tiền của thế giới này nhiều quá, và lại vô số tiền tài nằm ngủ yên trong tài khoản của người giàu. Bây giờ, cuối cùng chúng cũng có đất dụng võ. Chịu ảnh hưởng từ thị trường nước ngoài, tổng bộ hy vọng mới trong nước cũng nhận được một lượng tiền lớn, quy mô đạt tới trên chục tỷ. chương 608, bất ngờ. Tại thời điểm này, trong 100 triệu cổ phiếu lưu thông phát hành trong nước thì đã bán ra gần 1 phần 20. Hơn nữa có hơn một nửa là bán ra với giá gấp đôi. Mấy năm trước, điều này vốn dĩ không thể tưởng tượng nổi. Khi giá cổ phiếu là 10.000 một cổ phiếu, tất cả mọi người đều chế giễu hy vọng mới thèm tiền đến phát điên rồi. Nhưng khi giá mỗi cổ phiếu đạt 20.000 thì mọi người lại điên cuồng mua vào. Nếu không phải rất nhiều tiền đều được đưa vào ngoại hối để mua cổ phiếu ở thị trường nước ngoài thì có lẽ Cổ phiếu trong nước sẽ bán được nhiều hơn. Bởi vì rất nhiều người cho rằng thị trường nước ngoài lớn hơn so với thị trường trong nước, nên dù giá cổ phiếu đắt hơn trong nước thì cũng đáng mua. Khoản tiền này, Hoắc Khải không giữ lại quá nhiều mà hầu hết được chuyển vào chi nhánh VA và công nghệ tái sinh. Một phần giữ lại để hỗ trợ các chi nhánh khác. Trước mắt, đã có 9 chi nhánh của Hy vọng mới liên quan đến nhiều ngành công nghiệp. Nhưng nếu tỉ mỉ phân biệt thì sẽ phát hiện thực ra chín công ty này đều hỗ trợ lẫn nhau. Chúng hình thành một vòng khép kín, cho dù không có hệ thống VR bên ngoài, thì một vòng thương mại khép kín vẫn có thể hình thành hoàn chỉnh. Điều này khiến nhiều người rất bất ngờ về năng lực của ông chủ hy vọng mới, tầm nhìn tổng thể quá mạnh, quả là hiếm thấy. Đồng thời cũng có rất nhiều người lại nhớ lại ngôi sao hy vọng của nhà họ Hó hoác. Nếu ngôi sao hy vọng đó chưa từng xa ngã thì có thể phân tranh cao thấp với ông chủ của hy vọng mới hay không? Nhà họ Họp bây giờ đã trở thành nhân vật ai cũng muốn mắng chửi, đánh đập. Thế lực ngầm không giành được tài liệu kỹ thuật của phẫu thuật thay đầu. Tuy chúng tốn không ít sức lực để bắt cóc hai chuyên gia y tế tham gia cuộc phẫu thuật nhưng trước mắt vẫn chưa phát hiện thứ gì có giá trị. Hai chuyên gia y tế hiểu rất rõ quá trình phẫu thuật, nhưng họ càng hiểu rõ, muốn hoàn thành phẫu thuật như thế thì không phải biết làm thế nào là được. Trí nhớ của bộ não con người có hạn, mà phẫu thuật thay đầu cần độ chuyển xác rất cao không cho phép có bất cứ sai sót nào. Nhưng trước mắt ngoài tài liệu cụ thể của phẫu thuật thay đầu trong tay Hoắc Khải thì những người khác chỉ dựa vào bộ não để ghi nhớ. Điều này chắc chắn không đủ để thực hiện lại cuộc phẫu thuật này. Nếu dựa vào kinh nghiệm và trí nhớ để làm phẫu thuật, có lẽ thực hiện một lần thì sẽ chết một người. Không có tài liệu về phẫu thuật thay đầu, đội ngũ kỹ thuật ở chi nhánh VA cũng bỏ đi rồi, bây giờ địa vị nhà họ Hoắc giống như xuống dốc không phanh tuy dựa vào lợi nhuận từ các ngành nghề cũ cũng, cũng duy trì được lợi nhuận khá tốt nhưng tất cả ngành nghề đều giảm sút đáng kể so với trước đây rất nhiều công ty sợ bị nhà họ hoắc làm liên lụy chủ động hoặc âm thầm giảm bớt các giao dịch kinh doanh tình trạng này không ngừng tăng lên theo thời gian khiến những thành viên nòng cốt của nhà họ hoắc phải thở ngắn than dài mặt mày cao có cả ngày thậm chí có vài người còn oán hận hoắc trạch minh đang yên đang lành rảnh rỗi đi chọc vào hy vọng mới làm gì Rõ ràng các ngành mới nổi với tiềm năng vô hạn, đắc tội với họ, không phải là đi ngược lại xu hướng thị trường sao? Bây giờ thì hay rồi, hy vọng mới ngày một phát triển mà nhà họ Hoắc lại trở thành đối tượng bị ghét bỏ. Tất cả các đồng minh đến này đều trở thành người ngoài cuộc, mà những công ty trong hệ thống hy vọng mới, sau khi lấy lại đất đai bị mất, thì dưới sự gợi ý của Ninh Thần đã dồn sức để bao vây và đàn áp nhà họ Hoắc trên mọi phương diện. Cho dù là lúc Hoắc Khải nắm quyền đã phát triển kinh doanh nhà họ Hoắc vô cùng rực rỡ, nhưng anh đã đi 2, 3 năm rồi, nhà họ Hoắc như bây giờ đã không còn là nhà họ Hoắc kiên cố như một cái thùng sắt nữa. Khắp nơi đều có kẽ hở, khắp nơi đều bị người ta nắm được điểm yếu. Ngay cả những công ty dẫn đầu ngành thì giờ đây cũng vì doanh số sụt giảm nhanh chóng mà mất đi vị trí dẫn đầu. Trong thời gian tới, có thể dự đoán được nhà họ Hoắc sẽ trở thành bàn đạp cho hy vọng mới vươn lên nhưng họ không phải là con tốt thí đầu tiên. Nói một cách chính xác, tập đoàn Phong Âu vốn đã trở thành một chi nhánh của hy vọng mới cũng vậy. Vật tế thần đầu tiên chính là công ty giáp tử, công ty thuộc ngành giảm cân từng do Mục Thế Kiệt điều hành. Đến nay, Mục Thế Kiệt đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Ông ta chỉ còn lại một phần trăm cổ phần ở chi nhánh giáp tử. Mỗi năm cầm lấy một khoản cổ tức, chứ không biết đi tiêu xài ở đâu. Mục Thế Kiệt cũng từng có cơ hội trở thành tầng lớp quản lý cao cấp của Hy vọng mới, đáng tiếc ông ta không giữ vững lòng tin, bị hoàn cảnh xung quanh tác động quá nhiều. Mà cửa hàng Tao Bao nho nhỏ, nơi từng hy vọng có được giá đại lý từ công ty Mục Thế Kiệt nay đã chuyển mình trở thành một trong những công ty hàng đầu thế giới. Những thay đổi trên thế giới này quá nhanh và quá lớn. Đôi khi, ngồi nhớ lại sẽ khiến người ta không thể tin được ngao cả ninh thần thỉnh thoảng ngồi nói chuyện với mấy người giản tư tư nói về những chuyện đã qua thì đều cảm thấy xúc động khi hoác khải trở về nhà ninh thần vẫn chưa tan làm hoác khải không nói trước với ninh thần anh đi chợ mua một đống đồ ăn muốn cho hai mẹ con một bất ngờ mang đồ ăn vào nhà bếp sau đó dự định vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo sạch sẽ mười mấy giờ bay vô cùng mệt mỏi hơn nữa cũng phải kiểm tra những vết sẹo trong đợt tấn công lúc trước sau đó khi hoác khải giơ tay kéo cửa nhà tắm nhìn thấy trong làn hơi mờ ảo đường trọng vi đang đứng lau những giọt nước trên người cô ấy hai người đối mắt nhìn nhau sau đó đường trọng vi theo phản xạ lấy khăn tắm che người đồng thời hét lên tiếng thét chói tai hoác khải vội vàng đóng cửa lùi ra vài phút sau tiếng hét mới ngừng lại hoác khải vô cùng đau đầu tại sao đường trọng vi lại tắm rửa ở đây anh không thể không đứng ở bên ngoài giải thích tôi không biết cô ở bên trong trong nhà vệ sinh không có tiếng trả lời, cũng không nghe thấy có tiếng động. Cảm thấy mình đứng đây có chút ngại ngùng, Hoác Khải nói tôi xuống bếp nấu ăn trước đã. Nói xong, anh quay người đi vào bếp. Vài phút sau, đường trọng vi ra khỏi phòng tắm, đã mặc quần áo chỉnh tề. Sắc mặt cô ấy đỏ bừng, liếc nhìn vào bếp, Hoác Khải đang bận rộn bên trong, giống như vừa rồi không xảy ra chuyện gì cả. Điều này khiến đường trọng vi càng cảm thấy xấu hổ, mình vẫn là hoàng hoa khuê nữ, lớn như thế này rồi vẫn là lần đầu tiên bị một người đàn ông không phải bố mình nhìn thấy cơ thể của cô ấy đặc biệt là người đàn ông này là người mà có rất có cảm tình nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của hoác khải sắc mặt đường trọng vi càng đỏ hơn cô ấy cắn môi do so dự một lát cuối cùng vẫn bước vào đứng cạnh bếp hoác khải nghe thấy tiếng bước chân nhưng anh không quay lại nhìn vì anh biết quay lại chỉ khiến hai người thêm xấu hổ nên nói cô nghỉ ngơi một lát Tôi nấu vài món cho mấy người ăn thử. Dáng vẻ quay lưng lại nói chuyện của anh khiến Đường Trọng Vi cảm thấy càng xấu hổ hơn, cô ấy bất giác nói có phải anh nhìn thấy hết rồi không? Không, Hoắc Khải vô thức phủ nhận, nhưng sau đó nhận ra câu trả lời không đáng tin cậy, đành nói thật ra cũng không thấy nhiều. Anh còn nói, Đường Trọng Vi lập tức xấu hổ hét lên. Hoắc Khải ngậm ngay miệng lại, là cô hỏi còn không cho tôi nói, phụ nữ thật khó hầu hạ. Đường Trọng Vi nhìn chăm chú bóng lưng anh, sau đó mới cắn răng hỏi tại sao anh đột nhiên trở về không nói lời nào. Đây là nhà của tôi, Hoác Khải có chút chán nản nói. Về nhà còn phải nói với cô một tiếng, nhưng anh biết điều này không phải là điều mà Đường Trọng Vi muốn nghe, nên nói ý của tôi là muốn cho mẹ con họ một bất ngờ, không ngờ cô lại ở đây. À, cô đến đây từ bao giờ? Đến mấy ngày rồi, Đường Trọng Vi uể oải nói. Tuy rằng bị Hoác Khải nhìn sạch sẽ, Cô ấy cảm thấy rất xấu hổ, nhưng lại rất thất vọng. Bởi vì Hoắc Khải không trở về vì cô ấy mà vì tạo bất ngờ cho hai mẹ con họ. Trong sự bất ngờ này không có liên quan đến cô ấy. Đến mấy ngày rồi, Ninh Thần cũng không nói với tôi, Hoắc Khải nói. Anh muốn giải thích tại sao mình lại mở cửa nhà vệ sinh, nhưng cách hiểu của Đường Trọng Vi lại không giống như những gì anh nghĩ, nói cô ấy muốn cho anh một bất ngờ, không nghĩ rằng lại biến thành nỗi khiếp sợ. Hoắc Khải không tiếp lời, vấn đề như thế này, quả thực không biết tiếp lời thế nào. Đường Trọng Vi cũng không dài dòng nữa, nhìn thì cũng nhìn rồi, còn làm thế nào, cũng không thể móc mắt anh ra đúng không? Ngay cả móc mắt thì cũng không thay đổi được gì. Hai người cứ như vậy, một người bận rộn trong bếp, một người đúng ngoài nhìn, thỉnh thoảng Hoắc Khải quay lại, cũng đều cố tình tránh ánh mắt của cô ấy. Khoảng nửa tiếng sau, cửa được mở ra, Ninh Thần và Đường Đường đi vào chương 609, ngại ngùng. Đường đường vừa vào nhà đã nhảy cẫng lên nói, cô Vi Vi, cháu về rồi nè, cô có nhớ cháu không? Cô bé này hoạt bát đáng yêu, đi đến đâu cũng được yêu thích, đường trọng Vi cũng không ngoại lệ. Cô ấy và đường đường khá thích nhau, chơi vô cùng vui vẻ, có khi còn giống mẹ con hơn cả ninh thần. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy ninh thần và đường đường thì đường trọng Vi cảm thấy hốt hoảng và chuột dạ. Nghĩ đến cảnh trong nhà tắm kia, mặt cô ấy đỏ bừng, tim đập thình thịch, không biết nói gì. Cũng may hai người kia không chú ý đến cô ấy mà đã phát hiện ra hoác khải trong nhà bếp. Hai mẹ con vui vẻ kêu lên, đường đường thì cũng bỏ qua luôn thú vui với đường trọng vi và xà vào lòng hoác khải. Hoác khải bế cô bé lên, mỉm cười véo mũi con và hỏi có nhớ bố không nào? Có à, con nhớ bố lắm ấy, đường đường cười nói. Con lớn từng đấy rồi mà anh vẫn ôm như kiểu còn bé ý, cứ chiều hư con thôi. Giờ con bé cứ ngang ngược lắm cơ, không ai nói gì được, Ninh Thần đi qua oán trách. Nói là trách móc, nhưng thật ra giống khoe hơn, vì nụ cười của cô không phải giả. Khoác Khải bật cười, nói: "Đã là công chúa thì phải chiều chứ, nói làm gì? Ai dám bắt nạt đường đường thì chết với anh." "Rồi rồi, biết anh là cái đồ chiều con rồi, ghê gớm lắm đấy." Ninh Thần lại nhìn sang Đường Trọng Vi và nói: anh ấy là vậy đó, đối xử với con gái còn tốt hơn cả chị ấy. Đường trọng vi miến cưỡng nở nụ cười, không khí ấm áp của gia đình này làm cô ấy không thích ứng kịp. Mà giờ cô ấy còn đang quàng khăn tắm của ninh thần chứ. Nếu không có ai ở nhà mà mặc như vậy thì còn được, đây cả vợ chồng chủ nhà đều đã về thì thật là không hợp. Cho nên đường trọng vi lập tức nói, à, em vừa tắm xong thì anh Lý về, em đi thay quần áo đã. À? Ninh thần gật đầu, bảo cô ấy đi nhanh lên thay xong thì ra ăn cơm nhé chị thấy nấu gần xong cả rồi đó đường trọng vi đồng ý rồi đi nhanh về phòng ngủ ninh thần nhìn hoác khải nói anh có bắt nạt cô ấy không vậy hoác khải bật cười sao anh lại bắt nạt cô ấy chứ em cứ coi anh như người xấu ấy nhỉ có phải hay không anh tự biết ninh thần hừ một tiếng nói đừng quên còn cô cố đang mong anh kia mấy hôm trước em đi thăm cô ấy tuy không nói gì nhưng lại nhớ anh vô cùng đấy cứ hỏi mãi anh dạo này thế nào thôi hay là tối nay anh qua đó thăm cô ấy đi con cũng đi con cũng muốn đi đường đường kêu lên con không được đi bố đi thăm cô cố mà có phải đưa con đi chơi đâu con đến là sẽ làm hỏng việc của bố đấy ninh thần nói hỏng việc ở đây là gì thì ai cũng hiểu cả nói chuyện này trước mặt trẻ con làm hoác khải cảm thấy hơi ngại anh liền chuyển chủ đề em sắp sinh rồi mà sao vẫn chưa vào viện hả công ty đang có bao nhiêu việc em làm gì có tâm trí vào viện chứ mà bác sĩ cũng bảo em rồi khi nào gần sinh thì vào cũng được ninh thần đáp thế làm sao mà được hoác khải đỡ cô ngồi xuống nói càng về cuối thì càng phải cẩn thận giờ em là phụ nữ sắp sinh chứ không phải tổng giám đốc công ty đừng làm mình mệt quá chuyện ở công ty cứ giao cho giản tư tư và những người khác ấy ăn cơm xong anh sẽ đưa em vào viện làm thủ tục em ở viện ngoan ngoãn dưỡng thai nếu thật sự có việc gì cần em quyết định thì bảo họ đem đến bệnh viện hoặc giao cho anh là được. Dù sao anh cũng sẽ không đi đâu. Tình hình ở nước ngoài vẫn đang căng thẳng, cho dù anh đã chuyển đến nơi an toàn hơn nhưng tạm thời không thể khẳng định được sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng trong trường hợp không cần thiết thì Hoác Khải thật sự muốn ở lại trong nước. Tiểu đội tinh anh tuy giỏi nhưng trên đời này không có gì là tuyệt đối hết. Giống như câu nói quen thuộc, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất một khi xảy ra lỗ hổng thì không chỉ ảnh hưởng đến việc kiếm tiền mà còn gây nguy cơ đến tính mạng nữa. Nhưng Ninh Thần lại hiểu lầm ý anh, cô bĩu môi đáp, ái trà, vừa nói đến cô cố là đã muốn đưa em vào viện rồi. Thế là sẽ không có ai canh xem anh có về nhà nữa rồi đúng không? Em nghĩ gì vậy? Hoác Khải bất lực nói, anh thật sự lo cho em mà, em không tin thì anh sẽ ở cạnh em 24 phần 24 luôn. Bớt bớt đi, đàn ông ai chả là con mèo thích ăn vụng em còn lâu mới tin anh nhịn được, cô cố xinh đẹp như thế, đến em còn thấy thích nói gì là anh, ninh thần cười như không cười, đáp hay là anh đưa cô ấy về đây đi, rồi coi như em không có mặt là được. Câu nói này nói chúng tim đen của Hoác Khải. Có những chuyện đúng là đã nghĩ đến nhưng lại rất khó thực hiện. Huống chi ninh thần còn đang cố tình nói vậy, nếu anh thật sự làm theo thì rắc rối sẽ ập đến ngay. Hoác Khải đâu có ngốc, biết ninh thần đang ghen, đây cũng là biểu hiện bình thường. Huống chi trước khi sinh, phụ nữ cũng hay giận dỗi vô cớ, đây là điều dễ hiểu. Lúc này, đường trọng vi từ trong phòng đi ra, nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cô ấy liền nói, cô cố mà hai người nói là cố phi dương lần trước em gặp sao. Cô ấy sao vậy? Hoác Khải ngẩn ra, nhìn ninh thần, em đưa cô ấy đi gặp cố phi dương à? Cô cố là công ty vũ đạo duy nhất trong hệ thống, mà em đường lại thích nhảy, cho nên gặp mặt tí thì làm sao, không được à, ninh thần đáp không phải không được hoác khải nói được một nửa thì thở dài thôi em muốn sao cũng được mà bình thường thì không thể tiết lộ thân phận của cố phi dương cho người ngoài nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ cá nhân thậm chí là hình ảnh của công ty nhưng ninh thần đã làm rồi thì hoác khải cũng không nói gì nữa vì mực càng bôi càng đen cô cố nhảy đẹp thật đẹp hơn em nhiều cái thân hình đó nữa chứ thật đáng ngưỡng mộ mà sinh con rồi mà còn đẹp như thế đấy em mong sau này có thể được như cô ấy đường trọng vi cảm thán sao hả em đường đã có người mình thích rồi hay sao mà nghĩ đến cả việc sinh con rồi ninh thần trêu ghẹo đường trọng vi nghe vậy thì tim đập loạn cả lên mặt đỏ bừng cô ấy vội vàng phủ nhận làm gì có đâu ạ à, chị ninh đừng trêu em lại còn ngại nữa ninh thần bật cười nhưng công ty chỉ có mấy cậu thanh niên giỏi giang đẹp trai đấy nhân cách tốt mà năng lực cũng giỏi chỉ là không biết công chúa của quốc tế đường thì có thích không đây. Khi nào rảnh chị giới thiệu cho nhé, không thành vợ chồng thì cũng làm bạn bè được mà. Đường Trọng Vi bất giác nhìn sang hoắc Khải, rồi lập tức lắc đầu, đừng mà chị, em ghét nhất là xem mắt đấy, cứ sao sao ấy, chẳng tự do gì. Ừ, thế thì thôi vậy, chị không ép được, nhưng nghe nói là em từng đính hôn với một người tên hoắc Khải của nhà họ hoắc Hả giờ chúng ta có quan hệ tốt với nhà họ hoắc như thế thì liệu em có nghĩ nhiều không ninh thần nói đường trọng vi thở dài em đã không còn gì với nhà họ hoắc lâu rồi chị ninh đừng nghĩ nhiều giờ nhà họ hoắc đã là trò cười của toàn xã hội bọn họ tự chuốc lấy nhục thì không ai cứu nổi hơn nữa đến bố em còn tức giận với nhà họ hoắc thì em không thể bênh họ được nói thì nói vậy nhưng thực ra lúc hoắc khải ở trong nhà họ hoắc thì đường trọng vi đúng là kiểu bênh người ngoài bất kể là chuyện gì chỉ cần liên quan đến nhà họ hoắc thì cô ấy sẽ nói đỡ cho nhà họ hoắc nhưng hiện giờ nhà họ hoắc đã đào hôn lâu lắm rồi nỗi đau trong lòng cũng dần xóa nhòa theo thời gian nhất là khi đã có người đàn ông tên lý phong thu hút sự chú ý của cô ấy khiến cho đường trọng vi rất ít khi nghĩ đến chuyện xưa nhưng thỉnh thoảng nhớ đến người đàn ông lớn lên với mình từ nhỏ cô ấy cũng chỉ cảm thấy tiếc mà thôi là người cô ấy từng thề sẽ lấy làm chồng không ngờ cuối cùng lại chia ra đôi ngả. chương 610, đến thăm sau đó, ba người vừa nói vừa ngồi xuống. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện, không khí rất hòa thuận. Nhưng nhìn cảnh gia đình ba người kia nói chuyện với nhau, gắp thức ăn cho nhau, đường trọng vi cảm thấy bất tiện. Cho nên sau khi ăn xong, cô mượn cớ hoác khải đã về, bản thân ở đây không tiện, liền ra ngoài thuê khách sạn. Ninh thần cũng không níu kéo cô ấy ở lại, dù sao có đàn ông trong nhà nên đường trọng vi không tiện là đúng nếu cô ấy đã chủ động muốn đi thì là chuyện tốt nhưng ninh thần vẫn bảo hoác khải lái xe đưa đường trọng vi đi dĩ nhiên cô cũng đi theo vì hoác khải yêu cầu cô vào viện chờ sinh sau khi đưa đường trọng vi đến bệnh viện hoác khải nghĩ một lúc rồi nhắc nhở một mình ở bên ngoài không an toàn đâu tôi sẽ gọi điện cho bố cô bảo ông ấy cho người đi theo cô nhớ xảy ra chuyện gì thì còn xử lý được Đường Trọng Vi không phản đối mà gật đầu, vẫy tay với hai người rồi rời đi. Sau khi quay về xe, Ninh Thần ngồi bên ghế lái phụ đột nhiên hỏi, "Em đường cũng tốt anh nhỉ?" "Cũng được." Hoắc Khải tùy tiện đáp. "Anh có muốn nhận cô ấy về không? Dù sao thêm cũng là thêm, bớt đi cũng không ít." Ninh Thần nói. Hoắc Khải ngẩn ra, mãi mới hiểu ý mà Ninh Thần muốn nói. Anh đau đầu, nói với Ninh Thần, "Em đừng nghĩ nhiều nữa, anh và Đường Trọng Vi rất trong sáng." không có gì cả đâu, cùng lắm chỉ là bạn bè tốt. Đã nói là giữa nam và nữ không bó bạn bè trong sáng mà. Hồi trước anh với cô cố cũng vậy còn gì, Ninh thần bĩu môi nói, mà cho dù anh không có ý đó thì em đường chẳng lẽ lại không? Bọn em là phụ nữ, phụ nữ hiểu phụ nữ nhất. Em đường tuy là chưa nói gì, nhưng mỗi lần nhắc đến anh thì mắt cô ấy đều sáng lên, nụ cười cũng sán lạn hơn. Nếu bảo là cô ấy không có ý gì với anh thì em còn lâu mới tin mặc dù hoác khải cảm thấy ninh thần quá mức nhạy cảm nhưng anh không thể không thừa nhận là cô nói đúng trên lý thuyết thì đường trọng vi sẽ cực kỳ thích anh vì anh có thể cảm nhận được qua sự giao tiếp thường ngày nhưng lúc còn là cậu cả nhà họ hoác thì anh không định coi đường trọng vi là vợ giờ sang thân phận khác thì càng không hơn nữa theo sự hiểu biết của anh về đường trọng vi thì chỉ cần anh cứ giả ngốc cô ấy sẽ không có khả năng đi chủ động tấn công chuyện thám hiểm đây là một cô gái rất dè dặt sẽ không chủ động như Cố Phi Dương. Cho nên Hoắc Khải dứt khoát nói, em đừng nghĩ nhiều, dù cô ấy có ý gì với anh hay không thì cũng không liên quan đến anh. Giờ việc em cần làm là an ổn sinh con đã." Ninh Thần hừ một tiếng, "Đáp, để xem anh giả vờ được bao lâu." Lúc này, Đường Đường đột nhiên trồm lên hỏi, "Bố, bố muốn mẹ sinh em trai hay em gái ạ?" À? Hoắc Khải mỉm cười đáp, "Sao cũng được." "Thế con muốn em trai." Đường Đường nói. "Tại sao vậy?" Hoác Khải tò mò hỏi. Bạn con nói là, đánh em trai thích lắm. Hồi nhỏ đánh em trai, lớn lên em trai sẽ bảo vệ mình, đường đường trả lời. Hoác Khải và Ninh Thần nghe vậy liền phì cười. Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ, luôn luôn ngây thơ và vui vẻ như vậy. Nhưng Ninh Thần lại rất quan tâm đến vấn đề này, nói em vẫn mong sinh con trai hơn, nếu không thì ai sẽ thừa kế gia sản đây chứ. Ninh Thần là một phụ nữ truyền thống, nên có tư tưởng về việc thừa kế khá giống với người xưa từ lâu về trước cô đã nói muốn sinh con trai cho chồng đến giờ vẫn không thay đổi hoác khải lắc đầu trả lời bất kể là trai hay gái sau này không thể để cho một người thừa kế gia sản được anh thật sự nghĩ như vậy sao em nghe nói người càng giàu thì sẽ càng muốn con trai thừa kế vì con gái lấy chồng như bát nước đổ đi mà ninh thần nói đó là nhà người ta không phải nhà chúng ta hoác khải đáp Ninh thần, ồ, oh, rồi hít mắt, không biết đang nghĩ gì. Đến bệnh viện, Hoác Khải làm thủ tục nhập viện cho Ninh thần. Anh thật sự muốn ở lại chăm Ninh thần nhưng cô lại gọi Đặng Tuấn Mai đến. Bệnh viện chỉ cho một người chăm sóc bệnh nhân, Đặng Tuấn Mai cũng rất chiều người con rể này, nên bảo Hoác Khải đưa đường đường về nhà ông bà rồi tự mình nghỉ ngơi. Chứ không để đường đường về nhà làm ồn lên thì anh cũng không được yên tĩnh. Đường đường không phản đối mà vui vẻ đồng ý con gái đã muốn rồi thì hoắc khải không nói gì nữa mà anh cũng hiểu vì sao ninh thần làm vậy dù cố phi dương nghĩ gì thì ninh thần cũng không muốn cô ta chịu thiệt quá nhiều nói chính xác ra là không muốn làm khó cô ta cho nên cô hy vọng hoắc khải có thể san sẻ tình cảm đều ra không cần quá công bằng nhưng không thể để một bên vui vẻ một bên buồn bã được mà khi hoắc khải đưa đường đường đến nhà của ninh quốc năng trước khi xuống xe cô bé đột nhiên hỏi bố ơi tối nay bố đến nhà cô cố ngủ à Câu hỏi này khiến Hoắc Khải sửng sốt, sao con lại hỏi thế? Thật ra con khá thích cô cố, mà con cũng đồng ý với nhạc văn văn là sẽ chia sẻ bố cho cậu ấy rồi, đường đường đáp cho nên, nếu bố đến chỗ cô cố ngủ thì con cũng không phản đối đâu. Mặc dù trẻ nhỏ nói chuyện không suy nghĩ, nhưng đột nhiên như thế khiến Hoắc Khải cảm thấy ngại ngùng. Con bé này, nghĩ gì vậy hả, sao lại có thể chia sẻ bố được chứ, Hoắc Khải nói. Được chứ, nhạc văn văn có thể gọi bố là bố thì đó là chia sẻ rồi mà, đường đường cười hi hi, nhảy xuống xe, vẫy tay với anh tạm biệt bố. Nhìn con gái nhảy nhót đi vào phòng, trong phòng cũng nhanh chóng truyền ra tiếng cười của Ninh Quốc Năng. Hoác Khải thở dài, thật sự rất khó tưởng tượng lúc anh không ở đây thì Ninh Thần đã truyền bá tư tưởng gì cho đường đường. Nhưng con gái không từ chối chuyện này ít nhiều cũng khiến Hoác Khải thở phào nhẹ nhõm anh sợ nhất việc hai mẹ con ninh thần vì cố phi dương mà sinh lòng kháng cự như vậy thì anh thật sự không biết giải quyết thế nào sau khi lái xe rời khỏi nhà họ ninh hoác khải do dự một lúc rồi rẽ về nhà cố phi dương không phải vì anh ăn vụng quen thói như ninh thần nói mà là nghĩ đến việc đã lâu rồi chưa đến thăm hai mẹ con cô ta ban đầu anh đã hứa với nhạc văn văn là mỗi tuần đến ít nhất một lần lần này ra nước ngoài lâu như thế chắc cô bé nhớ anh lắm rồi Đi được nửa đường, Hoắc Khải mua thêm chút đồ ăn. Lúc tới nhà Cố Phi Dương thì đèn trong nhà đã sáng. Anh đến gõ cửa, Nhạc Văn Văn nhanh chóng chạy ra mở. Khi thấy Hoắc Khải, cô bé sừng sốt rồi vui mừng chạy tới ôm Hoắc Khải, bố lý. Từ lần anh chủ động ở nhà Cố Phi Dương mấy hôm, Nhạc Văn Văn đã thay luôn cách xưng hô. Ban đầu Hoắc Khải và Cố Phi Dương đều không quen, nhưng lâu dần thì cũng thấy bình thường. Mẹ đâu rồi? Hoắc Khải cầm tay cô bé đi vào phòng. Mẹ vẫn ở công ty ạ. À, có lẽ mấy tiếng nữa mới về nhà. Nhạc Văn Văn trả lời. Hoắc Khải nhìn thấy mì ăn liền còn chưa ăn xong trên bàn, lại quét mắt qua thùng rác bên trong toàn vỏ mì ăn liền. Con dạo này toàn ăn mì hả? Hoắc Khải trao mày hỏi. Vâng ạ, à, mẹ bận lắm, toàn về muộn thôi, mà không cho con gọi đồ ăn ngoài vì sợ hỏng bụng, cho nên đã mua rất nhiều mì ăn liền với đủ các vị. Ngon lắm ạ, à, Nhạc Văn Văn đáp. Cô bé không yêu cầu cao về cuộc sống, chỉ cần no bụng là được, có khó ăn cũng chẳng sao. Mà điều này lại khiến Hoắc Khải cảm thấy hổ thẹn, Cố Phi Dương bận rộn công việc thì có thể nói là có tâm với sự nghiệp, nhưng lý do phần lớn vẫn là vì Hoắc Khải kéo cô ta vào hệ thống VR. Nếu không, cô ta cũng sẽ không bận đến như thế. Chương 611, xóa bỏ khúc mắc. Nếu Cố Phi Dương không bận thì có thể chăm sóc cho Nhạc Văn Văn nhiều hơn. Cô bé giờ đã 10 tuổi, đang trong thời kỳ phát triển quan trọng, cả ngày ăn mì sao mà đủ dưỡng chất. Hoác Khải trong lòng hổ thẹn không thôi, tới đổ mì vào trong thùng rác và nói, chờ một chút, chú sẽ làm đồ ăn cho con. Thật sao à, tốt quá, con cũng muốn giúp, nhạc văn văn vui vẻ nói. Con làm bài tập đi đã, Hoác Khải nói. Không, con thích giúp bố cơ, nhạc văn văn kiên trì. Nghe được cách gọi này, lòng Hoác Khải run rẩy, không thể từ chối nổi ý tốt của cô bé. Đối với một cô bé thiếu hơi ấm gia đình như nhạc văn văn, có người nào có thể thay thế vị trí của bố và tiến vào trong lòng cô bé thì rất khó. Vì không chỉ cần cô bé chấp nhận mà còn cần cả cố phi dương chấp nhận nữa, người đàn ông có thể được cả hai mẹ con đồng ý như vậy thì không nhiều. Kể cả một người giỏi giang như hoắc Khải cũng phải lận đận mãi mới khiến cố phi dương đột phá mối ràng buộc trong lòng, nếu không thì cho dù Cố Phi Dương có nghĩ thế nào cũng sẽ không bao giờ ở bên Hoắc Khải. Sau đó, hai người vào bếp làm cơm. Khoảng nửa tiếng sau, cơm còn chưa xong mà Cố Phi Dương đã về đến nhà. Mặc dù trên mặt cô ta toàn vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng lấy tinh thần, vừa vào cửa đã cười nói, "Văn Văn, con nấu món gì mà thơm thế, có nấu cho mẹ không đó?" "Mẹ, mẹ về rồi, mẹ xem ai tới này." Nhạc Văn Văn từ trong bếp gọi ra ai đến thế cố phi dương vừa cởi giày vừa ngó vào trong bếp nhìn khi nhìn thấy người đàn ông khiến cô ta nhớ nhung đến nỗi mất ngủ mỗi đêm thì không khỏi ngẩn người hoác khải cũng quay lại mỉm cười với cô ta về rồi hả rửa tay đi cơm sắp xong rồi một giây sau cố phi dương đột nhiên chẳng buồn thay giày nữa mà xông vào lòng hoác khải với một bên chân trần một bên đi giày sự nhiệt tình đột ngột này khác hẳn lúc trước cố phi dương chưa từng như vậy bao giờ dù có thì cũng là lúc chỉ có hai người với nhau nhất là ở trước mặt con gái cô ta luôn rất dè dặt dĩ nhiên hoác khải cũng rất thích loại tương phản như thế này mà hôm nay cô ta nhiệt tình như thế khiến hoác khải sửng sốt sau đó anh khẽ thở dài chủ động ôm lấy cô ta và nói xin lỗi dạo này công việc bận bịu nên giờ anh mới về đừng nói gì cả để em ôm anh là được cố phi dương áp mặt vào ngực anh hít một hơi thật sâu có lẽ như vậy có thể bù đắp được nỗi nhớ suốt bao ngày qua. Nhạc văn văn cũng không làm phiền họ mà lè lưỡi với hoắc khải rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi bếp. Cô bé rất thông minh, biết mẹ nhớ bố không kém gì mình. Rất nhiều đêm, nhạc văn văn đều nghe thấy tiếng thở dài buồn bã của mẹ. Cô bé cũng hiểu được mẹ bận rộn như vậy phần lớn là muốn lấy công việc để giảm nỗi nhớ nhung trong lòng đi. Chỉ có làm cho bản thân mệt mỏi đến mức đặt lưng xuống là ngủ thì mới không nhớ đến anh được. Mãi 5 phút sau, Cố Phi Dương mới ngẩng đầu lên. Không chờ Hoắc Khải lên tiếng, cô ta đột một tiếng chân và hôn Hoắc Khải. Nụ hôn nhiệt tình khiến hai người ôm lấy nhau, quấn quyết quên cả thời gian. Lại qua được mấy phút, Cố Phi Dương gần như không thở nổi, mới từ từ dừng lại. Cô ta cố gắng hít thở đều, rồi nhìn Hoắc Khải với ánh mắt mê hồn, lẩm bẩm, đây không phải giấc mơ, nếu là mơ thật, em mong mình sẽ chết trong giấc mơ này. Lời nói tràn đầy tình yêu như thế khiến Hoắc Khải cảm thấy thương tiếc. Cố Phi Dương khác hẳn Ninh Thần, cô ta là một người cực kỳ nguyên tắc. Trước khi đến đây, cô ta nói sẽ không tranh giành bất cứ đồ vật gì với Ninh Thần, kể cả thời gian hạnh phúc với Hoắc Khải. Cho nên, dù cô ta có nhớ Hoắc Khải đến đâu thì cũng chưa từng chủ động gọi điện cho anh. Anh đến thì em chào đón, anh không đến thì em sẽ chịu nỗi cô đơn một mình. Hoắc Khải đã từng rất đau đầu vì không biết nên đối xử với Cố Phi Dương thế nào, nhưng hôm nay anh chợt nhận ra điều mình nên đau đầu không phải là đối xử với cô ta thế nào, mà là bù đắp cho cô ta ra sao. Người phụ nữ này đã cho đi quá nhiều, cho dù là cô ta chủ động, nhưng đến cùng cô ta cũng chịu thiệt rất nhiều. Mãi cho đến hôm nay, Hoắc Khải cuối cùng cũng thật sự bị Cố Phi Dương làm cho cảm động và hoàn toàn bỏ đi sự khúc mắc trong lòng. Đây không phải tình nhân của anh, mà là người yêu anh chỉ thuộc về mỗi anh. Tình nhân và người yêu không giống nhau, nó đã khác nhau về bản chất rồi. Tình nhân là chỉ cảm giác vui vẻ về mặt thể xác hoặc tinh thần, như là một trò chơi mới mẻ, chơi nhiều sẽ chán, sẽ bỏ đi và tìm một cái mới. Nhưng người yêu thì khác, yêu một người thì phải chịu trách nhiệm với người ấy. Nếu muốn chịu trách nhiệm với tình yêu của cô ấy thì phải chấp nhận tình yêu của cô ấy, ở bên cạnh cô ấy cả đời, vĩnh viễn về sau. Tối nay anh sẽ không về nữa, Hoắc Khải nói nhỏ. Cố Phi Dương giật mình, mặt đỏ bừng cả lên. Cô ta biết ý Hoắc Khải là gì, cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mặc dù trong lòng rất mong chờ và thích thú, nhưng cô ta vẫn không kìm lòng được mà hỏi cô Ninh. Cô ấy biết, Hoắc Khải nói. Mà dù cô ấy không biết thì anh cũng sẽ nói và chắc chắn sẽ ở lại đây. Câu nói này còn ngọt ngào hơn bất kỳ món quà nào, khiến cố Phi Dương cảm động hơn bao giờ hết nhưng sâu trong nội tâm, cô ta không mong Hoác Khải và Ninh Thần sẽ mâu thuẫn vì mình. Cô ta bèn nói, anh đừng làm cô Ninh giận nhé, cô ấy sắp sinh. Cố Phi Dương cũng biết chuyện Ninh Thần có thai và sắp sinh. Cho nên mỗi lần Hoác Khải đến, cô ta đều chủ động gọi anh dậy vào nửa đêm, tiến anh ra cửa. Chưa bao giờ để Hoác Khải qua đêm ở đây, đó là việc mà Cố Phi Dương muốn làm cho Ninh Thần. Nhưng hôm nay Cố Phi Dương thật sự không chịu nổi nữa, cô ta mong ước mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy người mình yêu nằm cạnh mình đầu tiên đây là ước nguyện suốt bao nhiêu năm của cô ta nhưng lại chưa một lần được thực hiện giờ đây hoác khải đã giúp cô ta thực hiện nó cô ấy không giận đâu huống hồ là cô ấy bảo anh tới đây có những việc sớm muộn rồi sẽ xảy ra thôi anh nghĩ cô ấy chắc cũng biết từ lâu hoác khải nói cố phi dương do dự một lúc rồi đáp lại sau đó lại thở dài anh có cảm thấy giờ em quá tham lam không Rõ ràng đã nói sẽ không tranh giành gì với cô Ninh nhưng lại không kìm được mà mong ngày nào anh cũng đến, mong lần nào anh cũng ở lại, mong được anh quan tâm nhiều hơn. "Đây không phải tham lam, thật ra, anh rất thích biểu hiện của em bây giờ." Hoắc Khải nhẹ nhàng nói, "Em đã làm rất tốt rồi, anh biết, Ninh Thần cũng biết, nếu không, cô ấy đã chẳng chủ động bảo anh tới đây." "Cô Ninh thật sự chủ động bảo anh tới đây sao?" Cố Phi Dương không tin, hỏi lại. "Đương nhiên rồi." Em nghĩ anh sẽ nói dối em chuyện này sao?" Hoắc Khải đáp. Hoắc Khải chăm chú nhìn anh thật lâu rồi mới thở dài tiếp, không thể không thừa nhận, em thật sự không bằng được cô Ninh. Sự rộng lượng của cô ấy khiến em cảm thấy hổ thẹn quá. Cố Phi Dương cảm thấy tội lỗi là chuyện bình thường, Hoắc Khải không định an ủi cô ta. Vì việc này thật sự quá thiệt cho Ninh Thần, dù Cố Phi Dương có nhượng bộ cỡ nào thì cũng là chuyện hợp lý không thể nói vì ninh thần rộng lượng nên bắt cô nhượng bộ cả đời được đó là sai lầm bọn họ quấn quýt nhau trong bếp thêm một lúc nữa nhạc văn văn đã không kìm được mà hét lên bố mẹ hai người hôn nhau xong chưa con đói lắm rồi không thể để con ăn xong rồi hai người về phòng hôn tiếp à con bé này nói linh tinh quá đi cố phi dương đỏ bừng mặt nói đồng thời cũng vui vẻ vì xương hô của nhạc văn văn vì cảm giác này giống như bọn họ thật sự là một gia đình vậy Cô ta nhìn vào mắt Hoắc Khải, không thấy sự phản đối trong đó thì mới càng vui hơn. Chương 612, cảnh đẹp ý vui sau đó, hai người bưng thức ăn ra. Thấy hai người họ, Nhạc Văn Văn không khỏi bĩu môi nói, thật quá đáng, hai người định để con chết đói sao? Con nói nhiều quá đấy, đã rửa tay chưa? Cố Phi Dương mỉm cười, cốc nhẹ vào đầu cô bé. Ôi, đánh con thành ngốc sao? Nhạc Văn Văn lấy một tay che đầu chạy trốn còn một tay nhúc móng lợn sốt trao trong đĩa. Cô bé bị nóng la lên nhưng không nỡ buông tay, vừa thổi vừa cho vào mốm. Con bé này, gặp đồ ngon vui phát rồ lên, không có chút thủy mị nào. Lấy đũa gấp không được sao, cố phi dương trách móc. Dùng đũa phiền lắm, dùng tay tiện hơn, nhạc văn văn thở ơ nói, hơn nữa, con mới mấy tuổi, ra vẻ thủy mị làm cái gì. Đường đường cũng không thủy mị giống mẹ nói mà vẫn được bao nhiêu người yêu thích cậu ấy còn gì con bé này nói cái gì? Cô bé nói cũng không sai, Hoắc Khải cười nói, đời người ngắn ngủi, sống vui là được, thủy mị hay không có ý nghĩa gì đâu. Anh chưa từng hy vọng sau khi đường đường lớn nên trở thành tiểu thư khuê các gì cả. Chỉ cần con bé sống vui, hạnh phúc là đủ, còn con bé làm thế nào thì người khác quản thế nào được. Anh đấy, chiều con quá, chẳng trách mà lần trước cô Ninh dẫn cô đường tới đây cũng nói anh chiều hư con, cố phi dương nói. Vốn dĩ, Cô ta xây dựng hình tượng thuộc nữ, cho nên hy vọng con gái cũng giống như mình. Thần đưa Đường Trọng Vi đến chỗ em làm gì? Các em nói chuyện gì? Hoắc Khải nói. Không có gì, cô ấy nói đưa bạn tới chơi, không có gì đặc biệt. Nhưng em vẫn lo lắng, Cố Phi Dương nói. Lo lắng bị Đường Trọng Vi nhìn ra quan hệ của chúng ta, Hoắc Khải nói. Không phải, em lo cô Đường quá xinh đẹp, anh không cưỡng nổi bị cô ấy mê hoặc. Một cô gái đẹp như thế, dáng vóc hoàn hảo gia cảnh cũng tốt, chắc chắn là đàn ông thì đều thích cô ấy, cố phi dương nói. Giọng điệu của cô ta có chút kỳ lạ khiến Hoác Khải bật cười, nói, nghe có vẻ hình như em ghen à. Có một chút, em không phải đứa ngóc, nhìn ra được cô đường có ý với anh, nhưng bản thân cô ấy không thừa nhận mà thôi, cố phi dương nói. Ninh thần và cố phi dương đều có thể nhìn ra vậy thì chắc chắn đường trọng vi đã biểu hiện rõ ràng trên phương diện nào đó. Nhưng Hoắc Khải không hiểu được những biểu hiện đó là vô ý hay cố tình. Yên tâm đi, cho dù cô ấy có ý tứ với anh thế nào thì anh cũng không thể xảy ra chuyện gì với cô ấy, Hoắc Khải nói. Em cũng không có gì mà không yên tâm, suy cho cùng em cũng không có tư cách và lập trường để quản chuyện này, Cố Phi Dương nói. Thân phận cô ta rất đặc biệt, sao có thể quản Hoắc Khải trong chuyện này? Nếu thật sự muốn quản thì chính là tát vào mặt mình sao? Người duy nhất có tư cách đó chính là Ninh Thần em đừng xem thường bản thân mình, trong mắt anh, em và ninh thần không có khác biệt quá lớn. Cô ấy là người vợ kết tóc của anh, địa vị quan trọng không thể thay thế. Nhưng em cũng vậy, không ai có thể lấy đi vị trí của hai người trong lòng anh, Hoác Khải nói. Cố Phi Dương không giải bày thêm gì nữa, có câu nói này của Hoác Khải là cô ta đã thỏa mãn lắm rồi. Còn việc ở trong lòng Hoác Khải, mình và ninh thần ai là người quan trọng hơn thì tốt nhất không nên hỏi câu hỏi ngu xuẩn này bởi vì cô ta biết rõ bất cứ lúc nào cô ta cũng đều không có tư cách so sánh với ninh thần sau khi trải qua một bữa cơm tối ấm áp và vui vẻ nhạc văn văn chủ động thu dọn bát đúa dáng vẻ hiểu chuyện của cô bé khiến ai cũng phải khen ngợi đều nói con nhà nghèo thì trưởng thành sớm nhưng theo hóc khải thấy thì có thể trưởng thành sớm hay không là dựa vào sự giáo dục của bố mẹ con nhà nghèo có thể sớm trưởng thành là do bố mẹ cố gắng kiếm tiền không có nhiều sức lực để quan tâm đến con cái con không tự làm thì ai giúp được. Nhạc văn văn không phải con nhà nghèo, ít nhất là mấy năm nay không phải như vậy. Sự nghiệp của Cố Phi Dương càng phát triển thì điều kiện cuộc sống ngày càng tốt hơn. Hơn nữa những thứ mà Cố Phi Dương không mua được thì Hóc Khải cũng có thể mua cho cô bé. Nhưng nhạc văn văn lại không vì điều kiện cuộc sống được nâng lên thì biến chất thành xấu đi mà ngược lại ngày càng hiểu chuyện. Điều này chính là điều mà Cố Phi Dương tự hào nhất từ trước đến nay. Sự nghiệp thành công cô ta sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng chỉ có dạy dỗ con thật tốt thì cô ta mới có cảm giác thật sự có thành tựu. Sau khi rửa bát xong, ba người cùng ngồi xem hài. Đến khoảng 10 giờ, nhạc văn văn bỗng đứng lên, nói bố, mẹ, con đi ngủ đây, hai người cũng nghỉ sớm đi. Nói xong, cô bé đi thẳng vào phòng ngủ không quay đầu. Dáng vẻ vội vàng của cô bé khiến Hoác Khải bật cười. Mà cố phi dương đỏ bừng cả mặt, Nói con bé này có chút ngáo ngơ, đừng quan tâm đến nó. Sao, em không muốn đi ngủ à? Hoắc Khải như có như không cười hỏi. Cố Phi Dương bị anh hỏi thế thì mặt càng đỏ hơn, xấu hổ nói còn, còn chưa tắm. Anh giúp em, Hoắc Khải nói xong ôm eo cô ta bế lên. Cố Phi Dương nhỏ giọng hô lên, lại vô thức bịt chặt miệng, sợ Nhạc Văn Văn nghe thấy. Nhà vệ cách âm không tốt lắm nhỉ, Hoắc Khải bỗng nhiên nói. Cố Phi Dương sững sờ, sau đó hiểu ý của anh, không nén nổi mặt đỏ tim đập dồn dập, để cả tai và trán cũng đỏ hết lên, tại sao bây giờ anh lại xấu vậy? Hoắc Khải cười lớn, ôm cô ta vào phòng tắm, rất nhanh sau đó, bên trong vang lên tiếng nước rào rào. Một đêm trôi qua, buổi sáng sớm khi mặt trời đã lên cao, Hoắc Khải mở mắt nhìn thấy Cố Phi Dương đang yên lặng nhìn anh, có chút xuất thần. Hoắc Khải sát lại bên bờ môi hồng của cô ta hôn lên nói, "Chào buổi sáng." Cố Phi Dương bị dọa sợ, sau khi hoàn hồn thì lại đỏ mặt. Cho dù hai người đã có quan hệ mật thiết nhất từ lâu, nhưng Cố Phi Dương vẫn thường đỏ mặt, da mặt cô ta rất mỏng. Nhưng lần này, cùng với khuôn mặt đỏ bừng đó thì nét hạnh phúc cũng tràn đầy trên khuôn mặt Cố Phi Dương. Thời khắc cô ta mong chờ đã đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Cô ta như một người vợ thực thụ, giúp Hoắc Khải thay quần áo, vuốt phẳng những nếp nhăn Hai người âu yếm nhau một hồi rồi ra khỏi phòng ngủ. Nhạc Văn Văn đã dậy đánh răng, nhìn thấy hai người đi ra, cười hi hi con chào bố mẹ. Chào buổi sáng, Hoắc Khải đi tới xoa đầu cô bé. Không biết có phải vì chơi thân với Đường Đường hay không mà luôn cảm thấy tính cách của cô bé ngày càng giống Đường Đường. Có lẽ là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, Đường Đường tính cách hoạt bát, lém lỉnh, từ nhỏ đến lớn rất lanh lợi. Nhạc Văn Văn ngày nào cũng chơi với cô bé có lẽ đã bị lây tính cách đó rồi nếu không có lẽ sẽ thật sự trở thành thục nữ như cố phi dương mong đợi sau khi ăn xong bữa sáng hoác khải lái xe đưa nhạc văn văn đi học cố phi dương không đi cùng vì không muốn để người khác nhìn thấy sẽ nghi ngờ dáng vẻ cẩn thận của cô ta ít nhiều cũng khiến hoác khải cảm thấy đau lòng trong lòng anh còn nghĩ có lẽ đợi đến cơ hội thích hợp thì nên chủ động công bố quan hệ với cố phi dương còn người khác nhìn anh thế nào Hoác Khải cũng chẳng buồn quan tâm. Giống như anh đã nói, đời người ngắn ngủi, chỉ cần sống vui vẻ thì người khác không quản được, cũng không có tư cách gì quản. Mà cái gọi là ảnh hưởng đến công ty thì anh lại càng cảm thấy không vấn đề gì. Sự thành công hiện tại của hy vọng mới đã có nền tảng rất vững chắc, kiên cố, đồng thời lại có hai công nghệ đi trước thời đại không thể thay thế. Kiểu công nghệ này không thể một ngày là bị người khác vượt qua. Công ty phát triển ngày một rực rỡ, không thể vì một người mà xảy ra phiền phức. Nhưng trước khi chính thức công bố, Hoắc Khải cũng phải hỏi qua ý kiến của Ninh Thần. Trong mắt anh, cách nhìn của một tỷ người cũng không quan trọng bằng suy nghĩ của Ninh Thần. Nếu Ninh Thần không đồng ý, thì anh cũng đành thôi, không cưỡng ép. Trong chuyện này, Ninh Thần đã nhượng bộ đủ rồi, Hoắc Khải không thể khiến cô thêm đau lòng. Sau khi đưa nhạc văn văn đến trường, Hoắc Khải lại đến bệnh viện. Giản Tư Tư và Đường Trọng Vi cũng đang trong bệnh viện, khi Hoắc Khải đi vào phòng bệnh thì đúng lúc nhìn thấy ba người đẹp đang nói cười bên trong. Không thể nghi ngờ, cảnh tượng này vô cùng đẹp mắt, khiến người đi nhiều biết rộng như Hoắc Khải cũng không thể không thừa nhận, ba cô gái mỗi người một vẻ ngồi lại với nhau thực sự tuyệt vời. Nếu thêm Cố Phi Dương thì chắc chắn sẽ càng đẹp hơn. Chương 613: Cảnh giác. Vừa thấy Hoắc Khải tới, ba người cũng ngừng cười, Giản Tư Tư chào hỏi đầu tiên. Ông chủ, chào buổi sáng." Nhìn vẻ mặt đầy tinh thần của Giản Tư Tư, Hoắc Khải cười nói, "Hôm nay có vẻ rất vui nhỉ." "Đương nhiên rồi, tổng giám đốc Ninh sắp sinh rồi, tôi thấy rất vui. Hơn nữa, anh cũng đã quay lại, công ty phát triển tốt như vậy mà còn không cười thì bình thường tôi phải khóc hết nước mắt à." Giản Tư Tư nói. Hoắc Khải bật cười, cô bé Giản Tư Tư này lúc vừa vào công ty vô cùng thành thật. Bình thường ngoài công việc Cô ấy rất ít giao lưu với mọi người chứ đừng nói là trêu đùa. Nhưng bây giờ, địa vị càng tăng lên, tầm nhìn càng rộng mở thì cô ấy lại ngày càng tự tin hơn. Ít nhất khi trò chuyện cùng người khác cũng sẽ không lép vế. Bây giờ, ở bên ngoài, rất nhiều người trong công ty khâm phục giản tư tư, phong cho cô ấy và Ninh Thần thành Đông Thái hậu và Tây Thái hậu, còn Hoắc Khải thì đương nhiên là Ngọc Hoàng Đại Đế trấn giữ Thiên Đình. Tuy trong truyền thuyết thần thoại Đông Thái Hậu và Tây Thái Hậu không phải mang ý thê thiếp, nhưng xã hội hiện đại rất dễ khiến người khác liên tưởng đến chuyện này. Hoắc Khải rời đi như vậy, đến giờ không những trở về mà còn mang lại một tin tức lớn tốt đẹp như thế khiến sự ngưỡng mộ của giản tư tư đối với anh cũng đã tới đỉnh chóp. Trong mắt cô ấy, trên đời này không có bất kỳ người đàn ông nào có thể so sánh với Hoắc Khải, cho dù bố của cô ấy cũng không được. Tất nhiên rồi, không chỉ giản tư tư mà trên dưới công ty ai mà không khâm phục Hoắc Khải thậm chí, cả thế giới cũng phải giơ ngón cái lên với anh. Theo hãng truyền thông có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nước, khi xếp hạng danh sách năm trong các ngành nghề thì Hoác Khải đã chiếm ưu thế tuyệt đối, đạt được danh hiệu doanh nhân tiêu biểu nhất của năm. Hy vọng mới không chỉ là niềm tự hào trong lòng những nhân viên trong công ty, mà thật sự trong lòng nhiều người, nó cũng là niềm tự hào của cả nước. Bởi vì đây là lần đầu tiên, doanh nghiệp trong nước đạt thứ hạng số một thế giới trong lĩnh vực khoa học và y tế phải chú ý một điều là, số một thế giới chứ không phải dẫn đầu thế giới. Hai từ này nghe có vẻ gần giống nhau nhưng thực ra khác biệt rất lớn. Số một là danh hiệu không thể cạnh tranh, không ai có thể so với anh. Mà dẫn đầu thế giới thì đại biểu cho việc bất cứ lúc nào cũng bị người khác vượt qua. Bên cạnh anh, có thể có vô số đối thủ cạnh tranh đang chạy đua cùng một đường. Mà, công nghệ VR và công nghệ tái sinh của hy vọng mới đều là những công nghệ đi trước thời đại trên phạm vi toàn thế giới theo tính toán của các học giả, ít nhất nó cũng đi trước toàn thế giới từ 15 đến 20 năm. Nói cách khác, ngay cả khi hy vọng mới có đối thủ cạnh tranh thì cũng ít nhất phải mất 15 năm mới có thể đuổi kịp trình độ hiện tại. Nhưng mà trong 15 năm đó, hy vọng mới đã phát triển đến mức độ nào thì không ai dám nói trước. Khi gốc rễ của hy vọng mới bị người khác làm cho lung lay, thì tốc độ phát triển như trong chuyện thần thoại này khiến mọi người đều phải kinh hãi. Dùng thời gian 3 năm, từ một cửa hàng tao bao nhỏ, phát triển thành doanh nghiệp có tiềm năng vượt quá chục ngàn tỷ đã không thể dùng hai chữ kỳ tích đơn giản như thế để mô tả. Anh Lý, đường trọng vi cũng đi tới chủ động chào hỏi. Hoác Khải cũng gật đầu với cô ấy, hỏi ở khách sạn nghỉ ngơi thế nào? Có quen không? Tốt lắm. Điều kiện rất ổn, đường trọng vi trả lời nói. Cô đã nói với bố cho người đến bảo vệ cô chưa, Hoắc Khải hỏi. Đường trọng vi gật đầu, nói tôi đã nói rồi, Khoảng chiều nay sẽ tới. Nhưng tôi cảm thấy chuyện này có vẻ như lấy dao mổ voi giết gà rồi. Tôi là một người trưởng thành, cũng không phải ở khách sạn nhỏ ai cũng có thể ra vào, như bình thường chắc không gặp phải phiền phức gì đâu. Cẩn thận không thừa đâu, dù sao cô cũng là viên ngọc quý của quốc tế Đường thị, thân phận như vậy rất dễ bị người khác nhòm ngó. Tuy rằng xã hội này đã ổn định hơn rất nhiều, không giống trước đây có nhiều kẻ phá nhà cướp của, nhưng cũng khó tránh những kẻ tội phạm ác độc điên cuồng chó cùng rứt rậu, khoác khải nói. Đường trọng vi không phản bác, cô ấy cũng biết thân phận của mình rất dễ bị kẻ khác nhớ nhung. Lúc nhỏ cô đã từng gặp, nhưng đường quốc diệu bảo vệ cô ấy quá tốt nên kẻ đó cũng không đạt được mục đích mà thôi. Từ đó về sau, bên người đường trọng vi lúc nào cũng có vệ sĩ bảo vệ 24 giờ, cho dù cô không hài lòng cũng vậy. Mãi cho đến khi đường trọng vi trưởng thành, có ý thức độc lập thì thỉnh thoảng sẽ lén lút cắt đuôi vệ sĩ, tự chạy ra ngoài chơi bởi vì hành động này mà không biết cô ấy đã bị đường quốc diệu trách mắng bao nhiêu lần nhưng đường trọng vi vẫn luôn không quan tâm cảm thấy bố lo lắng thái quá nghĩ nhiều rồi hơn nữa phần lớn thời gian cô đều tới nhà họ hoắc sự bảo vệ của nhà họ hoắc đối với hoắc khải còn nghiêm ngặt hơn nhiều so với mình sao có thể xảy ra chuyện gì chứ lâu dần đường quốc diệu cũng dần dần thả lỏng cảnh giác mà hiện tại vì chuyện ở nước ngoài mà hoắc khải bắt buộc phải cẩn trọng trong tất cả mọi việc chỉ cần là những người ở bên cạnh mình thì đều phải bảo vệ nghiêm ngặt, không để xảy ra vấn đề gì. Nhưng phần lớn đội viên của tiểu đội tinh anh đã lưu lại nước ngoài để bảo vệ nhóm phát triển công nghệ tái sinh, còn 5 người phụ trách an toàn của Ninh Thần và Đường Đường, Ninh Quốc Năng và Ninh Ngọc Lâm. Bên phía của Phi Dương chỉ có thể giao cho những người trong họ của Đường Thế Minh. Lực lượng bảo vệ bên cạnh đã sắp xếp đâu vào đấy, thật sự không thể cử người nhận nhiệm vụ khác. Điều này khiến Hoác Khải không khỏi suy nghĩ, có lẽ nên phát triển tiểu đội tinh anh trở nên lớn mạnh hơn. Trước đây chỉ có một nhóm người, không nghĩ tới tăng thêm đội viên vì người cần bảo vệ không nhiều. Nhưng bây giờ, anh đã có người nhà, người thân và rất nhiều bạn bè cần bảo vệ. Chỉ dựa vào vài người này đã không đủ dùng nữa. Từng giờ trôi qua, những suy nghĩ trước đây cũng đã đến lúc thay đổi. Sau khi nói với Đường Trọng Vi mấy câu, Hoắc Khải đi tới bên giường bệnh, cúi đầu hôn lên trán Ninh Thần. Hành động thân mật này khiến Giản Tư Tư ngồi bên cạnh phải trầm trồ, nhưng chỉ là trầm trồ trên miệng thôi còn trong lòng thì ít nhiều vẫn có sự đố kỵ và thất vọng không hiểu nổi. Còn Đường Trọng Vi thì hơi cúi đầu, bộ dạng thất vọng thể hiện rõ hơn cả Giản Tư Tư. Mà khuôn mặt của Ninh Thần lại nhuộm màu hồng. Cho dù hai người đã kết hôn hơn 10 năm nhưng thân mật như thế với chồng ở chỗ đông người vẫn khiến Ninh Thần có chút ngại ngùng. Em cảm thấy thế nào? Đã làm kiểm tra chưa? Bác sĩ nói thế nào? Hoắc Khải hỏi một loạt các câu hỏi. Sự quan tâm của anh rõ ràng như thế khiến Ninh Thần cảm động, trong lòng đầy ngọt ngào. Tối hôm qua cô còn nghĩ, tối nay Hoắc Khải có qua đêm ở chỗ Cố Phi Dương hay không? Vấn đề này khiến cô có chút khó chịu, mà bây giờ sự quan tâm của Hoắc Khải đã làm tiêu tan tâm trạng không vui nhạt nhòa trong lòng cô. Bây giờ, Ninh Thần đã nghĩ thông suốt rồi, người đàn ông ưu tú như chồng mình, có thêm vài người phụ nữ bên cạnh cũng rất bình thường. Giống như một bông hoa đẹp, luôn thu hút nhiều người đến thưởng thức, thậm chí hy vọng sẽ sở hữu nó. Nhưng chỉ cần chồng cô vĩnh viễn bên cạnh cô, không ngừng yêu thương cô thì có gì mà không chấp nhận được chứ? Huống hồ, Cố Phi Dương là người phụ nữ đáng được đồng tình. Cô ta vì Hoắc Khải mà không cần đến cái mạng mình. Người phụ nữ si tình như thế khiến Ninh Thần cũng không nỡ lòng nào từ chối. Không phải kiểm tra gì nữa, bác sĩ nói bây giờ em chỉ cần đợi đến lúc nào cơ thể có phản ứng rồi nói. Trừ khi qua thời gian dự sinh nhiều ngày mới phải tiêm thuốc kích đẻ thôi. À, lát nữa em phải đi nghe tim thai, anh có muốn đi cùng không? Ninh thần hỏi. Được, Hoác Khải đương nhiên không thể từ chối yêu cầu nhỏ này. Thấy anh đồng ý, nụ cười trên khuôn mặt ninh thần càng rực rỡ hơn. Cô quay sang nói với giản tư tư, chuyện ở công ty, gần đây phải nhờ đến em rồi. Nếu không phải chuyện lớn thì em tự giải quyết là được nếu không thể quyết định thì tới đây tìm chị. Gọi điện thoại cho tôi là được, Hoắc Khải bỗng chen vào nói. Ninh thần bật cười, rõ ràng là rất vui vẻ. Giản tư tư bĩu môi nói, tuy hai người là cấp trên của tôi, nhưng cứ tình cảm như thế thì không tốt lắm, sẽ khiến người khác vừa ngưỡng mộ, vừa đố kỵ. Ngưỡng mộ, đố kỵ thì em sớm tìm bạn trai đi. Trước đây nói công ty đang trong thời kỳ phát triển quan trọng, không có thời gian tìm. Sau đó công ty gặp phải khủng hoảng, thì lại hết lòng nghĩ tới công việc. Hiện giờ, công ty đã phát triển hơn rồi, khủng hoảng đã được giải quyết, vẫn nên dành thời gian tìm bạn trai đi, Ninh Thần cười nói. Chương 614, sự nghiệp tương lai. Em không cần đâu, Giản Tư Tư liếc nhìn Hoắc Khải, nửa đùa nửa thật nói, thật ra cũng không phải em không muốn tìm. Chuyện này chủ yếu phải trách ông chủ. Trách tôi? Hoắc Khải khó hiểu. Đương nhiên là trách anh rồi, Giản Tư Tư thẳng thắn nói ai bảo là anh ưu tú như thế, khiến tôi nâng cao tiêu chuẩn chọn bạn trai lên, đến giờ chỉ còn vài người lọt vào mắt xanh, thì sao tìm được? Tôi không biết, dù sao sau này tôi không tìm được ai thì ông chủ và tổng giám đốc ninh phải chịu trách nhiệm với tôi. Con bé này, bọn chị làm thế nào để chịu trách nhiệm với em, ninh thần bật cười nói. Đương nhiên là, giản tư tư mới nói được một nửa thì không nói tiếp nữa, mà sắc mặt cũng dần đỏ bừng. Ninh thần sướng sờ, mơ hồ cảm thấy điều gì đó cô ho một tiếng quay sang nói với đường trọng vi trọng vi lần trước em nói quốc tế đường thị muốn hợp tác với trụ sở nước ngoài của hy vọng mới chuyện này chủ yếu do anh phong phụ trách nếu không em nói chuyện với anh ấy đi đường trọng vi đang muốn có cơ hội nói chuyện riêng như thế vội vàng gật đầu nói được em sẽ bàn bạc với anh lý tổng giám đốc ninh em về công ty trước nhé cuộc bao vây và tấn công nhà họ hóc vẫn chưa lắng xuống Nghe nói phía nhà họ Hoắc phản kháng rất mãnh liệt. Em vừa nhận mấy cuộc điện thoại nên phải trở về xem tình hình thế nào, giản tư tư nói. Lời nói này của cô ấy chỉ là muốn kiếm cớ rời đi, sự phản kháng của nhà họ Hoắc kịch liệt đến mức nào cũng không có tác dụng gì nữa. Bây giờ, cả thế giới đều ủng hộ hy vọng mới. Đối đầu với Hoắc Khải chỉ như ném đá xuống giếng mà thôi. Nếu nể mặt thì tìm lý do hợp lý để tạm thời ngừng hợp tác. Còn những công ty coi lợi ích là trên hết thì dứt khoát hợp tác với công ty của hệ thống hy vọng mới, tiến hành bao vây và đàn áp nhà họ Hoắc. Bây giờ nhà họ Hoắc giống như con sư tử già không có nhanh vuốt, mình đầy thương thích bị bao vây tấn công, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Đến lúc nào không còn giữ nổi hơi thở này nữa thì nhà họ Hoắc sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, toàn bộ nhà họ Hoắc sẽ bị phân chia, từ nay về sau sẽ không còn dòng họ này nữa. Lúc này Hoắc Khải chợt kêu giản tư tư lại, nói chuyện nhà họ Hoắc, trước tiên không cần gấp gáp, đợi tôi đến nhà họ Hoắc một chuyến rồi nói. Anh muốn đến nhà họ Hoắc, đến đó làm gì, giản tư tư không hiểu hỏi. Theo cô thấy, nhà họ Hoắc đã sắp đi vào đường chết rồi, vốn dĩ chẳng còn gì để nói. Chỉ đợi đến khi tấn công trên tất cả các phương diện thì có thể nhận nhiều lợi ích. Bất kể hiện tại giá trị của hy vọng mới đã hơn 10.000 tỷ, bán cổ phiếu đều bán 1-200 tỷ tiền mặt, nhưng nếu có thể nuốt được nhà họ hoắc thì nền tảng kinh doanh của hy vọng mới cũng sẽ vững chắc hơn rất nhiều. Người khác đều biết chuyện này thì đương nhiên hoắc Khải cũng biết. Nhà họ hoắc là do anh một tay dẫn dắt trưởng thành đến ngày hôm nay, không ai hiểu rõ hơn hoắc Khải rốt cuộc dòng họ này có sức mạnh lớn thế nào. Nếu nuốt sạch nhà họ hoắc thì sức mạnh của hy vọng mới sẽ thật sự dồi dào, không cần sợ hãi trước bất kỳ thách thức nào nữa. Mà sau khi nuốt xong nhà họ hoắc, thì mục tiêu tiếp theo của Hoắc Khải chính là nắm giữ phần lớn những doanh nghiệp đã lên sàn đứng đầu toàn quốc thuộc thế lực ngầm. Chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc thì Hoắc Khải với yên tâm. Đến lúc đó, ít nhất là ở trong nước hy vọng mới sẽ không có đối thủ. Nhưng trước lúc đó thì việc đầu tiên phải làm là xử lý nhà họ Hoắc. Thật ra, nếu Hoắc Khải muốn đến thương lượng với nhà họ Hoắc, thì tùy ý cử một người đại biểu là được, hoàn toàn không cần đích thân tới đó. Theo cách nghĩ của Giản Tư Tư, người nhà họ Hoắc hận họ thấu xương. Nếu Hoắc Khải đích thân đi có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Tục ngữ đã có câu, con thỏ điên lên cũng cắn người, huống hồ là nhà họ Hoắc nổi đình nổi đám. Người của dòng họ này, hung hăng có tiếng, làm việc với thái độ ngang ngược không nói lý. Anh đắc tội họ thì họ sẽ cho anh biết hậu quả bằng mọi giá. Bây giờ, hy vọng mới và nhà họ Hoắc như nước với lửa để nhà họ hoắc biết ông chủ của hy vọng mới muốn đến có lẽ là sẽ chuẩn bị trước đầy đủ gậy gộc dù sao chúng tôi chết hay không cũng không thành vấn đề nhưng phải giết anh trước nhưng hoắc khải lại không nghĩ vậy tuy bây giờ anh mang thân phận là lý phong xem ra không có chút quan hệ nào với nhà họ hoắc nhưng đến cuối cùng hoắc khải vẫn luôn cho rằng mình là người nhà họ hoắc cho nên cho dù thôn tính nhà họ hoắc thì anh cũng muốn quay lại dòng họ nơi mình sinh ra và lớn lên nhìn một chút thấy Hoắc Khải đã quyết định như vậy, xuất phát từ sự ngưỡng mộ trong lòng, sau khi giản tư tư bày tỏ sự lo lắng thì cũng làm theo chỉ đạo của anh. Đợi cô ấy rời đi, Ninh Thần cũng có chút bối rối và lo lắng hỏi, anh thật sự muốn tới nhà họ Hoắc sao? Em cảm thấy như thế không thích hợp lắm, nhớ họ thật sự tức tối bắt cóc anh thì làm thế nào? Bắt cóc anh không có lợi gì đối với nhà họ Hoắc, cũng không thay đổi được tình hình hiện tại. Cho nên, họ sẽ không ngu ngốc như vậy, Hoắc Khải lắc đầu nói người nhà họ hoắc hung hăng, vô lý nhưng không có nghĩa là không có não. Thế cục đã nghiêng về một bên, có lẽ trong lòng rất nhiều người nhà họ hoắc cũng đang mong chờ hy vọng mới tới chủ động đàm phán. Chỉ cần như thế thì họ mới có thể lại nắm chút quyền chủ động. Còn việc động chân động tay với hoắc khải thì có lẽ trong nước không có mấy người có cái gan này. kể cả thế lực ngầm hiện tại cũng đã bị thu lại, không dám tùy tiện hành động nữa họ dám thuê người hành hung ở nước ngoài là vì có sự khác biệt nhưng ở trong nước có rất nhiều chuyện không thể làm được nếu làm tức là đã vi phạm giới hạn mà hậu quả của việc vượt quá giới hạn thì không ai có thể chịu được trừ khi họ không còn muốn sống trong nước nhưng em vẫn lo lắng nếu không anh bảo người khác đi trong công ty có mấy người có kỹ năng đàm phán rất tốt đấy ninh thần nói hoạt động kinh doanh lớn nhất của hy vọng mới trong tương lai có lẽ không phải là phát triển va cũng không phải là phát triển công nghệ tái sinh, mà không ngừng chi tiền để mua bán và sát nhập các công ty khác nhau. Bởi vì họ không thiếu tiền, mỗi ngày đều có rất nhiều người cầm tiến tới mua cổ phiếu, thậm chí còn có những người dân bình thường mua một, hai cổ phiếu như một thú vui. Đó gần như trở thành điểm nóng mà toàn xã hội đều vui vẻ tham gia, nói cách khác, mua cổ phiếu của hy vọng mới đã trở thành trào lưu mới. Có nhiều tiền như thế, còn có vô số công ty chủ động tặng thiết bị, nhân viên kỹ thuật, hy vọng có thể hợp tác với hy vọng mới. Trong bối cảnh đó, dòng tiền của hy vọng mới vô cùng dồi dào. Đối với người bình thường mà nói, có tiền tiết kiệm là một loại tự tin, nhưng đối với hy vọng mới, giữ tiền trong ngân hàng là một thất bại. Muốn để tiền đẻ thêm tiền thì trước tiên phải tiêu nó ra ngoài, sau đó lại thu lại. Mà cách làm có hiệu quả nhất thì hy vọng mới đã tìm được rồi. Đó chính là thu mua những công ty nhỏ có tiềm năng những công ty nhỏ ở trong hệ thống lúc trước đều đã được thu mua, công ty tầm trung cũng đã mua được vài công ty. Trước mắt những công ty này đều đang tích cực phối hợp chuyển đổi, tương lai sẽ lấy danh nghĩa chi nhánh của hy vọng mới để xây dựng lại. Đến lúc đó, số lượng chi nhánh của hy vọng mới cũng sẽ lên tới hàng chục công ty. Nhưng các công ty lấy tên hiệu theo 60 hoa giáp của thiên can địa chi như giáp tử thì cũng không có nhiều, ít nhất là không phải tất cả các công ty đều có thể dùng tên này. Nếu tiềm lực của anh không đủ, hoặc ngành nghề không phù hợp với xu thế phát triển trong tương lai thì chỉ có thể là một chi nhánh bình thường. Trong hệ thống của Hy vọng mới, cho dù là chi nhánh cũng bắt đầu phân ra mấy tầng rồi. Do đó, Ninh Thần đã tính toán trước mà thành lập một bộ phận mới, chuyên phụ trách đàm phán kinh doanh. Đương nhiên, không phải họ chỉ đi đàm phán, mà còn phải phụ trách cả việc điều tra trước khi thu mua. Có thể thu mua không, dự tính lợi ích sau thu mua dự đoán mạo hiểm vân vân đều phải tiến hành phân tích cụ thể. Sau đó sẽ đưa ra lợi ích tổng hợp cuối cùng. Nói một cách đơn giản, một năm thu mua một công ty có thể đổi lấy 100 triệu lợi nhuận. Bộ phận này có thể thu được tổng lương là 10 triệu. Sau đó dựa vào nhiệm vụ và phân công công việc để chia lương. Nhưng nếu các anh thu mua 10 công ty mà lợi nhuận âm thì xin lỗi, anh không có một xu nào mà còn bị trừ tiền. Nếu anh không có tiền để trừ, vậy thì trong tài khoản sẽ luôn xuất hiện một khoản tiền âm, đến khi nào lương của anh đã trừ hết phần âm này thì đến lúc đó bắt đầu lĩnh lương. Kiếm cho công ty được nhiều tiền thì anh cũng có nhiều lương. Không kiếm được thì chứng tỏ anh không có tư cách cầm tiền của công ty. Hoác Khải không đồng ý với ý kiến của Ninh Thần, anh đến nhà họ Hoác coi như là về thăm nhà, không phải là để đi đàm phán. Ít nhất đó cũng không phải là nguyên nhân duy nhất. Chương 615, 40 tỷ dù kỹ năng đàm phán có cao đến đâu cũng không thể giúp được gì cho anh trên phương diện này. Đừng nói chuyện này nữa, em cứ yên tâm trước đã, không phải em nói một chút nữa phải đi siêu âm thai nhi hay sao? Anh tình cờ gặp Đường Trọng Vi, đang nói chuyện với nhau về chi nhánh ở nước ngoài, hoắc khải nói. Anh rõ ràng là đang muốn chuyển chủ đề, Ninh Thần biết rằng chồng của mình không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, vì vậy cô cũng không định nói thêm. Trong lòng cô biết chắc chồng mình đang có tính toán khác còn tính toán chuyện gì thì anh không nói, mà cô cũng không cần hỏi. Dù sao thì đợi đến thời điểm thích hợp Hoác Khải nhất định sẽ nói cho cô biết. Sau đó, Hoác Khải và Đường Trọng Vi ngồi xuống cùng nhau. Bố của tôi, ngay khi định bắt đầu nói thì Đường Trọng Vi đã bị Hoác Khải ngắt lời. Mỉm cười đưa một ly trà cho Đường Trọng Vi, Hoác Khải nói, đừng lo lắng về công việc của công ty, tôi có thể hiểu được dụng ý của quốc tế đường thị. Nhân tiện, Giai Minh hiện đang ở nước ngoài và có một chút vấn đề về thể chất, nhưng vấn đề đó cũng không nghiêm trọng lắm. Nếu cô muốn gặp cậu ấy thì tôi có thể sắp xếp. Cậu ấy vẫn ổn, vậy thì tốt rồi, cậu ấy đúng là có mệnh lớn. Trong công nghệ tái sinh của công ty Anh thì ca phẫu thuật thay đầu đầu tiên đã sử dụng cơ thể của Hoác Giai Minh phải không? Đường Trọng Vi hỏi, lúc đó anh không sợ sao? Nếu chuyện không thành, cậu ấy có thể sẽ chết. Đến lúc đó, chú Hoác có khả năng sẽ kiện anh tội giết người. Đường Trọng Vi đã nói đúng, nếu Hoắc Gia Minh thực sự chết trên bàn phẫu thuật thì việc nhà họ Hoắc khởi kiện Hoắc Khải về tội giết người là điều hoàn toàn hợp lý. Nhưng trên thế giới này không có nhiều chữ, nếu như vậy, khi làm điều đó, Hoắc Khải đã không hề nghĩ đến thành công hay thất bại. Tất cả những gì anh nghĩ là phải cứu Hoắc Gia Minh, không hơn không kém. Còn những thứ khác, Hoắc Khải không hề cân nhắc đến. Nói anh tự tin cũng được, mà nói anh mù quáng cũng được, tóm lại kết quả cuối cùng anh cũng đã thắng hoắc giai minh vẫn còn sống nên nhà họ hoắc cũng không có cách nào quy trách nhiệm và gây ảnh hưởng gì lớn đối với hoắc khải trong vấn đề này nếu không thì hoắc trạch minh đã sớm làm điều đó rồi ngôn tình sủng hiện tại cho dù ông ta kiện hoắc khải tội bắt cóc thì xem chừng cũng không có khả năng thắng kiện vì sức ảnh hưởng của công ty hy vọng mới bây giờ quá lớn đã lớn đến mức có thể ảnh hưởng đến tương lai của cả nhân loại một công ty như vậy cho dù nó được đặt ở đâu trên bất kỳ quốc gia nào thì cũng đều là một kho báu tuyệt đối. Nâng niu bảo vệ còn chưa kịp, làm sao có thể giúp người khác đối phó với công ty đó được. Lại nói, nhà họ Hoác Vốn đã có những động thái đầu tiên chống lại hy vọng mới bằng chiến tranh thương mại. Nhà họ Hoác đã lôi kéo rất nhiều người để bao vây và đàn áp công ty hy vọng mới, rõ ràng là họ đã vi phạm vào luật cạnh tranh ác ý. Ít nhất thì cậu ấy vẫn còn sống, không phải sao, Hoác Khải cười nói, theo tôi, chỉ cần người còn sống thì những chuyện khác không phải là vấn đề. Được rồi, Đường Trọng Vi gật đầu, nhấp một ngụm trà, sau đó hỏi, "Đợi qua một thời gian nữa tôi sẽ đến thăm Giai Minh." Mặc dù tôi không còn liên quan gì đến nhà họ hó Hóc nữa, nhưng quan hệ cá nhân của cậu ấy với tôi vẫn rất tốt. Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên khi anh có thể giúp cậu ấy một cách dứt khoát như vậy. Những người bình thường thì khó có thể mạo hiểm làm ra loại chuyện có thể gây mất lòng nhà họ hó Hóc. Vậy ý của cô là Tôi không phải người bình thường sao?" Hoắc Khải hỏi. "Cũng không phải ý đó, chỉ là," Đường Trọng Vi cân nhắc lời nói, sau đó nói với một giọng điệu có chút kỳ quái, "Tôi nghĩ quan hệ giữa anh và nhà họ Hoắc có vẻ không bình thường." Gia Minh nói rằng anh đã từng là một chàng trai nhà nghèo, mọt sách, không có lai lịch gì lớn. Vậy mà hóa ra anh lại có mối quan hệ huyết thống với nhà họ Lý ở Tây Bắc. "Vậy anh đã quen biết người nhà họ Hoắc từ lâu rồi à?" Đều bị cô đoán ra hết rồi tôi không chỉ quen biết người của nhà họ Hoắc, mà tôi còn là người của nhà họ Hoắc cơ, Hoắc Khải nói. Ồ, anh là người nhà họ Hoắc sao? Bố hay mẹ của anh là người nhà họ Hoắc vậy? Tôi chưa từng nghe ai nói đến điều đó cả, đường trọng vi tỏ ra hứng thú nói. Hoắc Khải cười nói, chuyện này tôi sẽ không nói, cô cứ từ từ đoán đi. Hoặc là khi nhìn thấy Giai Minh thì cô có thể hỏi lại cậu ấy, có thể cậu ấy sẽ tiết lộ cho cô biết một chút bí mật phải tiết lộ danh tính của mình cho đường trọng vi biết bằng cách nào điều này luôn khiến cho hoác khải cảm thấy khó nghĩ nếu cứ phải che giấu mãi thế này thì anh luôn cảm thấy có gì đó thật nuối tiếc anh là người nhà họ hoác cho dù máu của nhà họ hoác bây giờ không chảy trên người anh thì linh hồn của anh vẫn luôn như cũ mà thôi danh tính của anh nhất định sẽ được tiết lộ vào một ngày không xa nhưng hoác khải không muốn trực tiếp nói ra sự thật nếu đường trọng vi có cơ hội biết thì điều đó chỉ có thể được nói với cô ấy bởi những người khác. Hoác Khải hoàn toàn không chắc chắn liệu Hoác Giai Minh có nói với Đường Trọng Vi về điều này hay không, vì vậy anh muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Cả hai tiếp tục nói chuyện phiếm về cuộc sống hàng ngày của họ, rồi sau đó lại nói sang chuyện của công ty. Dụng ý của quốc tế đường thị rất đơn giản, họ muốn đầu tư 50 tỷ vào trụ sở chính ở nước ngoài, hy vọng có được quyền kiểm soát. Tất nhiên, đây chỉ là mơ tưởng của quốc tế đường thị, cũng có thể nói đó là kế hoạch lạc quan nhất của họ. Họ nghĩ vì cô chủ đường trọng vi có mối quan hệ cá nhân rất tốt với ông chủ lớn của hy vọng mới, nên có lẽ cô ấy thực sự có thể thúc đẩy được chuyện này chăng? Tuy nhiên, Hoác Khải sẽ không đi ngược lại lợi ích của công ty chỉ vì các mối quan hệ cá nhân. Hy vọng mới càng lớn mạnh thì trách nhiệm càng nặng nề, trong tương lai còn có thể phải chịu trách nhiệm về vận mệnh của cả nhân loại, làm sao có thể tùy tiện giao quyền điều khiển cho người khác, dù chỉ là một phần nhỏ cũng không được. Vì vậy, Hoác Khải đã nói rất rõ ràng. Nếu quốc tế đường thị muốn đầu tư vào trụ sở chính ở nước ngoài thì chỉ cần mua cổ phiếu, Hoác Khải cũng có thể đồng ý hợp tác kinh doanh. Nhưng quyền kiểm soát của công ty chính là một lần danh đỏ, tuyệt đối không được vượt qua lần danh này nửa bước. Đường trọng vi nghe vậy thì buồn bực hỏi, lẽ nào nể mặt của tôi một chút cũng không được hay sao? Một chân nhỏ trong hội đồng quản trị cũng được. Không được, Hoác Khải kiên quyết lắc đầu. Bất luận là trụ sở của Hy vọng mới ở trong nước hay ở nước ngoài, toàn bộ đều do Hoắc Khải quản lý. Cổ đông trong và ngoài nước chỉ có thể nhận phần cổ tức của mình, còn những chuyện khác thì đừng hòng mơ tưởng đến. Quốc tế Đường thị biết tiềm năng của Hy vọng mới, nên việc họ muốn chia phần trong miếng bánh này là điều hết sức bình thường, Hoắc Khải có thể hiểu nhưng không hề đồng ý với điều đó. Nét mặt Đường Trọng Vi tràn đầy sự bực tức, xem ra cô ấy không được nể mặt một chút nào. Điều này khiến cô ấy tự nghĩ nếu như cô ấy và người đàn ông này là vợ chồng, thì có lẽ công ty đã có cơ hội rồi. Thật đáng tiếc. Nhìn ninh thần đang đưa tay xoa bụng, gương mặt dạng rỡ sáng ngời, đường trọng vi thầm thở dài. Cô ấy đã quen biết anh quá muộn. Nhiệm vụ của đường trọng vi là giành được lợi ích càng nhiều càng tốt cho quốc tế đường thị, nhưng nếu thái độ của Hoác Khải quá kiên quyết, vậy thì chỉ có thể tập trung vào việc hợp tác kinh doanh. Về vấn đề này, Hoắc Khải vẫn tỏ ra rất nể mặt khi hứa sẽ bán 30 tỷ cổ phiếu cho Quốc tế Đường Thị với giá chỉ bằng một nửa giá thị trường. Nếu Quốc tế Đường Thị muốn tăng lượng cổ phiếu nắm giữ trong vòng 6 tháng thì giá sẽ vẫn chỉ bằng một nửa như vậy. Nhưng sau nửa năm thì giá gốc sẽ được khôi phục, thậm chí rất có thể còn bị đội giá lên. Với tiềm năng hiện tại của Hy vọng mới thì dù giá cổ phiếu của họ có cao đến đâu cũng không thành vấn đề. Mọi người đều biết rằng không có cách nào để có thể kiểm soát công ty này có thể mua được một số cổ phiếu là đã là khá tốt rồi. Đổi lại, hy vọng mới sẽ chuyển giao một phần kênh cung cấp nguyên liệu thô ở nước ngoài cho quốc tế đường thị. Suy cho cùng, tầm ảnh hưởng của quốc tế đường thị ở nước ngoài vẫn rất lớn, hơn nữa các kênh cung cấp cũng rất phong phú. Hợp tác với họ cũng có lợi cho sự phát triển của các trụ sở ở nước ngoài. Một lúc sau, các bác sĩ và y tá đến thông báo tới lượt ninh thần tiến hành kiểm tra thai nhi. Với tư cách là một người chồng, Hoắc Khải đương nhiên muốn đồng hành cùng cô. Đường Trọng Vi không đi theo, cô ấy quá ghen tị với Ninh Thần, hơn nữa cô ấy cảm thấy khó chịu khi nhìn hai người này tình cảm với nhau. Vì vậy, cô ấy đã rời khỏi bệnh viện với lý do phải đi báo cáo lại tiến độ của việc hợp tác với công ty. Được Hoắc Khải dìu vào phòng khám, Ninh Thần hỏi Hoắc Khải về kết quả cuộc đàm phán với Quốc Tế Đường Thị. Biết được Hoắc Khải dự định để cho Quốc Tế Đường dùng 40 tỷ mua một phần quyền cung cấp nguyên liệu, Vẻ mặt của Ninh Thần tỏ ra kỳ quái, cô nói: "Anh thật là đòi hỏi quá đáng. Có người cung cấp nguyên liệu chất lượng cao cho anh thì anh lại bắt họ phải bỏ ra 40 tỷ để mua quyền cung cấp, trên thế giới này chắc chỉ có mình anh mới dám làm ăn như vậy." Bởi vì cả anh và những người ở quốc tế đường thị đều không biết thị trường này sẽ lớn như thế nào trong tương lai. Con số 40 tỷ hiện tại trông thì có vẻ rất nhiều, nhưng nó có thể mang lại cho họ cơ hội tham gia vào thị trường lớn nhất trong tương lai tiền mặt trong tài khoản chỉ là một dãy số, nhưng nếu dùng ở nơi thích hợp thì có thể đổi lấy nhiều quyền lợi hơn, tại sao lại không làm chứ, Hoắc Khải cười nói. chương 616, anh ta tới đây làm gì? Nhưng mà, cô đường tốt với anh như vậy, nếu cô ấy trở về báo cáo lại bị mắng thì anh cũng không cảm thấy đau lòng sao, Ninh Thần hỏi với giọng điệu kỳ quái. Hoắc Khải ngẩn người. Sau đó anh nhận ra ánh mắt cũng kỳ quái không kém của vị nữ bác sĩ chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe cho ninh thần, anh không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ liền nói em nói đi đâu vậy không phải đã nói cho em biết rồi sao anh và đường trọng vi chỉ là bạn bè bình thường không phải như em nghĩ đâu hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình anh thật sự là người lòng giả dạ sắt đá ninh thần ngoài mặt mỉm cười nói em sợ một ngày nào đó cô đường cũng sẽ học được cách khóc lóc rồi treo cổ tự tử, tử khi đó thì anh sẽ mềm lòng thôi tuyệt đối không anh thề nếu có như vậy thì anh sẽ bị lời thề của hoác khải còn chưa nói hết thì liền bị ninh thần che miệng lại cô nói nhanh anh thấy cái gì chứ em cũng đâu nói là không tin anh hơn nữa cứ coi như cô đường thật có phát sinh quan hệ gì với anh thì em cũng cảm thấy không có vấn đề không tin thì anh cứ thử đi những lời này khiến hoác khải đau đầu không tin thì cứ thử lời này là có ý gì đây nghe kiểu gì thì cũng nghe ra đây là một lời đe dọa mặc dù ninh thần là người cao cả nhưng con người ai cũng phải có giới hạn Cô có thể chấp nhận Cố Phi Dương là bởi vì sự si mê của Cố Phi Dương đối với Hoắc Khải có thể khiến cho bất kỳ ai cũng phải động lòng. Nhưng Đường Trọng Vi thì khác, cô ấy là cô chủ của quốc tế Đường thị với rất nhiều ưu điểm vốn có, điều này khiến Ninh Thần cảm thấy bị đe dọa. Nếu một cô chủ nhà giàu muốn đấu với cô, thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với Cố Phi Dương. Nhưng Ninh Thần suy nghĩ rất thấu đáo, cô không cố đắm chìm vào chủ đề này lâu hơn nữa trong khi vị nữ bác sĩ ngồi nghe lỏng được câu chuyện thì đang cảm thấy rất hứng thú nữ bác sĩ này biết danh tính của Hoắc Khải và Ninh Thần cặp vợ chồng siêu giàu với khối tài sản hàng ngàn tỷ đồng đang được công chúng bàn tán xôn xao phải nói rằng ông chủ của hy vọng mới thực sự rất trẻ và đẹp trai quan trọng nhất là anh còn quá giàu thực sự ghen tị với cô Ninh này vì đã có thể kết hôn với một người đàn ông xuất sắc như vậy suy nghĩ của vị nữ bác sĩ này chính là suy nghĩ chung của đại đa số phụ nữ trên thế giới tên tuổi và hình ảnh của hoác khải từ lâu đã lan truyền trên khắp thế giới không biết có bao nhiêu cô gái coi anh như người tình trong mộng của mình thậm chí có vô số người đàn ông đã tỏ ra phẫn nộ với hoác khải không chỉ vì bạn gái vợ và thậm chí cả mẹ của họ đều sùng bái hoác khải mà còn bởi vì họ luôn bị mang ra so sánh với hoác khải so sánh cái quài gì chứ cho dù họ có mọc thêm hai cái đầu cũng không thể nào so sánh được. Cùng lúc đó, nhà họ Hoắc đã nhận được lời nhắn từ Giản Tư Tư. Ông chủ của hy vọng mới, Lý Phong muốn tới nhà họ Hoắc sao? Anh ta tới đây làm gì? Người đầu tiên được biết tin này ngay lập tức hỏi với vẻ mặt kinh ngạc. Lúc anh ta báo lại chuyện này cho Hoắc Trạch Minh biết, Hoắc Trạch Minh cũng cảm thấy khó hiểu không kém. Hoắc Trạch Minh của hiện tại đã mất đi dáng vẻ ngông cuồng từ lâu nhà họ hóc mấy ngày nay bị hệ thống liên minh của hy vọng mới quăng quật, ông ta thậm chí còn không có thời gian cạo râu, mỗi ngày mở mắt ra đều vô cùng bận rộn tìm cách đối phó với tất cả mọi vấn đề ập đến. Không phải đại lý trả hàng thì là tin xấu hệ thống phân phối sắp sập, hoặc là ngân hàng lại dục trả nợ, dòng tiền trong công ty lại không còn nhiều. Tin xấu cứ đến dồn dập khiến cho Hoác Trạch Minh có cảm tưởng như nhà họ Hoác đã sắp đến hồi kết thúc vậy. Nhưng thực tế thì nhà họ Hóc vẫn còn có thể chống đỡ được một thời gian nhờ vào nền tảng đã xây dựng được năm xưa. Chỉ có điều, mọi người đều hiểu rằng dù cho có chống đỡ được thêm bao lâu nữa thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ không thay đổi. Nhà họ Hóc đã định sẵn là phải chết, đây là điều hiển nhiên, có điều chưa biết họ sẽ phải chết đứng hay chết nằm mà thôi. Chết đứng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải nghiến răng chịu đựng đến giây phút cuối cùng, cho dù tiêu hết tiền hay lòng người tan dã thì họ cũng phải cố chống đỡ không chịu thừa nhận thất bại. Trong trường hợp này, mặc dù họ chết nhưng cũng sẽ được coi là một cái chết tôn nghiêm. Đương nhiên sẽ chỉ có bọn họ xem đó là cái chết tôn nghiêm, chứ còn người ngoài thì chắc chắn sẽ bảo bọn họ là những kẻ quá ngu ngốc. Còn chết nằm chính là từ bỏ sự chống cự, mong chết càng sớm càng tốt, như vậy sẽ sớm được tự do. Tin tức Hoắc Khải sẽ đích thân tới nhà họ Hoắc khiên cho Hoắc Trạch Minh và các thành viên cấp cao khác đều rất ngạc nhiên anh ta tới đây làm gì, đó là câu hỏi mà tất cả mọi người đều đang suy nghĩ. Một người trong thế hệ trẻ tuổi ngung nghênh, lập tức sắn tay áo nói, nếu như tên đó dám tới đây thì tốt, tôi sẽ giết tên đó trước để hả giận. Tuy nhiên khi vừa nói ra câu này thì người đó đã bị người lớn hơn ngồi bên cạnh đập bộp vào lưng. Cậu điên rồi sao, bây giờ chúng ta gặp chưa đủ phiền phức hay sao, một vị lớn tuổi đóng vai trò cốt cán của nhà họ Hót nói với vẻ mặt phẫn nộ, "Lý Phong đó là người mà cậu có thể khiêu khích à? Cậu mà dám giết tên đó thì toàn bộ nhà họ Hót sẽ phải chôn chung." Mặc dù bây giờ chúng ta và tên đó đang đứng ở hai bên chiến tuyến, nhưng ngoài làm kẻ thù thì vẫn còn có rất nhiều con đường khác để lựa chọn. Nhưng nếu Lý Phong thật sự chết thì chỉ còn có một con đường tệ nhất cho chúng ta mà thôi. Con đường đó chính là ngõ cụt. Những người điều hành cốt cán của nhà họ Hót nói đúng. Chỉ cần nhà họ Hốt không làm lớn chuyện thì họ vẫn còn cơ hội. Nếu không muốn chiến tranh, họ có thể chia nhỏ tài sản và bán cho nhiều công ty khác nhau. Cứ như vậy mà đổi tài sản lấy tiền mặt, nói không chừng còn cho không ít người cơ hội tiếp tục sống một cuộc sống sang trọng suốt nửa đời còn lại. Nhưng nếu bọn họ giết ông chủ lớn của Hy vọng mới thì làm gì còn ai dám mua lại tài sản của nhà họ Hốt nữa? Nếu dám mua thì tức là đang công khai làm kẻ thù của Hy vọng mới ý của những thành viên cốt cán trong nhà họ hoác rất đơn giản, đó chính là bọn họ đều muốn lui về phía sau làm những người giàu có nhàn nhà tản, không muốn phải lo lắng bất cứ điều gì nữa. Vì vậy, những lời nói của thế hệ trẻ trong nhà thực sự khiến cho họ bực mình hết sức. Thế nhưng tên đó đã khiến cho chúng ta thành ra thế này, dù không giết thì cũng nên đánh, nếu không thì thật quá sức chịu đựng. Tôi thấy tên đó muốn tới nhà họ hoác của chúng ta rõ ràng là để khoe khoang, người đàn ông trẻ tuổi vô cùng tức giận nói cho dù tên đó có muốn ở đây phô trương thanh thế thì có đến lượt cậu lên tiếng hay không? Được rồi, ồn ào cái gì? Hoắc Trạch Minh vỗ bàn tức giận nói, đối thủ chưa đến mà trong nhà đã loạn hết cả lên, nếu như truyền ra ngoài còn không khiến cho người ta chê cười đến chết hay sao? Một đám người ngay lập tức không dám tiếp tục lên tiếng, sau một hồi, Hoắc Trạch Minh mới liếc nhìn xuống dưới hỏi, người của Hy vọng mới có nói Lý Phong đó muốn tới đây làm gì hay không? Không có nói, người đàn ông lắc đầu. Một người khác cũng nắm vị trí cốt cán trong nhà họ hoác tiến lên nói, "Chủ tịch, tôi nghĩ rằng lần này cái tên Lý Phong đó tới thì 80% là muốn thương lượng với nhà họ hoác. Hệ thống Hy vọng mới bây giờ đang chiếm ưu thế, nhưng nhà họ hoác chúng ta cũng không dễ khiêu khích. Trong cuộc chiến tranh thương mại đó, mặc dù chúng ta chịu tổn thất nhưng cũng khiến đối phương chịu tổn thất không kém. Hiện tại Hy vọng mới đang nắm giữ hai công nghệ lớn nhưng cho dù là bất khả chiến bại thì bọn họ cũng không thể luôn chỉ dồn sức lực và tài chính cho một loại hình kinh doanh đó. Vì vậy, khả năng họ tới đàm phán là rất lớn, chúng ta nên có sự chuẩn bị trước. Chuẩn bị như thế nào? Định bán cơ nghiệp của gia tộc đi hay sao? Hoắc Trạch Minh trầm giọng hỏi. Gương mặt của người kia đỏ lên, tuy rằng không nói lời nào, nhưng phản ứng của ông ta cho thấy Hoắc Trạch Minh đã đoán đúng ý của ông ta rồi. Hoắc Trạch Minh ngẩng đầu nhìn những người xung quanh đa số đều đang nhìn ông ta chờ đợi. Có điều một số người thì rõ ràng, còn một số người thì vô cùng mờ mịt. Có thể tưởng tượng được, hiện tại hầu hết người nhà họ Họ đều đang hy vọng đối phương tới đây để thương lượng. Chính xác mà nói, họ còn hy vọng rằng đối phương có thể thu mua lại cơ nghiệp của nhà họ hóc. Nếu là một vụ mua lại, thì nhà họ Họ với tư cách là bên được mua vẫn sẽ có thể chiếm được một mức độ chủ động nhất định. Ít nhất thì trong tay họ có nguồn vốn để thương lượng nhưng nếu như cuộc chiến thương mại cứ tiếp tục, thì nhà họ hó hoác thậm chí còn không có cơ hội để nói chuyện với đối phương, vậy bọn họ làm sao có thể chiếm chút quyền chủ động được. Nếu bán đi cơ nghiệp của gia tộc thì cho dù bán được giá bao nhiêu họ cũng có thể lấy được một phần. Nghỉ hưu sớm, sống cuộc sống của người giàu có bình thường cũng chẳng có vấn đề gì đáng ngại. Các thương vụ mua lại của hy vọng mới hiện đang diễn ra vô cùng sôi nổi hầu như hàng ngày người ta đều có thể nghe thấy tin tức nói rằng các công ty đang giải thể và đàm phán về việc được mua lại với hy vọng mới hy vọng mới có nguồn tiền mặt dồi dào do đó không hề keo kiệt trong việc chi tiền để mua lại một công ty nào đó khác nhiều công ty rất có tiềm năng cũng sẵn sàng bán lại cho họ chỉ cần nắm lấy được cơ hội này ngày tháng về sau chẳng phải là đã được đảm bảo vô cùng tốt rồi hay sao ai nói rằng trong kinh doanh phải luôn làm ông chủ của chính mình thì mới đạt được thành công 99% doanh nhân trên thế giới đều không nghĩ như vậy, họ sẵn sàng được mua lại và sẵn sàng sử dụng quyền kiểm soát để đổi lấy việc rút ngắn thời gian phát triển kinh doanh. Bởi vì hầu hết các công ty lớn đi đến sự sụp đổ đều liên quan đến vấn đề chu kỳ phát triển diễn ra quá dài. Chương 616, anh ta tới đây làm gì? Nhưng mà, cô đường tốt với anh như vậy, nếu cô ấy trở về báo cáo lại bị mắng thì anh cũng không cảm thấy đau lòng sao?" Ninh Thần hỏi với giọng điệu kỳ quái. Hoa khải ngẩn người, sau đó anh nhận ra ánh mắt cũng kỳ quái không kém của vị nữ bác sĩ chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe cho Ninh Thần. Anh không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, liền nói: "Em nói đi đâu vậy, không phải đã nói cho em biết rồi sao, anh và Đường Trọng Vi chỉ là bạn bè bình thường, không phải như em nghĩ đâu." Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, anh thật sự là người lòng dạ sắt đá, Ninh Thần ngoài mặt mỉm cười, nói: "Em sợ một ngày nào đó cô Đường cũng sẽ học được cách khóc lóc rồi treo cổ tự tử." tử khi đó thì anh sẽ mềm lòng thôi. Tuyệt đối không, anh thề, nếu có như vậy thì anh sẽ bị. Lời thề của Hoác Khải còn chưa nói hết thì liền bị ninh thần che miệng lại. Cô nói nhanh, anh thề cái gì chứ, em cũng đâu nói là không tin anh. Hơn nữa, cứ coi như cô đường thật có phát sinh quan hệ gì với anh thì em cũng cảm thấy không có vấn đề. Không tin thì anh cứ thử đi. Những lời này khiến Hoác Khải đau đầu, không tin thì cứ thử, lời này là có ý gì đây? nghe kiểu gì thì cũng nghe ra đây là một lời đe dọa. Mặc dù Ninh Thần là người cao cả, nhưng con người ai cũng phải có giới hạn. Cô có thể chấp nhận Cố Phi Dương là bởi vì sự si mê của Cố Phi Dương đối với Hoắc Khải có thể khiến cho bất kỳ ai cũng phải động lòng. Nhưng Đường Trọng Vi thì khác, cô ấy là cô chủ của quốc tế Đường Thị với rất nhiều ưu điểm vốn có, điều này khiến Ninh Thần cảm thấy bị đe dọa. Nếu một cô chủ nhà giàu muốn đấu với cô, thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với Cố Phi Dương. Nhưng Ninh Thần suy nghĩ rất thấu đáo, cô không cố đắm chìm vào chủ đề này lâu hơn nữa, trong khi vị nữ bác sĩ ngồi nghe lỏng được câu chuyện thì đang cảm thấy rất hứng thú. Nữ bác sĩ này biết danh tính của Hóc Khải và Ninh Thần, cặp vợ chồng siêu giàu với khối tài sản hàng ngàn tỷ đồng đang được công chúng bản tán xôn xao. Phải nói rằng, ông chủ của Hy vọng mới thực sự rất trẻ và đẹp trai, quan trọng nhất là anh còn quá giàu. Thực sự ghen tị với cô Ninh này vì đã có thể kết hôn với một người đàn ông xuất sắc như vậy. Suy nghĩ của vị nữ bác sĩ này chính là suy nghĩ chung của đại đa số phụ nữ trên thế giới. Tên tuổi và hình ảnh của Hoác Khải từ lâu đã lan truyền trên khắp thế giới, không biết có bao nhiêu cô gái coi anh như người tình trong mộng của mình. Thậm chí có vô số người đàn ông đã tỏ ra phẫn nộ với Hoác Khải. Không chỉ vì bạn gái, vợ và thậm chí cả mẹ của họ đều sùng bái Hoác Khải, mà còn bởi vì họ luôn bị mang ra so sánh với Hoác Khải. So sánh cái quài gì chứ, cho dù họ có mọc thêm hai cái đầu cũng không thể nào so sánh được. Cùng lúc đó, nhà họ Hoắc đã nhận được lời nhắn từ Giản Tư Tư. Ông chủ của hy vọng mới, Lý Phong muốn tới nhà họ Hót sao? Anh ta tới đây làm gì? Người đầu tiên được biết tin này ngay lập tức hỏi với vẻ mặt kinh ngạc. Lúc anh ta báo lại chuyện này cho Hoắc Trạch Minh biết, Hoắc Trạch Minh cũng cảm thấy khó hiểu không kém. Hoắc Trạch Minh của hiện tại đã mất đi dáng vẻ ngông cuồng từ lâu nhà họ hoác mấy ngày nay bị hệ thống liên minh của hy vọng mới quăng quật, ông ta thậm chí còn không có thời gian cạo dâu, mỗi ngày mở mắt ra đều vô cùng bận rộn tìm cách đối phó với tất cả mọi vấn đề ập đến. Không phải đại lý trả hàng thì là tin xấu hệ thống phân phối sắp sập, hoặc là ngân hàng lại dục trả nợ, dòng tiền trong công ty lại không còn nhiều. Tin xấu cứ đến dồn dập khiến cho Hoác Trạch Minh có cảm tưởng như nhà họ Hoác đã sắp đến hồi kết thúc vậy. Nhưng thực tế thì nhà họ Hót vẫn còn có thể chống đỡ được một thời gian nhờ vào nền tảng đã xây dựng được năm xưa. Chỉ có điều, mọi người đều hiểu rằng dù cho có chống đỡ được thêm bao lâu nữa thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ không thay đổi. Nhà họ Hót đã định sẵn là phải chết, đây là điều hiển nhiên, có điều chưa biết họ sẽ phải chết đứng hay chết nằm mà thôi. Chết đứng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải nghiến răng chịu đựng đến giây phút cuối cùng. Cho dù tiêu hết tiền hay lòng người tan dã thì họ cũng phải cố chống đỡ, không chịu thừa nhận thất bại. Trong trường hợp này, mặc dù họ chết nhưng cũng sẽ được coi là một cái chết tôn nghiêm. Đương nhiên sẽ chỉ có bọn họ xem đó là cái chết tôn nghiêm, chứ còn người ngoài thì chắc chắn sẽ bảo bọn họ là những kẻ quá ngu ngốc. Còn chết nằm chính là từ bỏ sự chống cự, mong chết càng sớm càng tốt, như vậy sẽ sớm được tự do tin tức Hoắc Khải sẽ đích thân tới nhà họ Hoắc khiến cho Hoắc Trạch Minh và các thành viên cấp cao khác đều rất ngạc nhiên. Anh ta tới đây làm gì? Đó là câu hỏi mà tất cả mọi người đều đang suy nghĩ. Một người trong thế hệ trẻ tuổi ngung nghinh, lập tức sắn tay áo nói, nếu như tên đó dám tới đây thì tốt, tôi sẽ giết tên đó trước để hả giận. Tuy nhiên khi vừa nói ra câu này thì người đó đã bị người lớn hơn ngồi bên cạnh đập bột vào lưng. Cậu điên rồi sao? bây giờ chúng ta gặp chưa đủ phiền phức hay sao một vị lớn tuổi đóng vai trò cốt cán của nhà họ hót nói với vẻ mặt phẫn nộ lý phong đó là người mà cậu có thể khiêu khích hà cậu mà dám giết tên đó thì toàn bộ nhà họ hót sẽ phải chôn chung mặc dù bây giờ chúng ta và tên đó đang đứng ở hai bên chiến tuyến nhưng ngoài làm kẻ thù thì vẫn còn có rất nhiều con đường khác để lựa chọn nhưng nếu lý phong thật sự chết thì chỉ còn có một con đường tệ nhất cho chúng ta mà thôi con đường đó chính là ngõ cụt những người điều hành cốt cán của nhà Họ Họ nói đúng, chỉ cần nhà Họ Họ không làm lớn chuyện thì họ vẫn còn cơ hội. Nếu không muốn chiến tranh, họ có thể chia nhỏ tài sản và bán cho nhiều công ty khác nhau. Cứ như vậy mà đổi tài sản lấy tiền mặt, nói không chừng còn cho không ít người cơ hội tiếp tục sống một cuộc sống sang trọng suốt nửa đời còn lại. Nhưng nếu bọn họ giết ông chủ lớn của Hy vọng mới thì làm gì còn ai dám mua lại tài sản của nhà Họ Họ nữa? nếu dám mua thì tức là đang công khai làm kẻ thù của hy vọng mới. Ý của những thành viên cốt cán trong nhà họ hoác rất đơn giản, đó chính là bọn họ đều muốn lui về phía sau làm những người giàu có nhàn tản, không muốn phải lo lắng bất cứ điều gì nữa. Vì vậy, những lời nói của thế hệ trẻ trong nhà thực sự khiến cho họ bực mình hết sức. Thế nhưng tên đó đã khiến cho chúng ta thành ra thế này, dù không giết thì cũng nên đánh, nếu không thì thật quá sức chịu đựng. Tôi thấy tên đó muốn tới nhà họ Hóc của chúng ta rõ ràng là để khoe khoang, người đàn ông trẻ tuổi vô cùng tức giận nói. Cho dù tên đó có muốn ở đây phô trương thanh thế thì có đến lượt cậu lên tiếng hay không? Được rồi, ồn ào cái gì, Hoắc Trạch Minh vỗ bàn tức giận nói, đối thủ chưa đến mà trong nhà đã loạn hết cả lên, nếu như truyền ra ngoài còn không khiến cho người ta chê cười đến chết hay sao? Một đám người ngay lập tức không dám tiếp tục lên tiếng, sau một hồi Hoắc Trạch Minh mới liếc nhìn xuống dưới hỏi, người của hy vọng mới có nói Lý Phong đó muốn tới đây làm gì hay không? Không có nói, người đàn ông lắc đầu. Một người khác cũng nắm vị trí cốt cán trong nhà họ Hoắc tiến lên nói, Chủ tịch, tôi nghĩ rằng lần này cái tên Lý Phong đó tới thì 80% là muốn thương lượng với nhà họ Hoắc. Hệ thống hy vọng mới bây giờ đang chiếm ưu thế, nhưng nhà họ Hoắc chúng ta cũng không dễ khiêu khích. Trong cuộc chiến tranh thương mại đó, Mặc dù chúng ta chịu tổn thất nhưng cũng khiến đối phương chịu tổn thất không kém. Hiện tại Hy vọng mới đang nắm giữ hai công nghệ lớn, nhưng cho dù là bất khả chiến bại thì bọn họ cũng không thể luôn chỉ dồn sức lực và tài chính cho một loại hình kinh doanh đó. Vì vậy, khả năng họ tới đàm phán là rất lớn, chúng ta nên có sự chuẩn bị trước. Chuẩn bị như thế nào? Định bán cơ nghiệp của gia tộc đi hay sao? Hoắc Trạch Minh trầm giọng hỏi. Gương mặt của người kia đỏ lên, tuy rằng không nói lời nào, nhưng phản ứng của ông ta cho thấy hoác trạch minh đã đoán đúng ý của ông ta rồi hoác trạch minh ngẩng đầu nhìn những người xung quanh đa số đều đang nhìn ông ta chờ đợi có điều một số người thì rõ ràng còn một số người thì vô cùng mờ mịt có thể tưởng tượng được hiện tại hầu hết người nhà họ hoác đều đang hy vọng đối phương tới đây để thương lượng chính xác mà nói họ còn hy vọng rằng đối phương có thể thu mua lại cơ nghiệp của nhà họ hoác nếu là một vụ mua lại thì nhà họ Hoác với tư cách là bên được mua vẫn sẽ có thể chiếm được một mức độ chủ động nhất định. Ít nhất thì trong tay họ có nguồn vốn để thương lượng. Nhưng nếu như cuộc chiến thương mại cứ tiếp tục, thì nhà họ Hoác thậm chí còn không có cơ hội để nói chuyện với đối phương, vậy bọn họ làm sao có thể chiếm chút quyền chủ động được. Nếu bán đi cơ nghiệp của gia tộc thì cho dù bán được giá bao nhiêu họ cũng có thể lấy được một phần. Nghỉ hưu sớm, sống cuộc sống của người giàu có bình thường cũng chẳng có vấn đề gì đáng ngại các thương vụ mua lại của hy vọng mới hiện đang diễn ra vô cùng sôi nổi hầu như hàng ngày người ta đều có thể nghe thấy tin tức nói rằng các công ty đang giải thể và đàm phán về việc được mua lại với hy vọng mới hy vọng mới có nguồn tiền mặt dồi dào do đó không hề keo kiệt trong việc chi tiền để mua lại một công ty nào đó khác nhiều công ty rất có tiềm năng cũng sẵn sàng bán lại cho họ chỉ cần nắm lấy được cơ hội này ngày tháng về sau chẳng phải là đã được đảm bảo vô cùng tốt rồi hay sao Ai nói rằng trong kinh doanh phải luôn làm ông chủ của chính mình thì mới đạt được thành công? 99% doanh nhân trên thế giới đều không nghĩ như vậy, họ sẵn sàng được mua lại và sẵn sàng sử dụng quyền kiểm soát để đổi lấy việc rút ngắn thời gian phát triển kinh doanh. Bởi vì hầu hết các công ty lớn đi đến sự sụp đổ đều liên quan đến vấn đề chu kỳ phát triển diễn ra quá dài. Chương 617, chuẩn bị tinh thần. Trước kia nhà họ Hoắc còn có thế lực ngầm, giúp chống đỡ một cách vừa công khai vừa bí mật nhưng hiện tại thế lực ngầm cũng đang e rè hy vọng mới không dám dễ dàng ra mặt nữa nhà họ hoắc đã không thể trông cậy vào bất kỳ ai vì vậy họ chỉ có thể tự mình tìm ra cách giải quyết nhìn vẻ mặt của đám người bên dưới đang không ngừng kêu gào hoắc trạch minh biết người nhà họ hoắc bây giờ đã không còn cứu được nữa sắc mặt của ông ta càng lúc càng trở nên mỏi mệt thậm chí trông còn có phần già đi nhiều khi lần đầu tiên đứng lên nắm lấy quyền lực của nhà họ hoắc Hoác Trạch Minh chỉ có một điều tâm niệm, đó chính là dẫn dắt nhà họ Hoác bước tới đỉnh cao. Ông ta biết năng lực cá nhân của mình không bằng cháu trai mình là Hoác Khải, nhưng ông ta có một thứ mà Hoác Khải không có, đó là sự hỗ trợ của một thế lực rất lớn sau lưng. Với sự giúp đỡ của thế lực ngầm, nhà họ Hoác nhất định có thể phát triển và vượt qua giới hạn mà ngay cả Hoác Khải cũng chưa từng đạt tới. Trong hai năm qua, Hoác Trạch Minh luôn hành động rất táo bạo, thậm chí có thể nói là cực kỳ cuồng vọng bất cứ ai dám chống lại ông ta đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Người nhẹ nhất thì cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ hoắc, còn người nặng nhất, có lẽ giờ này mộ cũng đã xanh cỏ mất rồi. Ông ta rất tự cao, rất ngông cuồng, đó là lý do tại sao ông ta dám dùng chuyện của hoắc Giai Minh để phát động chiến tranh thương mại nhằm bao vây và đàn áp hy vọng mới. Nhưng hoắc Trạch Minh không ngờ rằng kết quả cuối cùng lại thành ra như thế này. Hy vọng mới quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến cho người khác nghẹt thở, khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Làm thế nào mà một công ty nhỏ từng được định giá chỉ vào khoảng hàng chục tỷ, còn chưa bằng một phần tư của nhà họ Hoắc, bây giờ lại có thể phát triển nhanh đến như vậy? Nếu như nói rằng họ may mắn, thì sao họ có thể nghĩ ra việc kinh doanh công nghệ VR tiên tiến nhất trên thế giới, và bây giờ thì họ đã phát triển được cả công nghệ tái sinh? Hai điều này có thể được giải thích bởi may mắn hay sao? rất nhiều người đã nghiên cứu về phương diện này nhưng đều không thể phát triển nhanh chóng như vậy nên hiển nhiên sự thành công của hy vọng mới không thể được mô tả bằng sự may mắn đơn giản chỉ có thể nói đây đúng là ý trời vì vậy hoác trạch minh cũng hiểu rõ ràng rằng ông ta đã thất bại ông ta không thể thực hiện được mộng tưởng của mình tất cả mọi thứ trong quá khứ đều đã trở nên trống rỗng bây giờ việc mà ông ta nên làm là phải biết thức thời tìm cách đánh đổi gia tộc để lấy lại một chút lợi ích cho bản thân cho dù không còn nhà họ Hoắc thì Hoắc Trạch Minh vẫn hy vọng có thể chừa lại cho mình nửa đời sau tốt đẹp. Ngày hôm đó, toàn bộ thành viên cấp cao của nhà họ Hoắc đều ở lại, dưới sự lãnh đạo của Hoắc Trạch Minh, họ đã bàn bạc đối sách thương lượng với Hy vọng mới. Họ có thể chắc chắn rằng ông chủ của Hy vọng mới đích thân tới đây không phải vì cầu hòa hay đầu hàng. Người đó chỉ có thể tới để phô trương sức mạnh của bản thân, nói cho nhà họ Hoắc biết cuộc chơi đã kết thúc và đầu hàng chính là lối thoát duy nhất của họ vào lúc này. Đầu hàng không phải là vấn đề, vấn đề là sau khi đầu hàng thì nhà họ Hoắc có được gì. Vấn đề này được thảo luận cho đến tận nửa đêm, sáng hôm sau, khi Hoắc Trạch Minh vừa mở mắt ra thì bên ngoài đã có người gõ cửa. "Chủ tịch Lý Phong của Hy vọng mới đã đáp xuống sân bay, chúng ta có cử người đến đón không?" người bên ngoài hỏi. Hoắc Trạch Minh muốn nói không cần, nhưng sau khi do dự vẫn thở dài nói, "Tôi sẽ không đi, nhưng cứ cử vài người đi đón cũng được, đừng quá nhiệt tình." kẻo người ta lại nói nhà họ hoác chúng ta không ra gì. Vâng, người ngoài cửa nói rồi nhanh chóng rời đi. Hoác trạch minh tắm rửa thay quần áo xong thì bước ra khỏi phòng. Nhiều người đã tập trung bên ngoài sân. Trước khi đến, Hoác Khải đã nói rất rõ rằng anh muốn đến thẳng nhà họ hoác thay vì đến công ty, vì vậy trên dưới nhà họ hoác đều chờ ở đây. Nhìn thấy Hoác Trạch Minh đi ra, một số người thì xì xào bàn tán, còn một số thành viên cấp cao khác lại bước tới nói, đã bảo Hoắc Tích Nguyên ra sân bay đón Lý Phong rồi. Hoắc Trạch Minh gật đầu, không phản bác gì. Vài năm trở lại đây, Hoắc Tích Nguyên cũng có thể coi như là người đại diện cho nhà họ Hoắc. Sau khi Hoắc Khải bị sát hại, Hoắc Khải giả đã giao lại quyền lực cho Hoắc Trạch Minh, điều này khiến Hoắc Tích Nguyên lúc đó vô cùng bất mãn. Tuy nhiên, Hoắc Tích Nguyên đã dần dần bị lép vế trước Hoắc Trạch Minh sau khi chịu tổn thất lớn trong một số thương vụ khác ông ta rất ít khi hỏi chuyện trong nhà kể cả trong cuộc chiến thương mại với hy vọng mới lần này hoắc tích nguyên cũng chưa đích thân tham gia theo như ông ta nghĩ bản thân ông ta đã không còn tính là người của nhà họ hoắc nữa vậy tại sao phải bận tâm đến công việc của nhà họ hoắc làm gì hơn nữa phải sử dụng đến thủ đoạn cạnh tranh ác ý như vậy hoắc tích nguyên thật cảm thấy chẳng ra làm sao bởi vậy quan hệ của ông ta với hy vọng mới không quá tệ nên cử ông ta đi đón là thích hợp nhất Hoắc Tích Nguyên cũng không từ chối yêu cầu này, rất ngoan ngoãn làm theo, điều này ít nhiều cũng có chút kỳ quái. Hoắc Tích Nguyên rất quỷ quyệt, liệu ông ta có nhân cơ hội này cố tình gây mâu thuẫn với Lý Phong để phá hoại kế hoạch của chúng ta hay không có người lo lắng hỏi. Hoắc Trạch Minh suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, Hoắc Tích Nguyên sẽ không ngu ngốc như vậy. Vào lúc này mà đi gây hấn với Lý Phong thì cũng không tốt cho ông ta. Mặc dù thường ngày trông ông ta gắt gỏng, nhưng thật ra không phải là người liều lĩnh hoắc tích nguyên nhất định sẽ không làm ra những chuyện hại người hại mình như thế tôi đoán rằng ông ta đã biết được kế hoạch của chúng ta cho nên mới vui mừng nhận phần việc này ý ông là gì có ai đó hỏi cậu vẫn không hiểu sao hoắc trạch minh nói nếu hy vọng mới muốn có được nhà họ hoắc vậy sau khi thu mua thành công thì việc đầu tiên phải làm là gì nhiều người bị câu hỏi này làm cho ngẩn ra điều đầu tiên hy vọng mới sẽ làm sau khi thâu tóm nhà họ hoắc là gì theo thông lệ trước đây của họ khi mua lại các công ty khác trước tiên họ sẽ cử một người lãnh đạo phù hợp sau đó sẽ chấn chỉnh hoạt động kinh doanh của công ty đó không hoắc trạch minh lại lắc đầu nói nếu tôi là lý phong tôi sẽ không phái người mới đến lãnh đạo nhà họ hoắc sớm như vậy tài sản của nhà họ hoắc chúng ta lên tới hàng trăm tỷ hoàn toàn khác biệt với những công ty nhỏ bình thường đó trong quá trình chuyển giao quyền lực điều quan trọng nhất là phải chuyển giao suôn sẻ, không để mọi người cảm thấy quá lung túng. Vì vậy, cách đúng đắn nhất là loại bỏ người lãnh đạo ban đầu trước, sau đó thăng chức cho nhóm người họ hoác xếp ngay sau đó. Bằng cách lôi kéo một nhóm người, họ có thể đạt được mục đích phân tán gia tộc này. Sau này khi có cơ hội thích hợp, nếu công ty kinh doanh không đạt yêu cầu thì chỉ cần kiếm cớ thay người là được. Lời giải thích của Hoác Trạch Minh khiến mọi người chợt nhận ra rằng, quả thật đây là cách tốt nhất để thâu tóm các công ty lớn thành công. Vậy ý của ông là Lý Phong sẽ hất cẳng tất cả chúng ta, và Hoắc Tích Nguyên đang hy vọng sẽ nhân cơ hội này để bước lên đỉnh cao có người đã đoán ra được. Hoắc Trạch Minh gật đầu nói, nếu như tôi không sai thì ông ta chắc chắn có cái suy nghĩ này. Tôi thì nhất định sẽ phải từ chức, nhưng mọi người chưa chắc cũng cần như vậy, nên sau khi tôi từ chức thì mọi người cứ tận lực làm việc như bình thường, để cho Lý Phong nhìn thấy khả năng của mọi người. Có thể cậu ta sẽ tiếp tục sử dụng mọi người cũng nên các thành viên cấp cao của nhà họ hot đều lộ vẻ buồn bã. Mặc dù suy nghĩ của Hoắc Trạch Minh đã cho họ một tia hy vọng, nhưng họ lại cảm thấy buồn khi nghĩ rằng gia tộc sắp phải đổi chủ, dù cho sau này ai nắm quyền thì cũng phải luôn chờ sự thông qua quyết định của một người ngoài. Cách đây vài năm, họ vẫn đang nghĩ đến việc tranh giành vị trí gia tộc số một ở trong nước. Dưới sự lãnh đạo của Hoắc Trạch Minh trong hai năm qua, nhà họ hot đã phát triển khá tốt, tuy không phát triển nhanh như dưới thời của Hoắc Khải, nhưng cuối cùng cũng đã có nhiều tiến bộ. Bây giờ họ từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng vài tháng, điều này thật sự khiến cho họ vô cùng xấu hổ. Nếu chúng tôi cùng viết một thư đề nghị, yêu cầu để ông tiếp tục nắm quyền thì có ai đó ngập ngừng hỏi. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết, Hoắc Trạch Minh lắc đầu nói, tôi đã từng gặp Lý Phong. Cậu ta là kiểu người không sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người khác. Cậu ta rất giống với Hoắc Khải không bao giờ thay đổi một khi đã đưa ra quyết định. Người như vậy, nếu càng đe dọa thì cậu ta lại càng không quan tâm đến. Vì vậy mọi người không cần phải bận tâm cho tôi. Bây giờ thì còn đề nghị cái gì được nữa, tôi chỉ mong nhà họ hoác chúng ta cố gắng phấn đấu giành lấy được một số quyền lợi, rồi an nhiên nghỉ hưu. Đôi khi tôi cũng rất nhớ cuộc sống phiêu bạt khắp thế giới, rất là dễ chịu. Nói thì nói như vậy, nhưng thật ra, không ai biết hoác trạch minh đang nghĩ gì. Mọi người thở dài, không nói gì thêm. Cùng lúc đó, ở cửa ra sân bay, Hoắc Tích Nguyên đã đón được Hoắc Khải. Hoắc Tích Nguyên tỏ ra rất nhiệt tình với sếp lớn của công ty thù địch, vừa đi tới đã siết chặt hai tay, cậu Lý, tôi ngưỡng mộ tên tuổi của cậu đã lâu, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Tôi là Hoắc Tích Nguyên, tôi phụ trách đón tiếp và đáp ứng tất cả những việc cậu yêu cầu trên đường tới nhà họ Hoắc. Nếu cậu có yêu cầu gì thì cứ trực tiếp nói với tôi. Chương 618, về nhà thôi lúc này Hoắc Khải đã cảm thấy có chút xa lạ đối với người từng là chú ba của anh. Bởi vì trong ấn tượng của anh, Hoắc Tích Nguyên trước nay chẳng bao giờ tươi cười giả lả với người khác. Cho dù địa vị của người đó có cao hơn ông ta đi chăng nữa, Hoắc Tích Nguyên cũng thường bày ra vẻ cao ngạo, khiến người khác cảm thấy ông ta rất khó gần. Nhưng bây giờ, vẻ sởi lời nhiệt tình của Hoắc Tích Nguyên khiến trong lòng Hoắc Khải đột nhiên cảm thấy rất bi thương bởi bề ngoài thì có vẻ biểu hiện này của Hoắc Tích Nguyên là để lưu lại một ấn tượng tốt trong lòng Hoắc Khải, nhưng bản chất thì đây lại là sự bi ai của nhà họ Hoắc. Chứng tỏ rằng nhà họ Hoắc đã đến bước đường mà cả Hoắc Tích Nguyên cũng phải lấy lòng người khác, năm đó khi mình còn ở nhà họ Hoắc, người nhà họ Hoắc kiêu ngạo biết bao nhiêu. Trời cao đất dày, cũng chẳng lớn bằng bọn họ. Mới có mấy năm mà người cũng đã khác rồi. Hoắc Khải không thể hiện ý nghĩ trong lòng mình ra ngoài, lại càng không nói ra, mà chỉ bắt tay cùng Hoắc Tích Nguyên, nói cực cho ông quá, chúng ta đến nhà họ Hoắc đã, trên đường nói tiếp đi. Được, được, Hoắc Tích Nguyên vội vàng gật đầu, chạy đến bên cạnh xe, chủ động mở cửa xe cho Hoắc Khải, còn đặt tay lên khung xe để tránh cụm đầu, cứ như một người phục vụ vậy. Sự phục vụ như thế này rõ là thành thạo vô cùng, có lẽ trước khi đến đã luyện tập không ít. Đợi sau khi Hoắc Khải lên xe xong, Hoắc Tích Nguyên mới đóng cửa xe, lên xe từ một phía khác. Sau đó lại nhiệt tình nói chuyện với Hoắc Khải. Thái độ khách sáo này của ông ta làm trong lòng Hoắc Khải cảm thấy rất khác lạ, bởi trước kia khi anh còn làm chủ tịch hội đồng quản trị của nhà họ Hoắc, cũng chẳng có tư cách hưởng thụ sự đối đãi này của Hoắc Tích Nguyên. Không ngờ bây giờ biến thành kẻ thù của nhà họ Hoắc thì lại được hưởng thụ nó, thật không biết nên vui hay nên cảm thấy mỉm mai. Tình hình của nhà họ Hoắc bây giờ, đại khái tôi đều nắm rõ hết, nếu cậu Lý muốn tìm hiểu việc gì của công ty thì có thể hỏi thẳng tôi. Tôi biết thì sẽ nói, tuyệt không giấu giếm, Hoắc Tích Nguyên nói. Sau khi Hoắc Khải âm thầm cảm thán một hồi, cũng chẳng khách sáo với ông ta, hỏi chuyện rất thẳng thắn. Hoắc Tích Nguyên quả thực cũng đã trả lời rất chi tiết, chỉ có điều câu trả lời của ông ta có chút chênh lệch với điều Hoắc Khải đã tìm hiểu. Nhất là phương diện năng lực của tầng lớp lãnh đạo của nhà họ Hoắc, theo như cách nói của Hoắc Tích Nguyên thì những người đó chỉ một lòng muốn tranh đấu nội bộ, nào có tâm tư gì quan tâm chuyện chính. Đừng thấy mấy năm gần đây nhà họ Hót tiến bộ không ít mà lầm, thực ra đó đều là sống nhờ vào thành tích trong quá khứ, chỉ cần qua mấy năm nữa, cho dù không có chuyện của hy vọng mới thì nhà họ Hót cũng sẽ bước vào giai đoạn suy thoái. Mà tình thế này có liên quan rất lớn đến các nhân vật cấp cao chủ chốt, mà đi đầu là Hót Trạch Minh. Người thực sự có năng lực đều bị bọn họ loại trừ hết rồi, ví dụ như mình, có vài lần nhìn ra cách làm của Hót Trạch Minh không đúng, muốn nói mấy câu công bằng nhưng đều bị ông ta cố ý chống đối và gạt ra ngoài lề. Hoắc Khải cuối cùng cũng nghe ra rồi, hôm nay Hoắc Tích Nguyên đến là để tố khổ. Ông ta miêu tả Hoắc Trạch Minh thành một bá chủ chỉ biết tranh đấu nội bộ, còn mình thì lại là vật hy sinh đầu tiên xuất hiện trong loại bá quyền này. Đồng thời Hoắc Tích Nguyên cũng ám chỉ, chỉ cần Hoắc Khải cho ông ta cơ hội thì có thể đại biểu hy vọng mới, cho nhà họ Hoắc một bài học nhớ đời. Nói đơn giản chút thì ông ta muốn giành được quyền lãnh đạo nhà họ Hoắc chỉ cần ông ta nắm quyền, thì những người trước kia, đừng hòng có một ai sống dễ chịu. Hoác Khải hiểu ra điều này, bèn không khỏi âm thầm thở dài. Tuy rằng tuổi tác của chú ba càng ngày càng cao, nhưng thủ đoạn làm việc lại ngày càng vụng về. Trước kia Hoác Tích Nguyên là một người lòng dạ thẳng thắn, vẫn luôn làm việc chu đáo không chút sơ hở, cho dù có làm chuyện xấu, cũng khó mà bị người ta nắm đằng chui. Nhưng bây giờ, ông ta lại chọn mạo hiểm bản thân. Hoắc Khải đúng là kẻ địch của nhà họ Hoắc, nhưng trên thương trường, trước nay vẫn không có kẻ thù mãi mãi. Nhớ Hoắc Khải không, ra tay tàn nhẫn với nhóm Hoắc Trạch Minh như ông ta nghĩ thì sao? Thậm chí nếu Hoắc Khải cùng một ruột với Hoắc Trạch Minh thì thế nào? Vậy Hoắc Tích Nguyên phải làm sao? Cho nên, chắc là Hoắc Tích Nguyên đã thật sự sốt ruột rồi. Trước kia bị Hoắc Trạch Minh chèn ép quá mức, không có chút cơ hội lật ngược ván cờ nào, đã nín nhịn quá lâu. Bây giờ cuối cùng cũng có một cơ hội để lội ngược dòng, đương nhiên phải tận dụng tốt. Đến cả Hoắc Tích Nguyên còn bị ép thành như vậy, xem ra nhà họ Hoắc đã thật sự có thay đổi lớn so với trong ấn tượng của mình. Vừa đi đường vừa nói, rất nhanh xe đã đến sân nhà họ Hoắc. Nhà trong là nơi ở của nhân vật chủ chốt cấp cao của nhà họ Hoắc, còn nhà ngoài thì cơ bản đều là thế hệ trẻ nhà họ Hoắc. Những người trẻ này đều biết Hoắc Tích Nguyên đến sân bay đón Hoắc Khải nếu đã lái xe về đây thì chắc là người đã ngồi ở trong rồi. Rất nhiều người đều tò mò mà nhìn vào trong xe, muốn xem người đàn ông làm nhà họ hó hoác sụp đổ rốt cuộc trông như thế nào. Đương nhiên, phần lớn đều hận hoác khải đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể lập tức cản xe lại, kéo hoác khải từ trên xe xuống mà đập một trận sống dở chết dở để xả giận. Hoác khải dám một mình đến nhà họ hoác. Trừ việc có đường thế minh bảo vệ ra thì càng bởi vì trong lòng anh vẫn luôn xem mình là một thành viên trong nhà họ hó hoác, về nhà của mình, không cần phải gióng trống khua chiêng làm gì, đây không phải ở nước ngoài, xác suất xảy ra chuyện đổ máu rất thấp. Đừng thấy người của nhà họ hoác ở bên ngoài hung dữ thế mà lầm, thực tế khi ở trong sân viện thì cơ bản chẳng có ai dám động tay động chân. Bởi vì trong lời dân của tổ tiên nhà họ hoác đã nghiêm cấm động tay động chân trong sân nhà mình, cho dù là anh đánh người ngoài hay là người nhà mình, thì truyền ra cũng thành trò cười cả. Gia tộc lớn thì phải có quy củ và dáng dấp của gia tộc lớn, có tức giận đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phải có chừng mực. Chiếc xe lái vào đến nhà trong, sau đó dừng lại trước cửa sân. Mấy người Hoác Trạch Minh đã đợi sẵn trong sân. Lúc Hoác Khải xuống xe, Hoác Trạch Minh lập tức dẫn người đến, trên mặt ông ta đã bớt vẻ ai oán nặng nề, chỉ có nụ cười trông hơi kịch mà thôi. Cậu Lý, lâu lắm không gặp, cậu vẫn khỏe chứ, Hoác Trạch Minh chủ động vươn tay ra. Hoác Khải nhìn ông ra, nói tôi còn tưởng ông phải cho tôi hai cái tát trước chứ. Hoắc Trạch Minh ngây ra, sau đó nở một nụ cười gượng gạo, nói: "Sao lại nói thế?" Dù sao thì con trai ông ở trong tay tôi, bất kể một người cha nào gặp chuyện này, muốn động tay động chân cũng là chuyện thường tình thôi." Hoắc Khải đáp. Hoắc Trạch Minh cười ruồi, nói: "Chuyện nào ra chuyện đó, nói không tức giận thì chắc chắn là giả, dù sao thì cũng là chuyện mất mặt. Nhưng nói thật, tôi còn phải cảm ơn cậu Lý đây. Nếu không nhờ có cậu đem Gia Minh ra khỏi bệnh viện, thì có khi cả đời này tôi cũng chẳng gặp lại con mình được nữa công nghệ tái sinh của hy vọng mới vẫn luôn làm tôi cảm thấy kinh ngạc vết thương của giai minh nghiêm trọng đến mức tất cả bác sĩ đều nói không cứu được nữa rồi chỉ có hy vọng mới đã tạo ra kỳ tích tôi đây xin được nói lời cảm ơn cậu lý chuyện trước kia đều là do hoác trạch minh tôi có mắt không chồng vô cùng xin lỗi cậu ngôn tình hay hoác trạch minh có thể chủ động xin lỗi không làm hoác khải quá bất ngờ bởi vì Hoắc Trạch Minh vẫn luôn là kiểu người khác với Hoắc Tích Nguyên. Hoắc Thích Nguyên có chuyện gì cũng thích bày hết lên trên mặt, tôi không ưa cậu thì còn chẳng thèm nhìn cậu một cái. Nhưng Hoắc Trạch Minh lại không giống thế, ông ta đối với ai cũng cười khách sáo, cho dù cậu tốt hay xấu, nhiệt tình hay hờ hững với ông ta thì thái độ của ông ta với cậu vẫn vậy. Chỉ là sau khi nắm quyền nhà họ Hoắc, nụ cười trên mặt Hoắc Trạch Minh mới ít đi, đây là sự thay đổi do môi trường sống ảnh hưởng bây giờ ông ta đã muốn nghỉ hưu, đương nhiên sẽ quay lại giống với ngày trước. Được, vậy tôi xin nhận lời xin lỗi của ông trước, tôi có thể tham thú sân nhà này không? Đúng rồi, còn khu của ngôi sao hy vọng nhà họ Hóc các ông là cái nào? Tôi có thể vào xem không? Hoác Khải hỏi. Được chứ, đương nhiên được, Hoác Trạch Minh vội vàng gật đầu, dẫn Hoác Khải đi vào nhà trong, cùng đi theo giới thiệu, bây giờ tôi đang dùng khu đó, cho nên không có gì không thể xem cả, nếu cậu lý muốn xem thì tôi lại cảm thấy vinh dự ấy chứ hoác khải cười nhạt không ngắt lời mà điều khiến hoác trạch minh ngạc nhiên là tuy ông ta đang đi dẫn trước nhưng không hề nói chính xác cho hoác khải biết khu đó ở đâu nhưng cậu trai trẻ đáng ra là lần đầu đến sân nhà nhà họ hoác này lại dường như rất quen thuộc với nơi đây tuy rằng trong lòng ông ta có chút nghi ngờ nhưng hoác trạch minh cũng không nghĩ nhiều mỗi năm có biết bao nhiêu người đến sân nhà nhà họ hoác nếu có người tiết lộ với Hoắc Khải thông tin về vị trí sân nhà thì cũng chẳng có gì lạ. Chưa nói đến người ngoài, chỉ cần Hoắc Khải mở lời thì có lẽ rất nhiều người nhà họ Hoắc đã chủ động nói với anh mấy chuyện này rồi. Hoắc Khải vào đến sân nhà nơi mình từng ở, nhìn cây đa cao lớn nơi giữa sân nhà, dừng bước chân lại. Chương 619, tài liệu. Hồi nhỏ, anh luôn ước mình sẽ được sống trên cây, thậm chí còn vẽ rất nhiều bản thảo thư phòng nhưng khi anh có thực lực để thực hiện điều ước này thì anh đã quên đi nó từ lâu. Lần này, khi nhớ lại ngày xưa, Hoác Khải cảm giác thật hoài niệm. Nhà họ Hoác là nơi anh bắt đầu, ở đây có quá nhiều hồi ức, nhưng nó cũng là nơi khiến anh thấy thất vọng nhất. Vì anh chẳng cảm nhận được chút tình cảm gia đình nào ở đây, tất cả đều chỉ có lợi ích. Bao gồm cả quá trình trưởng thành của anh. Lúc học cấp 3, Hoác Khải đã rời khỏi nhà họ Hoác, một mình tự lập nói dễ nghe thì là sự rèn luyện của dòng họ lớn, nhưng thực ra Hoác Khải biết đây là vì anh bị họ bài trừ. Không phải con cháu nào của nhà họ Hoác đến tuổi cũng phải đi như anh. Rõ ràng có thể sử dụng tài nguyên của dòng họ, tại sao phải một mình rèn luyện chứ? Có khác nào lãng phí tài nguyên không? Nhưng Hoác Khải quá có tiềm năng, chỉ vài năm sau, anh đã được dòng họ gọi lại để phụ trách những việc quan trọng hơn. Từ năm hai đại học, cũng là lúc anh 20 tuổi, dòng họ đã bồi dưỡng anh như một người thừa kế rồi. Trước khi nắm quyền thật sự, anh gặp phải rất nhiều rắc rối, có từ bên ngoài, nhưng càng nhiều lại là từ bên trong dòng họ. Người muốn nắm quyền nhà họ hoắc như hoắc tích nguyên quá nhiều, ai cũng muốn đối thủ cạnh tranh của mình chết đi, cho nên hoắc khải gặp phải cảnh ám sát rất nhiều lần. Mãi cho đến khi anh thực sự cai quản nhà họ hoắc thì bọn họ mới coi như dừng lại việc ám sát. Vì năng lực của anh quá mạnh, ai cũng biết rằng chỉ cần hoác khải tiếp tục cai quản thì nhà họ hoác nhất định sẽ phát triển vượt bậc nhưng ai mà ngờ hoác trạch minh lại câu kết với thế lực ngầm để mưu hại hoác khải cơ chứ mãi cho đến giờ hoác khải vẫn không hiểu vì sao chú lại làm vậy ông ta không tin anh hay sao lần này hoác khải rất muốn hỏi hoác trạch minh nhưng lại không hề lên tiếng hỏi vì thân phận của anh còn chưa bị bại lộ hoàn toàn cho nên tạm thời không cần phải làm rõ mọi chuyện ra như vậy Đứng dưới cây đa một lúc, Hoắc Khải Tiến vào phòng. Tất cả mọi thứ ở đây đã thay đổi rất nhiều, Hoắc Trạch Minh là người thích nghệ thuật, kể cả sau khi nắm quyền cũng thế. Cho nên trong phòng được treo rất nhiều tranh chữ của các danh nhân. Những hòm sách, tài liệu, máy tính đều đã được thay đổi thành bình hoa, đồ trang trí. Nhìn thì rất có không khí nghệ thuật và đơn giản hơn nhiều, nhưng Hoắc Khải lại không thích nó. Anh chỉ nhìn một phát liền đi ra đám người hoác trạch minh đi theo sau thì lòng vô cùng bất an bọn họ không đoán nổi suy nghĩ của người thanh niên này họ không nhìn được manh mối nào từ cảm xúc của anh sau khi ra khỏi phòng hoác khải lại quay về dưới cây đa có lẽ đây là nơi duy nhất mà không thay đổi gì ở nhà họ hoác hoác khải sờ vào thân cây gồ ghề nói cây đa này đã già lắm rồi nhỉ nghe nói còn nhiều tuổi hơn cả lịch sử của nhà họ hoác hoác trạch minh vội vàng gật đầu đáp cây đa này có lịch sử mấy trăm năm liền lúc xây nhà, chúng tôi đã đặc biệt chuyển nó qua đây. Vì vậy, tuổi của nó còn lớn hơn nhà họ hoác nhiều. Nó thì chẳng thay đổi gì, nhưng nhà họ hoác thì lại khác quá, hoác khải nói. Hoác trạch minh ngẩn ra, không hiểu ý anh, mà cũng không dám hỏi, chỉ đứng yên ở đó. Một lúc sau, hoác khải xoay người nhìn ông ta và nói tiếp, các ông chắc biết tôi đến đây vì chuyện gì nhỉ? Hoác trạch minh do dự rồi trả lời, tôi có đoán đến mấy loại khả năng nhưng không chắc chắn lắm. Thế thì tôi nói thẳng nhé, Hoác Khải ngả bài luôn, lần cạnh tranh này đã đến hồi kết rồi, nhà họ Hoác không thay đổi được gì đâu. Nói thật, tôi rất có cảm tình với nhà họ Hoác, nên không muốn lật đổ dòng họ này. Lần này đến đây, tôi đại diện cho hy vọng mới đưa ra yêu cầu thu mua lại nhà họ Hoác. Nếu các ông đồng ý thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện, còn không thì chúng ta cứ đánh tiếp thôi. Dù sao, đến cuối cùng tôi cũng vẫn sẽ có được tài sản của nhà họ Hoác mà thôi. Bị Hoác Khải nói thẳng ra như vậy, Hoác Trạch Minh rất giận trong lòng, nhưng ông ta không thể không thừa nhận đó là sự thật. Với quy mô hiện giờ của hy vọng mới, nhà họ Hoác hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Đến cuối cùng, nhà họ Hoác chỉ còn một con đường chết. Khi nhà họ Hoác không còn chống đỡ được nữa, hy vọng mới có thể mua lại họ với giá thấp nhất. Nếu bây giờ thương lượng thì giá còn có thể cao một chút. Nhưng là chủ tịch hội đồng quản trị của nhà họ Hoác, Hoắc Trạch Minh thật sự không ném được thể diện đi mà đầu hàng với người thanh niên này. Ông ta chỉ có thể đáp, chuyện này rất rắc rối, tôi muốn cân nhắc một chút. Không sao cả, các ông có thể cân nhắc, tôi ở đây nghỉ ngơi một chút là được, bao giờ nghĩ xong thì đem cả tài liệu suốt 3 năm qua của nhà họ Hoắc qua đây. Nhớ là tất cả nhé, nếu các ông nghĩ mình có năng lực che giấu thì có thể thử, không sao hết, Hoắc Khải bình thản nói. Hoắc Trạch Minh sầm mặt lại, không nói gì nữa mà quay người đi thẳng. Sau đó, có người chuyển bàn, ghế và trà cùng đồ ăn vặt đến. Hoắc Tích Nguyên thì vẫn luôn đứng đó, không rời đi đâu cả. Ông ta rõ ràng là có ý định muốn nịnh bợ ông chủ của Hy vọng mới để biến bản thân thành người cai quản nhà họ Hoắc. Hoắc Khải cũng kệ ông ta, nói vài câu cho có. Hoắc Tích Nguyên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bèn nói, thật ra Hoắc Trạch Minh rất ngoan cố, lại còn kiêu ngạo nữa hoác trạch minh luôn cho mình là nhất đấy cậu xem người như thế thì có gì đáng tự hào chứ học tập năng lực mối quan hệ có cái nào bằng tôi đâu chẳng hiểu đứa cháu kia của tôi nghĩ gì nữa không làm được thì thôi đi lại còn giao quyền cho hoác trạch minh đúng là đầu óc có vấn đề mà hoác khải nhìn ông ta hỏi người cháu đó của ông sao rồi lâu lắm rồi tôi không nghe thấy tin tức của anh ta nữa hoác tích nguyên lắc đầu đáp tôi cũng không rõ nữa chỉ biết sau khi giao quyền thì đã đi du lịch vòng quanh thế giới với cô vợ kia rồi. Cậu ta cũng hay thật, sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì tự nhiên không làm nữa, nhẹ nhàng từ bỏ quyền lực luôn. Nói thật, tôi phục cậu ta thật sự, đáng tiếc là một người luôn nghĩ cho nhà họ Hot như tôi, lại vẫn bị Hoắc Trạch Minh kia chiếm ưu thế. Hoắc Tích Nguyên nói chuyện đầy ẩn ý, nói Hoắc Trạch Minh là một người vô dụng còn ông ta thì rất có năng lực. Hoắc Khải hiểu, nhưng cũng không quan tâm, cứ để ông ta nói cho đã. Một lúc sau, mấy người quản lý cấp cao của nhà họ hó hoác tươi cười quay lại, nói cậu Lý, về chuyện thu mua ấy mà, chúng tôi vẫn cần phải cân nhắc thêm. Nhưng để tiết kiệm thời gian cho cậu thì chúng tôi đã cho người lấy hết tài liệu qua đây rồi. Cậu mà cần thêm gì nữa thì cứ bảo chúng tôi nhé. Trong lúc ấy, mười mấy người khẽ nệ ôm một đống tài liệu đi vào sân. Những tài liệu này bao gồm mọi việc xảy ra suốt ba năm qua của nhà họ hó hoác, không thiếu một tờ nếu trồng lên thì chắc phải cao mấy chục mét mất. Hoắc Trạch Minh không lộ diện là vì muốn giữ chút mặt mũi cuối cùng cho nhà họ Hoắc, nhưng ông ta khó chịu với lời nói của Hoắc Khải cho nên đã cho người đem mớ tài liệu hổ lốn đến cho anh. Cậu muốn xem chứ gì, ừ thì xem đi, cho cậu mệt chết thì thôi. Hoắc Khải sao mà mắc bẫy được, trước khi đến, anh đã nghĩ kỹ mình muốn làm gì rồi. Lúc này tài liệu ở trước mặt, nhưng anh cũng không lật ra xem ngay nếu xem luôn thì không khác nào mò kim đáy bể lấy những tài liệu về chính sách quyết định của nhà họ hoác ra đây cho tôi rồi đến chính sách thị trường cuối cùng là tài liệu về toàn bộ nhân viên hoác khải ra lệnh mặc dù hoác trạch minh đã nói là phải ra oai trước mặt hoác khải nhưng đám người này thì không nghĩ thế nếu đã chuẩn bị để bị người ta thu mua rồi thì còn tỏ vẻ làm gì nữa vô nghĩa thật sự giờ hoác khải đã ra lệnh thì bọn họ lập tức cho người bắt đầu sắp xếp tài liệu Tốc độ của họ cũng khá nhanh, chưa đến 20 phút mà đã đưa ra được các tài liệu liên quan đến quyết định chiến lược rồi. Hoắc Khải cầm lấy rồi đọc từng tờ một. Anh đọc tài liệu rất chậm, có những cái chỉ lướt qua rồi thôi, nhưng có những chỗ phải xem đến mấy phút. Chương 620, giá. Hoắc Khải xem tài liệu liền 5 tiếng, không một lần ngẩng đầu lên. Đến cả trà mà Hoắc Tích Nguyên đem tới mà anh cũng không nhận. Điều này khiến Hoắc Tích Nguyên hơi lúng túng ông ta thì một lòng nịnh nọt, nhưng Hoắc Khải lại chẳng buồn phản ứng. Lại hai tiếng nữa trôi qua, lúc này Hoắc Khải mới dừng lại, hơi dụi mắt. Hoắc Tích Nguyên liền vội vàng đưa một cốc trà nóng qua và nói, "Cậu lý vất vả quá, uống cốc trà đã nào." Hoắc Khải vẫn không nhận trà, chỉ nhìn mấy thành viên nòng cốt và hỏi, "Hình như chủ tịch hội đồng quản trị Hoắc Trạch Minh nhà các ông đưa ra không ít ý kiến trong việc quyết định làm việc của nhà họ Hoắc mấy năm nay nhỉ?" "Đúng vậy," Chủ tịch hội đồng quản trị đi chu du khắp nơi, tiếp xúc nhiều, kiến thức rộng mở nên đưa ra rất nhiều ý kiến bổ ích một người đáp. Đã triển khai bao nhiêu cái? Giống bao nhiêu phần trăm với mục tiêu dự định? Hoắc Khải lại hỏi. Mấy thành viên nòng cốt đó sừng sốt, sao bọn họ trả lời được câu hỏi này chứ? Nhìn dáng vẻ của bọn họ, Hoắc Khải cũng biết là đã hỏi thừa, bèn lắc đầu nói, đem các chiến lược quyết sách và tài liệu triển khai tại thị trường cho tôi đi. Mấy người đó hơi lúng túng biết trong mắt người ta, bản thân mình chẳng có chút ấn tượng đáng tin nào. Nhưng cũng chẳng sao, dù sao thì sau khi bị thu mua, nhân viên cao cấp cũng sẽ bị đuổi đi hết, có ấn tượng tốt hay không cũng không ảnh hưởng gì mấy. Và lại, bọn họ cũng không định ở lại, một dòng họ bị thu mua mà ở lại thì chỉ là trò cười mà thôi, làm gì cũng thấy khó khăn. Hoắc Tích Nguyên đưa trà mấy lần liền mà đều bị Hoắc Khải ngó lơ, sắc mặt ông ta không dễ chịu chút nào, tức tối vô cùng ông ta không dám phát hỏa với Hoắc Khải mà phải lạnh lùng nói với đám người kia, hỏi gì cũng không biết, đúng là một đám vô dụng mà. Bảo sao người ta nói chủ nào tớ nấy, Hoắc Trạch Minh với các người đúng là cùng một ruột mà. Đám người bị chửi thì đều đen mặt lại, nhưng chỉ có thể im lặng đứng đó. Hiện giờ, bọn họ biết Hoắc Tích Nguyên đang nịnh nọt ông chủ của hy vọng mới nên đều cho rằng sau này nhà họ Hoắc sẽ do Hoắc Tích Nguyên nắm quyền. Thế thì tội gì phải đắc tội ông ta vào lúc này chứ? cứ để ông ta diếu võ dương oai đi, dù sao cũng sẽ chẳng phải nghe nhiều nữa. Sự im lặng của bọn họ khiến Hoác Tích Nguyên thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù ông chủ của hy vọng mới không nể mặt ông ta, nhưng ông ta vẫn lấy lại được thể diện. Nếu là ngày trước, đám thành viên nòng cốt này sẽ chịu nghe ông ta dạy dỗ sao? Sợ là ông ta vừa mới cất lời thì đã bị chửi ngược lại rồi. Thời gian sau đó, Hoác Khải, đèn sách thâu đêm, đọc một lượt tài liệu quan trọng của nhà họ Hoác. Các tài liệu tính ra khá nhiều, chỉ nguyên quyết sách chiến lược đã mất khoảng 6,7 tiếng rồi, phần còn lại không tốn 2,3 ngày mới lạ. Dù sao anh cũng chỉ đến một mình chứ không mang theo đội nhóm đến. Mà điều này cũng khiến người nhà họ hoắc cảm thấy kỳ lạ, nhất là hoắc trạch minh. Khi nghe nói hoắc khải một mình xem tài liệu, ông ta thấy bực bội vô cùng. Sao cậu ta không dẫn người đến? Hy vọng mới có nhiều nhân tài về phương diện này lắm mà. Tôi nghe nói bọn họ còn lập hẳn một phòng ban chuyên trách để thu mua nữa kìa, Hoắc Trạch Minh hỏi. Dĩ nhiên là không ai có thể trả lời nổi câu này mà chỉ có thể cho rằng đây là sở thích cá nhân của Hoắc Khải. Có lẽ anh lại thích tự lực như thế, không muốn người khác nhúng tay vào. Trong lúc Hoắc Khải đi vào nhà họ Hoắc thì bên ngoài cũng đã loan tin này đi khắp trốn. Dĩ nhiên nhà họ Hoắc cũng thổi thêm lửa vào gió. Nhà họ Hoắc sắp bị hy vọng mới thu mua ông chủ lý phong tự mình đến nhà họ hoắc đàm phán tin tức này truyền ra cũng không vượt qua dữ liệu của quần chúng mà khiến cho thế lực chống đối với hệ thống hy vọng mới đã giảm đi ít nhiều khi bọn họ có được đáp án khẳng định của ninh thần và giản tư tư xác nhận hy vọng mới thật sự sẽ thu mua lại nhà họ hoắc thì rất nhiều công ty từ bỏ tấn công dù sao đằng nào cũng là người nhà còn đánh đấm gì nữa đánh cho lắm vào thì cũng là hy vọng mới được lợi mà nhỡ đắc tội với ông chủ thì lại không có quả ăn. Mấy ngày sau, Hoắc Khải mới xem xong chính sách và tài liệu triển khai trên thị trường. Đã 4 ngày kể từ lúc anh đi vào nhà họ Hoắc. Trong 4 ngày này, Hoắc Khải vẫn luôn ngồi dưới cây đa, ăn uống ngủ nghỉ đều ở đây hết. Rất nhiều người nhà họ Hoắc ban đầu còn nhìn anh với ánh mắt thù địch, nhưng giờ lại chuyển sang tò mò. Thậm chí, một số người thanh niên có tính cách cởi mở còn lộ ra sự tôn sùng và bái phục với Hoắc Khải chẳng trách mà hy vọng mới phát triển lớn đến vậy, ông chủ của một công ty có giá trị hơn 10.000 tỷ mà có thể ở đây xem tài liệu liền 4 ngày. Chưa nói đến cái khác, chỉ tính đến số gần đang chạy trên đầu anh kia, trên đời có mấy ai sánh bằng. So với anh, bản thân họ không khác gì con giòi lười. Sau khi xem tài liệu xong, Hoác Khải không tiếp tục xem tài liệu của toàn bộ nhân viên nữa mà nói, tôi nghỉ chút đã, lát ngủ dậy thì bảo chủ tịch hội đồng quản trị Hoác Trạch Minh đến gặp tôi. Nói rồi, không chờ người khác nói gì, Hoắc Khải đã nằm thẳng xuống cái giường gỗ dưới gốc cây đa để ngủ. Anh thật sự mệt mỏi quá đỗi, nên ngủ rất ngon. Nhìn Hoắc Khải đang ngủ say kia, đám người nhà họ Hoắc đều ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm gì. Bọn họ đoán được rằng, khi Hoắc Khải tỉnh lại, có lẽ thời khắc đàm phán thu mua sẽ bắt đầu. Bọn họ chờ 4 ngày mà không khác gì một năm. Cuối cùng ngày này cũng đến, cho nên ai cũng kích động và lo lắng vì bọn họ không biết Hoắc Khải sẽ đưa ra cái giá thế nào. Nếu quá thấp thì sẽ khiến người ta thất vọng. Hoắc Trạch Minh hay tin thì nhanh chóng bình ổn lại nội tâm của mình và yên tĩnh chờ trong phòng. Mãi 6 tiếng sau, Hoắc Khải mới tỉnh lại và gọi Hoắc Trạch Minh đến luôn. Lúc Hoắc Trạch Minh tới, anh đang uống trà. Đây là trà do Hoắc Khải tự pha. Hoắc Tích Nguyên đứng bên cạnh, vẻ mặt mệt mỏi. Mấy ngày này, ông ta chỉ ngủ có 2,3 tiếng và thức cùng Hoắc Khải. Hoắc Khải dám ngủ nhưng ông ta thì không, sợ bỏ lỡ thời khắc quan trọng. Đàm phán thu mua là thời khắc quan trọng nhất, là người cầm quyền nhà họ Hoắc trong tương lai, Hoắc Tích Nguyên cho là bản thân phải có mặt ở đây. Uống một ngụm trà nóng cho nhuận giọng, cũng tan biến đi một chút mệt mỏi những ngày qua. Từ trên giường ngồi dậy, đi một vòng quanh, hoạt động gân cốt, sau đó Hoắc Khải mới đứng lại trước mặt Hoắc Trạch Minh. Nhìn người đàn ông trung niên có vẻ hơi lo lắng này, Hoắc Khải bật cười, chủ tịch hội đồng quản trị Hoắc có vẻ không thoải mái nhỉ, sao thế, không nỡ số quyền lực này à? Hoắc Trạch Minh run rẩy, khẽ thở dài, điều gì cần đến sẽ phải đến. Ông ta đáp, nói nỡ thì là giả, nhưng nói không nỡ thì cũng không đến mức đó. Tôi nghĩ rất rõ ràng rồi, chỉ cần cho người nhà họ Hoắc một câu trả lời thuyết phục thì có quyền lực hay không cũng không quan trọng nữa. Ông nói chuyện rất có kỹ năng đó, là một cách tạo áp lực sao? Hoắc Khải lại hỏi Hoắc trạch minh lắc đầu đáp tôi chỉ nói thật lòng mà thôi hoắc khải lại bật cười ừ nếu ông đã nói đến thế rồi thì tôi cũng bày tỏ suy nghĩ của mình nhé đám thành viên nòng cốt của nhà họ hoắc đều lên tinh thần để nghe sợ mình bỏ lỡ từ khóa quan trọng tài sản của nhà họ hoắc không cần nói nhiều sẽ có người đến đánh giá nhưng tôi thì cho rằng nhà họ hoắc vẫn còn gốc rễ mặc dù hy vọng mới có thể đánh nhà họ hoắc thảm hại sau đó mua với giá thấp để thu dọn tàn cục nhưng tôi cho rằng đó không phải kết quả tốt nhất. Nhà họ hóc mà tan rã thì cho dù chúng tôi có thu thập lại tài sản và thành lập lại một hệ thống hoàn chỉnh mới thì cũng phải tốn rất nhiều nhân lực và vật lực. Cho nên, tôi sẽ thu mua nhà họ hóc với giá 100 tỷ. Tiền đề của cái giá này là người nhà họ hóc phải nghe theo lệnh tôi. Bảo ai đi, người đó phải đi, bảo ai ở, người đó phải ở, mọi người hiểu chứ, hoặc khải hỏi. Hoặc trạch minh lại thở dài đáp, tôi hiểu ý cậu. Cậu yên tâm. Nếu cậu bảo tôi đi thì tôi sẽ không phản đối gì cả. Về việc giá cả, nói thật, cái giá này còn vượt qua dự đoán của tôi. Tôi nghĩ nhà họ Hoắc cũng sẽ không phản đối đâu. Chương 621, ông vẫn là chủ tịch. Trước khi Hoắc Khải lên tiếng, Hoắc Trạch Minh và những người khác của nhà họ Hoắc đã đoán chừng bảng giá nằm trong khoảng 40 tỷ tới 70 tỷ. Đừng thấy tổng tài sản của nhà họ Hoắc trong thời kỳ thịnh vượng nhất cũng hơn 300 tỷ, nhưng vừa trải qua thời kỳ cạnh tranh tài sản hao hụt khá nhiều, vốn lưu động đã bị đứt đoạn. Mà việc mới bị hệ thống của hy vọng mới bao vây tiếu trừ đã khiến nhà họ hoắc tổn thất hơn 100 tỷ. Đến lúc này, tổng tài sản đã có lại còn hơn 200 tỷ thôi. Nói là 200 tỷ nhưng thực tế thì tiền mặt lại không nhiều. Nếu như bị thu mua, nhiều công ty sẽ rơi vào tình thế không thuận lợi, thường là không đạt tới một phần 10 giá trị. Cuống chi nhà họ hoắc và hy vọng mới là kẻ thù, Hệ thống của Hy vọng mới cũng đã tuyên bố muốn đánh chết nhà họ Hoắc, không cho họ một con đường sống nào. Vì thế, giờ có thể lấy được hơn 70 tỷ tiền mặt, người nhà họ Hoắc đã rất hài lòng. Vốn dĩ họ cho rằng, nếu Hy vọng mới ép giá quá thấp thì cái giá thấp nhất cũng phải hơn 40 tỷ mới được. Nếu không, số tiền đó hoàn toàn không đủ chia cho số người đông đảo của nhà họ Hoắc. Ai ngờ được Hoắc Khải vừa mở miệng là hơn trăm tỷ, điều này vượt qua dự đoán của họ điều này khiến mấy phương án ứng phó mà Hoác Trạch Minh và mọi người cùng thảo luận đều tiêu tùng. Trước đó, họ cố gắng bao nhiêu, giờ chỉ thấy mỉa mai bấy nhiêu. Tự mình suy tư tới bạc đầu, cứ nghĩ cách làm sao để có thêm chút tiền. Giờ người ta vừa há miệng là đã cho 100 tỷ, còn nói gì được nữa. Dù là là người luôn kiêu ngạo như Hoác Trạch Minh, ông ta chỉ cảm thấy mặt đỏ lúc này, càng thêm bội phục Hoác Khải. Người này quyết đoán tới mức khó tin, ít nhất thì ông ta cũng không làm được như vậy. Hoác Khải mỉm cười, tài sản của nhà họ Hoác đều là tài sản giá trị cao, điều này tôi rất rõ, vì thế nên tôi không ép giá quá thấp. Tất nhiên, tốt nhất là các người cũng đừng dở trò, nếu phát hiện âm mưu gì đấy, đối với tôi hay ông đều không phải là chuyện tốt. Tôi nghĩ chắc chủ tịch Hoác rất rõ. Hoác Trạch Minh gật đầu, tôi hiểu, cậu yên tâm. Nhà họ Hoác không có ý kiến gì với giá cả này. Chúng tôi sẽ không làm gì, cậu thấy chúng ở trong tay nhà họ hoác thế nào, giao vào tay cậu vẫn giữ nguyên như thế. Vậy à, thế thì tôi cũng muốn hỏi, nếu có thay đổi quan trọng về nhân sự thì sao, hoác khải hỏi thẳng. Hoác trạch minh cắn răng đáp, không có, nhà họ hoác đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu cậu phái chủ tịch mới tới, tôi sẽ bàn giao cho người đó, không ai dám dở trò mở ám. Tôi đảm bảo với cậu việc này. Được, nể tình chủ tịch hoác hào sảng, tôi cũng hào phóng một chút, Chủ tịch kế nhiệm của nhà họ Hoắc, Hoắc Khải nói tới đó thì ngừng một chút. Mọi người căng thẳng nhìn anh, Hoắc Tích Nguyên không nhịn được mà tiến lên một bước, để lộ ánh mắt mong đợi và đắc ý. Theo ông ta, chức vụ chủ tịch nằm chắc trong tay mình rồi. Dù Hoắc Khải muốn phái một chủ tịch tới giữa chừng thì ông ta vẫn sẽ có chức vụ cao hơn bây giờ. Mà đám người trước mắt ông ta, sợ là sắp bị cho ao rồi. Còn Hoắc Trạch Minh lại có vẻ mặt ảm đạm chắc là ông ta cảm giác được tiền đồ của mình đã dừng ở đây. Nhưng một giây, Hoác Khải lại làm ông ta ngây dại. Chủ tịch kế nhiệm của nhà họ Hoác vẫn do ông Hoác Trạch Minh đảm nhận. Hơn nữa, tôi cho phép trong vòng 3 năm, nếu không có tổn thất nghiêm trọng, chức vụ chủ tịch sẽ không có điều chỉnh và hạn chế gì, Hoác Khải tuyên bố. Lời này vừa được thốt ra, tất cả đều xứng người. Chủ tịch kế nhiệm vẫn là Hoác Trạch Minh. Họ đang hoài nghi là tai mình có phải nghe nhầm không? đặc biệt là hoác tích nguyên ông ta không chịu được mà hỏi hoác khải cậu lý không phải là cậu nói nhầm chứ hoác trạch minh tôi không nói nhầm hoác khải lắc đầu tôi đã xem qua tài liệu quyết sách chiến lược của nhà họ hoác đa số đều là do chủ tịch hoác trạch minh đề nghị hơn nữa phương hướng cũng chính xác từ điểm đó có thể thấy ông ta có tư duy chiến lược cũng là một chủ tịch trụ cột đạt tiêu chuẩn vì thế để ông hoác trạch minh đảm nhiệm chức chủ tịch là lựa chọn chính xác nhất đương nhiên Tôi không thể chắc chắn là chủ tịch Hoắc có còn bằng lòng đảm nhận chức vụ này nữa hay không. Nếu không bằng lòng, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Lời đã nói tới đó, Hoắc Trạch Minh còn nói gì được đây? Sự kinh ngạc hiện rõ lên mặt ông ta, thậm chí Hoắc Trạch Minh còn rất cảm kích Hoắc Khải, "Tôi bằng lòng. Tất nhiên là bằng lòng. Tôi chân thành cảm ơn cậu Lý. Tôi không ngờ mình còn có thể nhận chức vụ chủ tịch. Xin cậu yên tâm, chỉ cần tôi còn ở, nhà họ Hoắc sẽ không phát sinh thêm vấn đề." tôi cũng sẽ cố gắng hết sức giúp nhà họ Hoác phát triển. Tôi tin Chủ tịch Hoác nói được thì làm được, nhưng trước đó, tôi cần nhắc nhở một chút, sau này đây sẽ là công ty con dưới chướng hy vọng mới, các vị cũng sẽ được đặt tên theo 60 công ty chi nhánh mà không phải là nhà họ Hoác nữa. Vì thế, xương hô của các vị cần thay đổi, Hoác Khải nói. Hoác Trạch Minh hơi giật mình, sau đó ông ta cũng gật đầu. Đối với ông ta, tên nhà họ Hoác có thể đổi hay không thì cũng không quá quan trọng, nếu đã bán nhà họ Hoắc, phải còn để ý tên gọi làm gì? Như lúc này, Hoắc Khải đồng ý để ông ta tiếp tục quản lý nhà họ Hoắc, đó đã là chuyện rất tốt rồi. Lương hàng năm của ông sau này là một tệ, đến cuối năm, nếu lợi nhuận của nhà họ Hoắc vượt qua mức yêu cầu, tôi sẽ thưởng ông tiền thưởng. Khi lợi nhuận cao hơn một bậc, cấp bậc tiền thưởng của ông sẽ tăng, tôi không dám nói là cao bao nhiêu nhưng thấp nhất cũng có thể hơn trăm triệu, Hoắc Khải nói tiếp. Hoắc Trạch Minh nghe thấy thế thì hai mắt sáng rực, có thể tiếp tục quản lý nhà họ Hoắc, còn được tiền thưởng tối thiểu hơn trăm triệu, dù tiền lương chỉ có một tệ thì đã sao. Hoắc Trạch Minh khá tự tin về năng lực của mình, ông ta tin mình có thể hoàn thành yêu cầu của Hoắc Khải. Thành viên ban giám đốc sẽ có điều chỉnh tương đối, có người phải rời đi nhưng đa số đều được giữ lại. Đương nhiên, nếu ai muốn đi, tôi cũng không cản. Có điều, tôi hy vọng người ở lại hiểu rõ một việc là sau này, các vị không còn là thành viên của nhà họ Hoắc, mà đã trở thành quản lý cấp cao của công ty chi nhánh trực thuộc Hy vọng mới. Mọi việc phải coi ích lợi của Hy vọng mới là chuẩn. Bất kể bên ngoài có bao nhiêu cám dỗ hay uy hiếp, các vị đều phải nhớ kỹ điều này. Hy vọng mới rất chào đón các vị, nhưng với người phản phúc, tôi sẽ không nương tay." Hoắc Khải nói một tràng này là để nhắc những người này phải quên đi quá khứ. Thế lực ngầm đã bỏ nhà họ Hoắc, các người từ bỏ ý nghĩ quay về đi buông chi theo góc độ lý trí, hy vọng mới hiện giờ còn lớn mạnh hơn thế lực ngầm. Nếu muốn tìm chỗ dựa, sao không tìm kẻ mạnh hơn? Hoắc Khải tin người nhà họ Hoắc sẽ suy nghĩ cẩn thận về lý lẽ này, đây cũng là lý do vì sao anh không sa thải Hoắc Trạch Minh, cũng không định gây ra biến động nhân sự quá lớn. Chỉ cần người nhà họ Hoắc cẩn thận suy ngẫm đạo lý trong đó, những người muốn gây bất lợi cho hy vọng mới thì bọn họ sẽ chủ động bắt lấy. Đánh một gậy rồi cho một viên kẹo đây là chiêu trò mà Hoác Khải rất am hiểu, trong lòng anh có kỹ xảo vô cùng cùng cao siêu. Không nói ai khác, chỉ nói Hoác Trạch Minh, ông ta đã trung thành với Hoác Khải. Dùng chi phí 100 triệu một năm để đổi lấy một quản lý cấp cao có năng lực, đồng thời quét sạch những kẻ phản bội trong nhà họ Hoác, Hoác Khải lại cảm thấy giao dịch này rất đáng. Còn về tài chính 100 tỷ kia, anh chẳng coi ra gì. Đối với hy vọng mới, tiền đã không còn là thứ quan trọng. Dù Hóc Khải tự mình nhận vụ thu mua này nhưng phương án thực thi cụ thể thế nào thì còn cần bộ phận pháp lý của Hy vọng mới đưa ra phương án phù hợp. Bao gồm việc kiểm kê tài sản, bàn giao, điều động và phân phối nhân viên của nhà họ Hóc, Hy vọng mới sẽ phái nhân viên giám thị tới, tầng lớp quản lý cấp cao sẽ điều chỉnh, những điều này cần nhanh chóng giải quyết. Nhưng mấy việc nhỏ này không cần Hóc Khải tự mình nhúng tay vào, anh tin đội ngũ của Hy vọng mới có thể giải quyết một cách hoàn mỹ. Có lần thu mua này làm nhịp cầu địa vị của Hoác Khải ở nhà họ Hoác tăng cao. Trừ vào kẻ còn ngoan cố, những người khác đều trở nên tán thường anh thay vì thù hận, thậm chí là sùng bái. chương 622, Anh Hùng Nhất là những người còn trẻ, khả năng tiếp nhận cao, tư tưởng thay đổi cũng nhanh. Sau khi biết Hoác Khải đồng ý để Hoác Trạch Minh ở lại tiếp tục làm chủ tịch hội đồng quản trị, ai cũng khâm phục anh. Có được khí phách như thế này, đúng là quá đỉnh. Không hổ là ông chủ của công ty hy vọng mới trong số này, người thấy kém vui, nhất là Hoác Tích Nguyên. Vốn dĩ ông ta tính rằng mình có thể nhận được chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị, cùng lắm cũng phải là CEO. Nào ngờ, Hoác Khải không hề nhắc đến tên ông ta. Tới tận mấy ngày sau, khi hy vọng mới chính thức thông báo về việc thua mới, kế hoạch điều chỉnh nhân sự của nhà họ Hoác mới được công bố. Giống như Hoác Khải đã hứa, đa số quản lý cao cấp của nhà họ Hoác không bị điều chỉnh, chỉ có khoảng 10 người, ngồi nhầm chỗ, bị giáng chức hoặc cho thôi việc. Cũng có một số người không muốn sống cảnh núp bóng người khác nên chọn cách chủ động rời đi. Khoảng 20 đến 30 vị trí còn trống sẽ nhanh chóng được lấp đầy bởi người của Hy vọng mới. Còn nhân viên cấp thấp có quá nửa không bị điều chỉnh, một nửa còn lại được điều chuyển công tác theo khả năng làm việc và lĩnh vực sở trường. Như thế có thể đảm bảo rằng người của các phòng ban không quá thân thiết với nhau, cũng dễ cho người của Hy vọng mới giám sát họ. Bởi vì trước kia nhà họ Hoắc rất thích dùng người ngoài, nhất là nhân viên cấp thấp và nhân viên cấp giữa, có tới 50% là người mang họ khác. Những người này không có cảm giác bản thân mình thuộc về nhà họ Hoắc, họ, họ chỉ nhận định kẻ mạnh thôi. Nếu tất cả mọi người đều họ Hoắc, Hoắc Khải thực sự không dám làm đơn giản như vậy. Sau cùng, Hoắc Tích Nguyên chỉ vớt được chức tổng giám đốc của một khu vực. Tuy rằng phạm vi quyền lực đã bao quát nhiều tỉnh thành, nhưng ông ta vẫn cảm thấy khó chịu. Bản thân mình đáng ra phải làm chủ tịch hội đồng quản trị, sao lại chỉ là nhân vật xếp hạng 10 đổ ra trong hội đồng quản trị chứ? Hoắc Khải không cần quan tâm nhiều như thế, tuy rằng mấy năm gần đây Hoắc Tích Nguyên bị người ta nhắm tới, nhưng chỉ là nguyên nhân khách quan. Nếu Hoắc Tích Nguyên thực sự có năng lực, ông ta nên vận hành khu vực của mình thật tốt, để người ta biết rằng ông ta không phải dạng vô dụng cứ bị nhắm tới là hỏng bét. Nhưng Hoắc Tích Nguyên không làm như vậy, ông ta tự nguyện bị bỏ lại không quan tâm tới điều gì khác, khiến sản nghiệp dưới trướng liên tục trượt dài. Cho dù năng lực cá nhân của ông ta rất mạnh, nhưng tính cách này tuyệt đối không được hoác khải trọng dụng. Vừa mới bị chĩa mũi rùi và gặp một số khó khăn khách quan mà ông đã bỏ cuộc rồi thì làm sao trông chờ ông dẫn dắt cả một công ty với tài sản hàng trăm tỷ phát triển và hưng thịnh chứ? Công ty như thế này cần được dẫn dắt bởi một người có tố chất tâm lý cực kỳ vững vàng, không dễ dàng gục ngã. Hoắc Tích Nguyên chắc chắn không phải người như vậy. Ngược lại, mấy năm qua, Hoắc Trạch Minh thể hiện ra tiềm năng rất tốt, nhất là tầm nhìn và mạng lưới quan hệ mà ông ta có được ở nước ngoài phù hợp đảm nhiệm chức vụ chủ tịch này. Suy xét từ nhiều mặt, có người vui mừng, có người bất mãn, nhưng đã không liên quan gì tới Hoắc Khải nữa. Thu hồi được nhà họ Hoắc, coi như chấm hết một khúc mắc lớn trong lòng anh. Chỉ ít thì sau này không cần lo rằng gia tộc của mình sẽ rơi vào tay người khác tin tức hy vọng mới thu mua công ty nhà họ hót nhanh chóng lan ra khắp toàn quốc, con số hàng trăm tỷ trong giao dịch này khiến rất nhiều người phải nhận thức rõ ràng hơn về thực lực của hy vọng mới. Trên thế giới này không có quá nhiều công ty lấy ra được hàng trăm tỷ tiền mặt để làm giao dịch, cho dù không sở hữu hai công nghệ vượt thời đại kia, bây giờ hy vọng mới cũng đủ đứng hàng ngũ đầu của thế giới. Mà rất nhiều người chú ý rằng hy vọng mới thu mua nhà họ hót là thu mua toàn bộ. Dường như chuyện này không có gì ghê gớm lắm, nhưng trên thực tế tính đến thời điểm hiện tại tất cả các thương vụ thu mua của hy vọng mới về cơ bản chỉ khống chế quyền cổ phần rất ít khi thu mua toàn bộ anh muốn mua nhưng chưa chắc họ đã muốn bán bởi vì quan điểm của hoác khải là tôi thu mua công ty của anh vì coi trọng tiềm năng phát triển của các anh chứ không phải bản thân công ty này nếu không có các anh tiếp tục dẫn dắt công ty phát triển tôi mua nó về làm gì thế nên tính đến thời điểm hiện tại ngoại trừ nhà họ hoác ra công ty bị thu mua cổ phần nhiều nhất cũng chỉ đến 90% thôi, và lại tổng tài sản của công ty này cũng chỉ có hơn 1 tỷ, nhỏ bé đến đáng thương nếu so sánh cùng nhà họ Hoác. Có người cho rằng, hy vọng mới thu mua toàn bộ nhà họ Hoác có lẽ vì cải tạo gia tộc từng lớn mạnh này thành công cụ sắc bén để công thành phá lũy của hy vọng mới. Dù sao thì nhà họ Hoác vận hành bao nhiêu năm rồi, có cơ sở khá ổn trong nhiều ngành nghề và trên nhiều tỉnh thành của cả nước. Nếu có thể sử dụng điều này một cách thỏa đáng, sẽ đem đến sự tiện lợi cực lớn về nghiệp vụ cho hy vọng mới. Nhất là trên phương diện lôi kéo và vận hành thị trường, có thể tiết kiệm được thời gian, nhân lực và tài lực đáng kể. Tóm lại, tuy rằng giao dịch này lên đến hàng trăm tỷ, nhưng tất cả mọi người cho rằng, hy vọng mới hời rồi. Mà đến thời điểm này, cuộc chiến thương mại giữa hy vọng mới và nhà họ hóc cuối cùng cũng chấm dứt. Kết cục cuối cùng là một bên trong số họ bị thu mua. Nói thật này, điều này vẫn khiến rất nhiều người thấy bất ngờ. Khi cuộc chiến mới bắt đầu, nhiều người cảm thấy phe này hy vọng mới toi rồi, ai ngờ được sau cùng nhà họ hóc mới là bên bị thu mua chứ. Cho dù nguyên nhân phần lớn trong việc này là do hoác khải xử lý được công nghệ tái sinh ở nước ngoài, khiến tiềm lực của hy vọng mới tăng vọt, được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước để mắt tới, từ đó đứng ở vị thế không thể thất bại nổi. Nhưng ở thời kỳ đầu, khi chưa có tin tức gì công nghệ tái sinh, Khả năng co giãn cực mạnh mà hy vọng mới thể hiện ra cũng khiến người ta phải nhìn nhận bằng con mắt khác. Nói một cách công tâm, không được mấy công ty có thể gắng gượng được lâu như thế trong tình cảnh ấy. Từ đầu đến cuối, người của hy vọng mới chủ động từ chức hoặc phản bội công ty cộng vào chưa tới 20 người. So với biểu hiện của những công ty gặp nguy trước đó thì con số này đáng được coi như kỳ tích. Mà từ nay về sau Chắc hẳn trước khi Hy vọng mới chính thức tuyên bố phá sản thì dù có gặp phải nguy cơ lớn cỡ nào, e rằng không ai muốn đi đâu. Còn về phần 20 người đã bỏ đi trước đó, chắc giờ họ đang khóc đến chết ngất trong phòng vệ sinh. Ngày công bố thu mua nhà họ Hoắc, hệ thống mạng nội bộ của tổng bộ Hy vọng mới gửi email tới toàn bộ nhân viên, căn cứ vào vai trò cùng cống hiến của họ trong nguy cơ lần này mà tiến hành phát thưởng bằng cổ phiếu. Người ít nhất cũng nhận được 10 cổ phiếu, mà người nhiều nhất, ví dụ như Giản Tư Tư thậm chí còn nhận được 1.000 cổ phiếu. Đồng thời, Ninh Thần Đích Thân thông báo rằng giá cổ phiếu của Hy vọng mới tại nội địa lại tăng thêm 50% nữa. Cũng có nghĩa là, chỉ với một lần phát thưởng, mỗi người nhận được ít nhất số cổ phiếu đáng giá 200.000 tệ, mà giản tư tư thậm chí còn nhận được phần thưởng tương đương 25 triệu tệ trong một lần. Đồng thời, tất cả cổ phiếu có thể mang đến công ty đổi thành tiền mặt ngay lập tức. Nếu muốn giữ cổ phiếu thì cứ giữ không muốn giữ thì tôi cho anh tiền rồi thu cổ phiếu rồi, tùy anh lựa chọn. Có khoảng một phần ba số người chọn đổi cổ phiếu thành tiền mặt, nhưng không ai muốn bán đứt tất cả cổ phiếu, chỉ ít cũng phải giữ lại một cổ phiếu, coi như làm kỷ niệm. Những người này đa phần là nhân viên cấp thấp được thưởng khá ít, họ hy vọng lấy được tiền mặt, cải thiện cuộc sống hiện tại. Còn những người được thưởng nhiều hơn thì giữ hết cổ phiếu lại, đợi ngày tăng giá trong tương lai. Với tiềm lực hiện tại của hy vọng mới, sau này mỗi cổ phiếu tăng giá tới 100.000 tệ cũng không có gì lạ. Họ không định rời khỏi công ty này, nên có thừa nhẫn nại để đợi tiếp. Ngoài các nhân viên của Hy vọng mới ra, người vui nhất có lẽ là những nhà đầu tư đã mua cổ phiếu của Hy vọng mới từ trước. Chẳng cần làm gì mà giá cổ phiếu lại tăng thêm 5.000 cho mỗi cổ phiếu, đồng nghĩa với tài sản trong tay tự dưng nhiều thêm 25%. Trong thời đại mà nền kinh tế không quá phát triển như hiện nay, làm gì có biên độ tăng nào nhanh hơn loại hình đầu tư này nữa. Người nào mua càng nhiều thì càng được lợi nhiều, nhất là những bên đầu tư quy mô lớn, có lẽ họ kiếm thêm được 10 chữ số ấy chứ. Điều này cũng thu hút thêm nhiều người tới mua cổ phiếu của Hy vọng mới. Trong một thoáng chốc, mua cổ phiếu của Hy vọng mới trở thành trào lưu đầu tư điên cuồng thứ hai mà nhân dân cả nước cùng tham gia. To thì có nhà đầu tư quy mô lớn, nhỏ thì có dân thường Ai cũng vui vẻ đập tiền vào tài khoản của Hy vọng mới. Thu mua nhà họ Hoắc tiêu tốn 100 tỷ, thế mà thông báo đăng tải chưa được mấy ngày, Hy vọng mới đã thu về hơn 150 tỷ tiền vốn. Thế nên đối với họ mà nói, tiền nong không thành vấn đề. Thêm vào đó, cộng với giá trị tài sản chất lượng của nhà họ Hoắc, nhìn chung thu hoạch của Hy vọng mới phải đến vài trăm tỷ. Rất nhiều người thở dài, hy vọng mới có thể phát triển nhanh như vậy toàn nhờ đám kẻ thù đầu óc kém linh hoạt mang tiền tới tận cửa. Nội bộ của hy vọng mới tràn ngập một thứ khí thế vô địch, tất cả mọi người kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm thấy tự hào vì có thể làm việc trong một công ty vĩ đại như vậy. Riêng Hoác Khải thì trở thành anh hùng trong lòng tất cả mọi người. chương 623, Đặc Quyền Sau khi hoàn thành việc thu mua nhà họ Hoác, Ninh Thần từng hỏi Hoác Khải, có cần gọi đoàn đội kỹ thuật VR và công nghệ tái sinh về nước không? Theo Ninh Thần, dù thế giới bên ngoài rất lớn nhưng cô biết không nhiều. Mà ở nơi không biết rõ, con người thường có tâm lý đề phòng, đây là lý do chủ yếu khiến nhiều người thà ở lại một nơi nhỏ bé cả đời chứ không chịu ra ngoài. Nhưng Hoắc Khải thì khác, anh lại biết rất rõ rằng dù trông có vẻ như Hy vọng mới đã đứng đầu thị trường trong nước, thực tế, thế lực ngầm vẫn như con rắn độc đang ẩn núp. Nếu không hoàn toàn đánh bại nó, đoàn đội về nước chỉ tạo cơ hội cho đối phương tìm được sơ hở hệ thống hoàn mỹ cỡ nào cũng không phải là vô địch thật sự, huống chi có câu nói, thành lũy vững chắc nhất thường bị công phá từ bên trong. Tuy hệ thống hy vọng mới rất mạnh nhưng công ty dính dáng tới nó quá nhiều, sau này kỹ thuật VR và công nghệ tái sinh sẽ kết nối với đủ các ngành nghề để phát triển. Có kết nối thì sẽ có sơ hở, từ đó dễ dàng thâm nhập. Trái lại, tuy tình huống ở nước ngoài khá phức tạp nhưng có một điều đơn giản là cho phép sở hữu lực lượng vũ trang cá nhân. Trong lòng hoắc khải, không gì có sức uy hiếp hơn súng ống đạn dược. Đội ngũ tinh anh và lực lượng bảo vệ của cổ ngôn tài đủ để duy trì an ninh cho đội ngũ, và lại, Hoác Khải sẽ nhanh chóng mở rộng quy mô của đội ngũ tinh anh, đồng thời thiết lập thêm đội ngũ cá nhân lớn mạnh hơn nữa. Những chuyện như bị ép chuyển dịch hay bị đánh lén giữa chừng không có nhiều khả năng xảy ra nữa. Vì vậy, hai tốt người này ở nước ngoài sẽ an toàn hơn là ở trong nước. Ninh thần không quá hiểu biết về tình hình quốc tế nhưng cô tin sự phán đoán của chồng. Nếu Hoác Khải nói ở nước ngoài tốt thì cô không nói gì nữa. Giải quyết chuyện nhà họ Hoác xong, mục tiêu kế tiếp của Hoác Khải là thế lực trong bóng tối. Nhưng thế lực này liên quan tới rất nhiều công ty, cho dù hy vọng mới đang có quy mô khổng lồ nhưng nếu muốn tiêu diệt đối phương trong một lần hành động thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu làm không tốt có thể sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế tổng thể của quốc gia, dù sao thì thế lực ngầm cũng đã nắm giữ gần một nửa trong số 200 công ty hàng đầu, tính ra thì quy mô cũng không thua kém hy vọng mới. Trong lần tranh đấu trước đó, chúng từ bỏ nhà họ hoắc là vì không muốn cứng đối cứng với một kẻ thù mạnh. Chiến lược phát triển tốt nhất của thế lực ngầm là thẩm thấu, chờ một cơ hội thích hợp để giải quyết hết toàn bộ đối thủ cạnh tranh. Chống lại hy vọng mới đang chiếm ưu thế một cách trực diện chắc chắn không phải ý tưởng hay. Mà Hoắc Khải cũng biết mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng anh vẫn muốn thử một chút, tạm thời xẻo mất vài khối thịt của đối thủ, xem động tính của chúng, thử xem giới hạn ở đâu. Nếu thế lực ngầm vẫn nhẫn nhịn, Hoắc Khải sẽ từ từ cắn nuốt sức mạnh của chúng, nếu đối phương không nhịn nổi thì anh đổi cách khác. Nói tóm lại, Hoắc Khải đang muốn dùng chiến thuật địch không động, ta động, địch động, ta không động. Khi được anh gợi ý, đoàn đội thu mua của Hy Vọng mới chính thức đề nghị thu mua vài công ty đã niêm yết cổ phiếu. Đối với thế giới bên ngoài, đây cũng không phải chuyện gì khiến người ta bất ngờ, dù sao Hy vọng mới thu mua công ty khác đã không phải chuyện mới xảy ra. Trong mấy năm nay, chưa có một công ty nào vung tiền biên cuồng như họ. Trong một năm ngắn ngủi, chiến tích thu mua mấy chục công ty đúng là khiến người ta chấn động. Hơn nữa, trong mấy công ty được Hy vọng mới thu mua, có không ít công ty sở hữu tài sản cả tỷ bạc hay chục tỷ ngay cả nhà họ hoác tài sản mấy trăm tỷ bây giờ cũng đã thành một trong những công ty chi nhánh dưới quyền hy vọng mới nên họ thu mua thêm ai cũng không có gì kỳ lạ thậm chí thế lực ngầm cũng không có phản ứng gì trong chiến dịch thu mua này dường như chúng còn khá vui vẻ đồng ý thông qua vài cuộc đàm phán không đến nơi đến trốn dùng giá tiền cực thấp để thua mua đã giúp hoác khải có kết luận này thế lực ngầm có niềm tin mù quáng đối với kế hoạch thẩm thấu chúng gần như không chuẩn bị phương án thứ hai vì thế khi hy vọng mới thu mua chúng cũng biết thời biết thế đồng ý nhất định là chúng đang nghĩ là trà trộn vào bên trong trước như thế sẽ dễ dàng ăn cắp tài liệu mật hơn nhưng hoác khải đâu mắc bẫy đơn giản thế anh đã dùng chiến thuật này thì nhất định đã suy xét chu đáo sẽ không cho đối phương thừa cơ đợi sau khi thế lực ngầm phát hiện ra điều không ổn thì đã quá trễ trong những ngày tháng như thế thời gian lặng lẽ trôi qua sau khi nhà họ hoác bị thu mua công ty đổi tên thành công ty chi nhánh mậu dần, khi khai trương, Hoác Khải còn đích thân đi cắt băng. Hoác Trạch Minh thành công trở thành chủ tịch kế nhiệm cũng không mặt ủ mày ê như người ngoài suy đoán mà ông ta lại khá vui vẻ. Người không biết còn tưởng nhà họ Hoác đã đánh thắng trận này. Chỉ Hoác Khải mới biết, Hoác Trạch Minh là một người rất tham vọng. Vì dã tâm trong lòng, thậm chí ông ta có thể cấu kết với thế lực ngầm để hãm hại người xuất sắc nhất trong gia tộc chấp niệm như vậy chính là thứ Hoắc Khải coi trọng nhất ở người này. Chỉ cần cho Hoắc Trạch Minh đủ quyền lực, anh tin ông ta có thể dẫn dắt nhà họ Hoắc phát triển thịnh vượng, Hoắc Khải tin chắc điều này. Ngoài ra, quốc tế Đường thị cũng chấp thuận yêu cầu của Hoắc Khải, tiêu 40 tỷ mua cổ phiếu của tổng bộ ở nước ngoài, giành được một phần quyền cung ứng sau này. Giao dịch này là khoản tiền lớn nhất của hy vọng mới tính đến thời điểm hiện tại, cũng được coi là biểu tượng cho việc hy vọng mới bước lên con đường bá chủ. Với tư cách là công thần thúc đẩy hai công ty đạt đến quan hệ hợp tác chiến lược quan trọng, Đường Trọng Vi và vài quản lý cấp cao khác của Quốc tế Đường Thị được mời ra nước ngoài, tham quan phòng thí nghiệm của kỹ thuật VA. Số người nhận được lời mời này trên toàn thế giới cực kỳ ít ỏi, người của Quốc tế Đường Thị vui mừng khôn xiết, đồng thời cũng cảm thấy vẻ vang. Đến cả Đường Trọng Vi cũng được người của công ty cực kỳ sùng bái, cho rằng vì có cô nên mới nhận được cơ hội này. Phải biết rằng phòng thí nghiệm kỹ thuật VR của hy vọng mới chính là thánh địa mà tất cả các đội ngũ nghiên cứu khoa học trên toàn thế giới khao khát hướng đến. Không biết bao nhiêu người nằm mơ cũng mong được tới đó đi dạo một vòng, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, thậm chí chẳng được mấy người biết chính xác địa điểm của phòng thí nghiệm nằm ở đâu. Bao gồm người của Tổng bộ Hy vọng mới trong nước, đến cả ninh thần cũng không rõ điều này. Cũng không phải vì Hoác Khải không tin vợ mình, mà anh cho rằng, biết càng nhiều thì càng nguy hiểm. Dù môi trường trong nước an toàn đến mức nào thì cũng vẫn tồn tại những thành phần bất chấp mạo hiểm. Nếu họ bắt cóc ninh thần vì muốn biết địa điểm của phòng thí nghiệm thì đây chẳng phải chuyện gì lạ lùng nữa. Thế nên, chỉ bằng không để ninh thần biết còn hơn, tóm lại thì dù cô ấy biết hay không cũng không ảnh hưởng gì tới công ty. Nếu ninh thần muốn đi, đương nhiên Hoác Khải sẽ dẫn cô đi. Nhưng bây giờ ninh thần không có thời gian, khi mấy việc hệ trọng này đặt dấu chấm hết thì đứa con chung chính thức của cô và Hoác Khải cũng ra đời. Giống như ninh thần mong mỏi, cô sinh được một bé trai, đôi mắt rất to, khi vừa sinh ra đã mọc một lớp tóc mỏng, trông cực kỳ có sức sống. Đến cả bác sĩ cũng khen rằng đây là đứa trẻ rồi giàu tinh lực nhất mà họ đỡ đẻ trong vài năm trở lại đây. Vừa sinh ra đã biết mở mắt, nhìn khắp xung quanh, vô cùng hoạt bát, thậm chí không cần bác sĩ vỗ mông cũng khóc quèo é như sấm dậy. Hoác Khải không yêu cầu gì về chuyện sinh con gái hay con trai, nhưng sinh được con trai cũng không phải chuyện gì quá tệ. Nhà có con gái con trai mới tốt chứ. Bà chủ của Hy vọng mới sinh con thứ hai, đây là một chuyện lớn, dù là với gia đình này hay với thế giới bên ngoài. Từ mấy tiếng đồng hồ trước khi Ninh Thần vào phòng sinh tới tận mấy ngày sau khi đứa trẻ chào đời, ngày nào cũng có vô số người tới bệnh viện. Không cần biết quan hệ thân sơ thế nào, lý do để họ tới thăm đứa trẻ này là vì muốn chủ động lôi kéo quan hệ. Hoắc Khải cũng không từ chối, nếu đã là chuyện đáng mừng Tất nhiên người đến chúc mừng càng nhiều càng tốt, cho thêm phần náo nhiệt. Còn về phía quan hệ với mấy người này sau khi náo nhiệt như thế nào là một chuyện khác. Do người đến thăm quá nhiều nên bệnh viện dành riêng cho đám người này hai chiếc thang máy. Họ chiếm dụng riêng hai chiếc, bệnh nhân, người thăm bệnh và người nhà bệnh nhân khác dùng chung ba chiếc, còn trừ một chiếc chỉ dùng trong tình huống khẩn cấp. Đặc quyền này tất nhiên cũng khiến một số người bất mãn. Nhưng bệnh viện không hề thay đổi ý kiến vì quan điểm của mấy người này. Theo như cách nói của họ thì hy vọng mới là niềm tự hào của quốc gia, sáng tạo nên lịch sử, bà chủ của công ty này hưởng tí đặc quyền thì đã sao? Chương 624, chuyển mình. Đã có những cống hiến lớn như vậy mà ngay cả một chút đặc quyền cũng không có, lại chỉ được đãi ngộ như những người bình thường, vậy thì liều mạng làm việc vì cái gì kia chứ? Tất cả mọi người nỗ lực làm việc kiếm tiền ngoại trừ để nuôi sống bản thân và gia đình ra thì chẳng phải còn là vì không muốn phải xếp hàng cùng người khác khi đi mua đồ, không muốn phải nhịn ăn nhịn xài, nhìn thấy đồ mình thích mua mà còn phải chờ giảm giá hay sao. Có lẽ sẽ có nhiều người nói rằng những suy nghĩ như vậy thật sai lệch, hay gọi là chủ nghĩa đặc quyền chuyên chế hoặc một cái gì đó không tốt khác đại loại vậy. Nhưng xét trên thực tế, đối với sự đóng góp to lớn của hy vọng mới cho tương của lai đất nước và cả thế giới, thì đừng nói đến hai thang máy, cho dù muốn xây dựng một khoa nội trú riêng biệt cho Ninh Thần cũng không có gì là quá đáng. Bởi vì chỉ cần Hoắc Khải lên tiếng, cho dù đi đến bất kỳ quốc gia nào, anh cũng sẽ dễ dàng có được nhiều đặc quyền hơn thế này. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ra nước ngoài, lý do anh thành lập trụ sở ở nước ngoài chỉ là để tạo thêm lối đi cho bản thân, cũng là để công ty thích ứng tốt hơn với môi trường kinh doanh ở nước ngoài mà thôi. Còn hy vọng mới thì sẽ vẫn mãi mãi là doanh nghiệp của đất nước này. Và sẽ trở thành niềm tự hào của nơi đây. Mặc dù sinh con là một chuyện vô cùng vất vả. Nhưng suy nghĩ đến công ty còn tồn động quá nhiều việc. Nên Ninh Thần đã xuất viện chỉ sau 3 ngày nằm dưỡng sức. Sau khi xuất viện, cô thậm chí còn bỏ qua yêu cầu ở cữ của bố mẹ mình. Mà trở về thẳng công ty và bắt đầu làm việc. Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai sót con. Nhưng họ cũng biết con gái mình hiện đã là tổng giám đốc của một công ty có quy mô hàng chục ngàn tỷ. Một nhân vật ở cấp độ đó nếu bắt cô ở nhà một tháng không làm việc thì có khi còn khiến cô lo lắng đến mức sống dở chết dở cùng với sự thuyết phục của những người khác ninh quốc năng và đặng tuấn mai cuối cùng đã hiểu ra và không ngăn cấm nữa nhưng đưa cháu mới sinh thì họ nhất quyết giữ lại để chăm sóc đây là cháu trai quý giá của họ sao có thể giao cho người ngoài chăm được cháu vàng cháu bạc của ông bà nhất định là phải để cho ông bà trông nom cẩn thận rồi Nói tóm lại thì họ chẳng tin ai ngoài chính bản thân họ hết. Còn cậu em vợ Ninh Ngọc Lâm bây giờ đã thành lập nên được một thương hiệu độc lập kinh doanh đồ gia dụng. Có điều trước đó cậu ta cũng đã giúp cho nhà máy của Hoàng Hữu Sơn chế tạo máy nước nóng và đưa thương hiệu này trở thành thương hiệu nổi bật đứng đầu trên hệ thống thương mại trực tuyến, với doanh thu hàng năm hơn 100 triệu tệ. Bây giờ, các thiết bị gia dụng mà Ninh Ngọc Lâm kinh doanh chủ yếu là các thiết bị gia dụng thông minh. Dù chỉ mới rót vài triệu tiền vốn vào lĩnh vực này, nhưng công ty còn chưa khai trương đã có một lượng lớn nhà đầu tư chủ động tiếp cận, hy vọng có thể mua được cổ phần. Hơn nữa, họ chi ra rất nhiều tiền nhưng cũng không mua được bao nhiêu cổ phần. Tất cả mọi người đều biết tình cảm giữa Hoắc Khải và vợ rất tốt, yêu nhau yêu cả đường đi lối về, nên chắc chắn sau này anh cũng sẽ quan tâm giúp đỡ rất nhiều cho công ty mới thành lập của cậu em vợ. Hơn nữa, Ninh Ngọc Lâm còn đang sản xuất các thiết bị gia dụng thông minh với trình độ phát triển trí tuệ nhân tạo cao như hiện tại của hy vọng mới, thương hiệu do Ninh Ngọc Lâm thành lập chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn trong tương lai. Thậm chí nó còn có thể vượt qua các thương hiệu đồ gia dụng truyền thống, trở thành thương hiệu số một của thế hệ mới. Một công ty có tiềm năng lớn như vậy, còn chờ gì nữa mà không vội vàng đầu tư vào chứ? Ninh Ngọc Lâm tỏ ra khá bình tĩnh, chính xác mà nói thì chính Hoác Khải đã nhắc nhở cậu ta trước các nhà đầu tư sẽ không tự nhiên tiếp cận và đưa tiền cho cậu ta mà không có lý do, mục đích duy nhất của họ khi đưa tiền là muốn nhận được nhiều lợi ích hơn từ cậu ta. Mọi người đều nghĩ rằng doanh nghiệp của cậu ta có thể phát lớn mạnh hơn, vậy thì doanh nghiệp này còn cần tiền của bọn họ hay sao? Hy vọng mới có công ty đầu tư riêng, cậu ta hoàn toàn có thể vay tiền từ công ty và hoàn trả lại vốn sau khi kiếm được tiền. Sản xuất đồ gia dụng thông minh đối với Hoác Khải mà nói thật không có giá trị chỉ cao, cứ cho là quy mô thị trường có thể lên tới hàng trăm tỷ trong tương lai thì đã sao? Công ty của anh bây giờ đang nắm giữ chuỗi công nghiệp thượng nguồn trong ngành trí tuệ nhân tạo, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra một công ty lớn mạnh hơn Ninh Ngọc Lâm gấp trăm lần trong ngành này. Anh không làm như vậy là vì muốn những người bên dưới có cơ hội để làm ăn, chứ nếu như anh đầu tư vào làm tất cả thì những người khác sẽ không còn đất để dụng võ nữa. Từ xưa đến nay, lý do của mọi cuộc bạo loạn đều là do phân chia lợi ích không đồng đều. Suy nghĩ của người bình thường rất đơn giản, chỉ cần chừa cho họ một miếng ăn, họ đều có thể tiếp tục chịu đựng miễn là không bị đói chết. Còn nếu như đã muốn triệt luôn đường sống của họ thì làm sao họ có thể cam chịu nhẫn nhịn được? Hy vọng mới thực sự rất mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể chống lại cả thế giới. Nước có thể nâng thuyền mà cũng có thể lật thuyền, câu nói này rất có đạo lý, không thể không nghiền ngẫm một chút. Vì vậy, Hoắc Khải luôn nhấn mạnh việc phải cải thiện hệ thống dây chuyền công nghiệp của chính mình nhưng không bao giờ nghĩ đến việc nắm giữ tất cả quyền lợi trong tay. Đã ăn thịt thì cũng phải để dành chút canh cho người khác mới phải đạo. Trong mấy tháng ngắn ngủi, Ninh Ngọc Lâm đã sản xuất ra rất nhiều sản phẩm. Dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình đối với nền tảng thương mại trực tuyến, cậu ta vẫn sử dụng nền tảng trực tuyến làm địa điểm bắt đầu và áp dụng mô hình huy động vốn từ cộng đồng làm cốt lõi của giao dịch bán hàng. Sản phẩm robot quét dọn thông minh ban đầu dự kiến sẽ thu về được hàng chục triệu, nhưng chỉ trong 5 ngày, số tiền thu về đã lên đến mức hàng trăm triệu, gấp hàng chục lần so với kế hoạch ban đầu. Một chiếc loa thoại thông minh khác cũng đã thu về được khoảng 300 triệu tệ tài trợ nhờ trí tuệ nhân tạo AI siêu mạnh mẽ của nó. Chỉ với hai sản phẩm này, công ty của Ninh Ngọc Lâm đã trực tiếp đạt đến quy mô gần 1 tỷ. Điều này khiến cho dự định từng bước phát triển các nhà máy nhỏ của cậu ta thay đổi. Cuối cùng quyết định dành toàn bộ số tiền này đầu tư thành lập một nhà máy sản xuất sản phẩm thông minh quy mô lớn. Nếu không thì chỉ dựa vào mấy cái nhà máy sản xuất nhỏ lẻ, có khi đến tận sang năm mới có thể sản xuất hết đơn hàng. Thời đại này hơn kém nhau là ở tốc độ, đặc biệt là tốc độ trong khâu sản xuất và phân phối. Nếu như không thể hoàn thành đơn hàng kịp thời, tốc độ giao hàng sẽ bị chậm lại và hậu quả trực tiếp của việc này chính là khách hàng sẽ phải chờ đợi cho đến khi họ mất hết kiên nhẫn và hứng thú. Bước đầu tiên dẫn đến sự thành công của hy vọng mới chính là cải thiện hệ thống hậu cần, giao sản phẩm chính xác trong vòng 6 giờ trên toàn quốc và trong vòng 3 giờ trong thành phố. Phải như vậy thì thực phẩm giảm cân của hy vọng mới mới có thể trở thành lựa chọn hàng đầu của những người theo đuổi hành trình giảm cân trên cả nước. Không chỉ vì ngon hay tỷ lệ dinh dưỡng khoa học như thế nào, mà còn là vì họ giao hàng đủ nhanh. Tính đến nay, các cửa hàng bán sản phẩm giảm cân của hy vọng mới đã được mở trên khắp cả nước, có thể đáp ứng yêu cầu giao hàng trong vòng 40 phút đối với các đơn trong thành phố, giao hàng trong vòng 1 tiếng rưỡi đối với đơn hàng ngoại thành và trong vòng 2 giờ đối với các đơn hàng làng xã. Ngoài ra, Hy vọng mới vẫn đang duy trì hợp tác một cách sâu rộng với các công ty chuyển phát nhanh địa phương, có kế hoạch tăng tốc độ giao hàng ở ngoại thành và làng xã lên mức tương đương với đơn hàng ở thành phố trong năm tới. Chưa nói đến điều gì khác chỉ riêng mạng lưới hậu cần này cũng đủ mang đến cho hy vọng mới những cơ hội lớn nếu như muốn phát triển cực đại trong tương lai. Công ty của Ninh Ngọc Lâm cũng giống như các công ty khác trong hệ thống hy vọng mới, được hưởng lợi rất lớn từ điều này. Bất kể muốn phát triển sản phẩm nào, miễn là nó được phân phối qua hệ thống hậu cần của hy vọng mới thì tốc độ của sản phẩm đó khi đến tay người tiêu dùng sẽ nhanh đến mức đáng sợ. Con gái là tổng giám đốc của hy vọng mới, con trai hiện giờ cũng đang là ông chủ lớn với khối tài sản hơn 1 tỷ. Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai bây giờ ngày 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 vui vẻ, mang cháu trai đi khoe khắp thế giới. Dù cho họ có đi đến đâu, khi mọi người biết được danh tính của họ thì đều không khỏi ghen tị và ngưỡng mộ. Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai chìm đắm trong bầu không khí hưởng thụ này, họ cảm thấy may mắn vì lúc trước đã không ép con gái mình ly hôn với Hoắc Khải thành công. Nếu ép con gái ly hôn thành công rồi thì làm sao có được những ngày tốt đẹp như hôm nay chứ? Nhưng họ không hề biết hàng ngày khi họ đi loanh quanh thì vẫn luôn có những người đang âm thầm theo dõi họ. Những người này ở đây là để bảo vệ họ. Thỉnh thoảng có một số người muốn tiếp cận họ với mưu đồ đen tối, thì đều bị những người này lặng lẽ giải quyết trước. Sự bình yên mà họ có lúc này hoàn toàn không phải là tự nhiên, chính bởi vì đã có người khác bí mật thay họ gánh vác thế giới hỗn loạn ở trên vai mà thôi. Hoắc Khải đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, không muốn người nhà phải lo lắng. Trong khi Ninh Thần đã trở lại công ty làm việc còn bố mẹ của cô đang mang cháu trai đi khoe khắp nơi, thì Hoác Khải và Đường Trọng Vi cũng như một số thành viên cấp cao của quốc tế đường thị đã lên đường ra nước ngoài. Khi họ đến sân bay, một máy bay tư nhân đã đợi sẵn để tiến hành đưa người đi theo hai đợt. Điều này là để tránh bị theo dõi, và sau khi máy bay tư nhân hạ cánh, 10 chiếc xe cùng loại đã trực tiếp đến đón họ. Mỗi chiếc xe lại tách ra đi đến một thành phố khác nhau, nếu có ai muốn theo dõi những chiếc xe này để xác nhận điểm đến thì sẽ vô cùng khó khăn điều quan trọng nhất đó là những chiếc xe này không trực tiếp đến phòng thí nghiệm mà lại đi vào sâu trong rừng sau khi băng qua núi rừng những chiếc xe lại tiếp tục lộ trình hòa vào dòng xe trên đường lớn đi loanh quanh như thế mất cả hai ngày thì họ mới đến được phòng thí nghiệm công nghệ va phòng thí nghiệm được bố trí nằm trong một nhà máy ở một thành phố bên ngoài là một công ty công nghệ môi trường rất bình thường nhưng bên trong lại là một nơi độc nhất vô nhị. Khi đến đây, nhóm các giám đốc điều hành cấp cao từ quốc tế đường thì cuối cùng đã hiểu được tầm quan trọng của phòng thí nghiệm này đối với hy vọng mới. chương 625, Phòng Thí nghiệm Cứ đi loanh quanh suốt hai ngày như thế này, cho dù họ có muốn mang theo máy quay phim quay hết cỡ từng cung đường đã đi qua thì cũng khó lòng mà tìm được vị trí chính xác của phòng thí nghiệm. Nhóm quản lý cấp cao của quốc tế đường thị đương nhiên cảm thấy bực tức về điều này, nhưng đường trọng vi lại rất vui vẻ. Lý do đầu tiên để cô ấy đến đây là vì cô ấy muốn có thêm cơ hội để thân thiết hơn với Hoác Khải, lý do thứ hai là vì cô ấy cũng muốn đến thăm Hoác Giai Minh, nên việc phòng thí nghiệm có nằm ở đâu cũng chẳng quan trọng gì đối với cô ấy. Khi đến phòng thí nghiệm, đường trọng vi hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện liên quan đến công việc, ngược lại chỉ toàn tò mò hỏi về chuyện của nhà họ Hoác. Nghe nói anh vẫn để cho chú Hoác Trạch Minh làm chủ tịch lúc trước ông ta tỏ thái độ thù địch với hy vọng mới như vậy sao anh còn dám sử dụng ông ta không sợ ông ta dở trò sau lưng anh sao đường trọng vi hỏi trong lời nói của cô ấy một nửa là vì tò mò còn một nửa là vì thật sự lo lắng cho anh khoác khải khẽ mỉm cười cô gái này vẫn như trước một khi có người làm bạn với cô ấy cô ấy sẽ luôn chân thành quan tâm đến người đó trước giờ cô ấy luôn quan tâm suy nghĩ cho nhà họ hoắc nhưng bây giờ dường như cô ấy đã bắt đầu tập trung tất cả sự quan tâm lên người của Hoác Khải. Năng lực cá nhân của Hoác Trạch Minh không tệ, ông ta rất thích hợp làm chủ tịch, hiện tại đang là thời kỳ quá độ, không thích hợp để thay đổi nhân sự quá nhiều. Nếu ông ta thực sự muốn dở trò sau lưng tôi thì cũng không có ích lợi gì, Hoác Khải rất tự tin nói. Hy vọng mới đã cử người giám sát đến nhà họ Hoác, đảm bảo rằng bất kỳ sự xáo trộn nào trong nhà họ Hoác đều sẽ được thông báo đến bàn làm việc của ninh thần sớm nhất có thể. Hơn nữa, trong khoảng thời gian thâu tóm nhà họ Hoắc, Hoắc Khải cũng đã dựa vào thủ đoạn của mình để thu phục được một số con cháu trong dòng chính của nhà họ Hoắc. Những người bị Hoắc Trạch Minh và Hoắc Khải giả đuổi ra khỏi nhà năm xưa cũng đã được anh thu nhận lại một phần và sắp xếp ổn thỏa. Những người này vốn không hề hài lòng với Hoắc Trạch Minh và Hoắc Khải giả, bây giờ có cơ hội phục chức, bọn họ tự nhiên sẽ chầm chầm giám sát Hoắc Trạch Minh. Chỉ cần ông ta dở trò thì nhất định sẽ nhanh chóng bị bắt quả tang có những người này, nhà họ Hoắc sẽ không thể tạo nên sóng gió gì nữa. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ mới giải quyết được những vấn đề trong việc kinh doanh hiện tại. Mặt khác, Hoắc Khải vẫn luôn do dự không biết có nên ra tay với những kẻ đã sát hại mình lúc trước hay không. Những kẻ đó đã giết anh và khiến anh mất đi cơ hội thừa kế cơ nghiệp của nhà họ Hoắc. Mặc dù bây giờ nhà họ Hoắc cũng đã bị anh mua lại, nhưng mọi chuyện đều đã đổi khác nếu Hoắc Khải muốn trả thù thì cũng không ai có thể nói gì. Nhưng anh không làm điều này bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu và cho dù nhà họ Hoắc đã đoạn tuyệt quan hệ với thế lực ngầm, nhưng cái khó chính là có một số người dù có chết thì tính nét vẫn không thay đổi. Hoắc Khải nghĩ mình không nên lật lại chuyện cũ trước khi có thể đảm bảo rằng đã nhổ tận gốc thế lực ngầm. Nếu không thì rất có thể sẽ xảy ra thêm nhiều vấn đề rắc rối trong kế hoạch ban đầu. Điều này chắc chắn không có lợi. Giờ đây. Hoắc Khải đã bước qua giai đoạn theo đuổi sự trả thù. Điều anh muốn làm hơn cả chính là khiến cho hy vọng mới thực sự đứng trên đỉnh thế giới. Nhìn vẻ mặt tự tin của Hoắc Khải, đường trọng vi không hỏi gì nữa, chỉ âm thầm nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ kín đáo. Có lẽ chính cô ấy cũng không nhận ra rằng loại tâm lý sùng bái này nguy hiểm như thế nào. Sở dĩ cô ấy nhất quyết muốn kết hôn với Hoắc Khải là vì cô ấy quá ngưỡng mộ người đàn ông đó, nhưng hiện tại, Hình bóng vị hôn phu trước đây của cô ấy đã dần bị người đàn ông tên Lý Phong này thay thế mất. Cũng có thể nói, một đối tượng khác để cho cô ấy tôn thờ đã xuất hiện. Ông chủ, một thành viên của đội thiên cơ bước tới cúi chào Hoác Khải. Nhóm kỹ thuật VA từng thuộc quyền quản lý của chi nhánh nước ngoài của nhà họ Hoác. Nhưng giờ đây, cả cơ nghiệp của nhà họ Hoác đã được hy vọng mới mua lại, nên đội thiên cơ cũng tự nhiên trở lại với ông chủ ban đầu của mình. Hoác Khải khẽ gật đầu giới thiệu đường Trọng Vi và mọi người với nhau, giải thích cụ thể rằng họ được phép đi bộ xung quanh phòng thí nghiệm và hỏi về bất cứ điều gì không liên quan đến các vấn đề được bảo mật. Tất nhiên họ không được làm ảnh hưởng đến công việc của các kỹ thuật viên, nếu không, họ thể bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm ngay lập tức. Việc áp dụng công nghệ VR luôn được thực hiện hết sức thận trọng, ngoài một nhóm lập trình viên đang lại cạch gõ phím ra, thì tại một khu vực phòng thí nghiệm khác cũng đang tiến hành các thí nghiệm trên hệ thống robot siêu thông minh. Nếu họ làm phiền lập trình viên và khiến một dòng mã bị nhập không chính xác, thử nghiệm hoàn toàn có thể thất bại. Hậu quả của sự thất bại chính là ngày tháng làm việc cần mẫn trước đó đều sẽ trở nên vô ích. Nghe thấy những lời cảnh báo này, nhóm quản lý cấp cao của Quốc tế Đường thì cũng rất nghiêm túc cân nhắc, hết sức thận trọng đi vòng quanh phòng thí nghiệm. Đường Trọng Vi vốn dĩ không có hứng thú với phòng thí nghiệm, bởi vì cô cảm thấy công việc ngồi nhập mã này rất nhàm chán. Nhưng khi thực sự bước vào phòng thí nghiệm, Cô ấy mới nhận ra rằng ở đây không chỉ thực hiện thiết kế chương trình mà còn có rất nhiều sản phẩm trí tuệ nhân tạo tiên tiến đang được tiến hành thử nghiệm. Giống như người máy đã được đề cập trước đây cũng chỉ là một trong số chúng. Theo kế hoạch của Hoắc Khải, một số phòng thí nghiệm phân loại sẽ được mở rộng trong tương lai, sau đó dựa vào công nghệ VA và các chương trình trí tuệ nhân tạo để phát triển nên các dòng sản phẩm mới. Nói một cách đơn giản, Hoắc Khải rất muốn bước chân vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tất nhiên bản thân hệ thống VR của anh đã là hệ thống đi đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong khuôn khổ thế giới do cao thủ vô danh đặt ra cả hệ thống cảnh báo sớm và hệ thống quy tắc đều do trí tuệ nhân tạo cấp cao quản lý nếu không chỉ có con người thì không thể hoàn thành khối lượng tính toán khổng lồ như vậy trong phòng thí nghiệm này họ có thể thấy những bóng đèn có thể tự do thay đổi độ sáng và màu sắc theo tâm trạng của con người nếu chủ nhân tức giận robot quét rác sẽ biết trốn đi và giảm tần suất làm việc để không làm phiền đến chủ nhân khi chủ nhân cảm thấy nóng robot quản gia thông minh sẽ chủ động mở tủ lạnh và chọn đồ uống lạnh theo thân nhiệt theo hoạt động theo tâm trạng nếu như không có những gì mà chủ nhân cần thì robot thông minh có thể tiến hành mua hàng thông qua hệ thống mạng lưới internet vạn vật hệ thống này sẽ được liên kết với hệ thống hậu cần của hy vọng mới trong tương lai những vật dụng thông thường về cơ bản có thể được đảm bảo giao đến tận nhà trong vòng từ 5 đến 10 phút. Nói tóm lại, đây mới chính là thông minh hóa cuộc sống. Ngay cả một người có kiến thức rộng như Đường Trọng Vi cũng cảm thấy những điều này thật mới mẻ. Anh Lý, trong tương lai anh định tạo nên một ngôi nhà thông minh sao? Đến lúc đó nhớ cho tôi đặt trước một căn nhé, những thứ này thật thú vị. Đường Trọng Vi ngồi trên chiếc ghế massage thông minh bao quanh cơ thể 180 độ, hưởng thụ một màn xoa bóp thực sự có thể so sánh với trình độ mát xa bằng tay. Âm nhạc êm ái được mô phỏng bởi trí tuệ nhân tạo đa kênh và bộ phận phát âm tùy chỉnh đặc biệt được lắp đặt trên ghế mát xa, tạo ra âm thanh cực kỳ rõ ràng và dễ chịu cho cả cơ thể lẫn tinh thần. Cuộc sống như thế này, có ai mà không thích kia chứ? Hoác Khải cười nói, đây chỉ là một thử nghiệm trí tuệ nhân tạo có thể được giao cho công ty của em vợ tôi trong tương lai. Bản thân hy vọng mới của chúng tôi không tham gia vào lĩnh vực gia dụng thông minh. Chúng tôi chỉ cung cấp công nghệ thôi." Đường Trọng Vi nghe vậy thì tỏ ra rất bối rối, không thể nào hiểu được. Dựa trên tất cả những gì mà cô ấy đã thấy trong phòng thí nghiệm này, cô ấy gần như chắc chắn rằng chỉ cần hy vọng mới bắt tay vào phát triển chúng thì chắc chắn 100% chúng sẽ trở thành hiện tượng bùng nổ. Bất cứ ai trên thế giới quan tâm một chút đến những ngôi nhà thông minh hoặc những người có khả năng chi trả sẽ đều sẵn sàng bỏ tiền ra mua chúng. Đây là một công việc kinh doanh hoàn toàn có thể thu được lợi nhuận lớn, nhưng Hoắc Khải lại không hề hứng thú với nó. Tại sao? Đầu tư vào lĩnh vực này rõ ràng sẽ kiếm được rất nhiều tiền mà, Đường Trọng Vi hỏi với nét mặt khó hiểu. Đã có nhiều thương hiệu xuất hiện trong ngành thiết kế nhà thông minh, nhưng tiêu chuẩn thông minh của họ quá thấp và tất cả đều chỉ có thể thực hiện các ứng dụng tự động hóa hạn chế dựa trên các quy trình cố định. Thông minh kiểu đó cũng chẳng khác gì chậm phát triển trí tuệ. Nếu không có khả năng thay đổi hành vi dựa trên phản ứng của cơ thể con người và ý thức sóng não thì không thể được gọi là thiết bị thông minh thực sự. Nhưng ngay cả các ngôi nhà thông minh cấp thấp từng được gia đình của những người giàu nhất thế giới sử dụng từ 20 năm trước, chúng vẫn đang ngày càng thu hút nhiều người muốn đến thử những điều mới mẻ và kiếm được vô số tiền. Nếu những sản phẩm này của Hy vọng mới ra mắt, tất cả các thương hiệu nhà thông minh khác đều sẽ phá sản vì rõ ràng không có cách nào để so sánh chúng với những thiết bị thông minh tuyệt vời này. Không phải cứ có giá bán thấp thì sẽ có người đến mua. Cũng giống như một chiếc bánh thơm ngon, mặc dù nó được bán với giá hàng trăm tệ một chiếc, nhưng nếu không đủ tiền mua chiếc bánh này thì bạn sẽ chấp nhận ăn phân miễn phí hay sao? Rõ ràng là không rồi. Vì vậy, đường trọng vi không thể nào hiểu được suy nghĩ của Hoác Khải.